Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1266, Đại trưởng phu giúp đỡ lúc khó khăn. Nhân tài khó kiếm, nhân tài có thể từ trong nghịch cảnh phát triển lên mây xanh càng khó có được. Trưởng phòng Tử Quân, phòng tổ chức các cậu sau này cần phải chú tâm vào phương diện dự trữ nhân tài, chỉ khi nào có dự trữ đủ nhân tài, như vậy mới là cơ sở cho sự nghiệp của chúng ta phát triển lên cao. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì dùng giọng có chút cảm khái nói, cũng không phải là không có nhân tuyển cho vị trí giám đốc của công ty xe hơi Đông Hồng, nếu như người kia có thể chịu thiệt, như vậy một vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng căn bản không phải là vấn đề. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn cười nói, nếu nhân tuyển của bí thư là phù hợp, như vậy không bằng cứ quyết đoán, cố gắng cho anh ấy gánh vác trọng trách ở công ty xe hơi Đông Hồng. Diệp Thừa Dân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì gương mặt nghiêm túc chợt lộ ra nụ cười, lão nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân rồi cười nói, người này thật sự là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Trưởng phòng Tử Quân, nói thật thì tôi thấy nhân tuyển tốt nhất cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng chính là cậu, nhưng cậu còn có công tác trọng yếu cần phải xử lý, chút việc nhỏ ở công ty xe hơi Đông Hồng nào cần một con rồng như vậy. Vương Tử Quân không ngờ Diệp Thừa Dân lại ném tâm tư lên người mình. Hắn nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, thế nhưng bí thư chỉ cười mà thôi. Hắn không biết thật ra mình đã tránh được một kiếp ở phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong, vì Trử Vận Phong cũng định nói ra câu này, thế nhưng cuối cùng vì quan hệ giữa hai bên không quá gần gũi mà không nói ra khỏi miệng. Tử Quân, tôi cũng không phải đang nói đùa với cậu, một cán bộ có tố chất và năng lực như cậu, tôi cảm thấy thật sự là có quá ít. Nếu như có nhiều cán bộ như cậu, căn bản là chúng ta đã làm quá tốt công tác rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như không phải nói đùa của Diệp Thừa Dân, hắn chợt cười nói, bí thư, ngài giơ tôi lên quá cao rồi, tôi chỉ cố gắng mới làm ra chút thành tích, như vậy mới không phụ lòng tín nhiệm của ngài. Tử Quân, cậu cũng không cần khiêm tốn, thành tích của cậu khi đến tỉnh Nam Giang là quá rõ ràng. Nếu như không phải tôi thật sự cần cậu ở trên phương diện chủ quản phòng tổ chức, nói gì cũng không bao giờ điều chỉnh cậu. Diệp Thừa Dân dùng giọng đồng tình nói tiếp, lần này cậu phụ trách công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng, cậu nên chú ý liên hệ với Chủ tịch Trử, phải nghe nhiều ý kiến của anh ấy. Nhưng có một phương diện cậu nên nắm chắc, chính là chọn người phải làm sao để đẩy công ty xe hơi Đông Hồng ra khỏi khốn cảnh, đi về phía tương lai huy hoàng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt sáng ngời của Diệp Thừa Dân, hắn chợt cảm thấy áp lực trên người mình tăng thêm vài phần. Diệp Thừa Dân lúc này đặt trọng trách lên người mình, vào thời điểm mấu chốt mình rõ ràng đại biểu cho thái độ của lãnh đạo. Muốn tìm ra người phụ trách công tác của công ty xe hơi Đông Hồng, hơn nữa người này còn phải đưa công ty thoát khỏi khốn cảnh tiến vào tương lai huy hoàng, căn bản là không dễ tìm. Vương Tử Quân tiếp nhận chỉ thị của bí thư Diệp Thừa Dân, đồng thời cảm thấy trách nhiệm của mình ở sự kiện này là quá lớn. Hơn nữa Vương Tử Quân còn phải căn cứ vào ý kiến của Chủ tịch Trử Vận Phong. Đồng thời phải chú ý thái độ của bí thư Diệp Thừa Dân, đây rõ ràng là một hành vi làm xiếc đi trên dây, không chú ý sẽ tăng mâu thuẫn với Trử Vận Phong, cuối cùng còn làm cho sự việc huyên náo rối loạn. Tôi biết rõ chuyện này rất khó khăn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy người có thể phụ trách được chuyện này chỉ có cậu mà thôi. Diệp Thừa Dân nhìn bộ dạng trầm ngâm của Vương Tử Quân, lão lại trầm giọng lên tiếng. Diệp Thừa Dân nói đến nước này thì Vương Tử Quân căn bản không còn gì để nói. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, đây là sự việc nằm trong phạm vi chức trách của hắn. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, hắn còn chưa kịp ngồi lên xe thì điện thoại đã vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó mỉm cười nghe máy, chào bí thư Đậu. Người gọi điện thoại đến là bí thư thị ủy Đông Hồng, là Đậu Minh Đường. Lúc này Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nên căn bản còn có vị trí trong thường ủy còn cao hơn cả Vương Tử Quân. Trước kia trong quá trình tiếp xúc với nhau thì Đậu Minh Đường có không ít giúp đỡ cho Vương Tử Quân, vì vậy quan hệ giữa hai người căn bản là không tầm thường. Đậu Minh Đường ở bên kia còn chưa nói gì thì tiếng cười đã truyền đến, trưởng phòng Tử Quân, hôm nay anh có thời gian không? Tôi đang câu cá ở đập nước Nam Nha, anh đến chơi một chút chứ? Tuy Đậu Minh Đường nói với vài phần trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Đậu Minh Đường mà cảm thấy có vài phần bức thiết. Tuy lúc này hắn không muốn đi qua, thế nhưng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ,
hắn cười nói, bí thư Đậu đã kêu gọi thì tôi nào dám không đi. Đậu Minh Đường lúc này cũng không phải đang ở đập nước Nam Nha, hắn đang ngồi trên xe chạy đến. Hắn hai một câu sẽ chờ rồi cúp điện thoại, lũ này một người đàn ông trung niên ở bên cạnh đã trầm giọng nói, bạn học cũ, thế nào? Trưởng phòng Vương có đồng ý đến gặp mặt không? Đậu Minh Đường cảm thấy buồn cười với gương mặt của bạn mình, thế nhưng kiếp sống chính trị nhiều năm làm hắn nhìn thấu tâm tư của đối phương, cũng hiểu cái gì gọi là không liên quan đến mình thì không sao, liên quan sẽ rối loạn. Tôi đã nói với trưởng phòng Vương, thế nhưng sự việc cuối cùng có thành hay không chủ yếu là dựa vào cậu. Nếu như cậu có năng lực, trưởng phòng Vương cũng tán thành năng lực của cậu, như vậy tất cả đều tốt. Nhưng nếu cậu không tìm được sự tán thành của trưởng phòng Vương, tôi cũng không giúp đỡ được cậu. Ha ha ha, Minh Đường cứ yên tâm, cậu cũng không phải không biết năng lực của tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần cậu có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm được sự tán thành từ trưởng phòng Vương. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì thở dài một hơi, nhưng chuyện này người có quyền quyết định cao nhất chính là Chủ tịch Trử Vận Phong. Gương mặt Đậu Minh Đường vẫn treo nụ cười thế nhưng lại có vài phần co rút. Hắn giới thiệu quan hệ của mình với Vương Tử Quân cho người bạn học cũ, hắn cảm thấy mình có vài phần lo lắng. Cũng không phải hắn sợ sau khi người bạn này quen biết Vương Tử Quân thì sẽ có hành vi bất lợi cho mình, chủ yếu lo lắng người ta không được Vương Tử Quân tán thành, thậm chí còn gây phiền toái cho Vương Tử Quân, như vậy sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân. Lúc này Đậu Minh Đường thầm cảm thấy may mắn vì trước kia mình mở lời giúp đỡ Vương Tử Quân, có thể nói tất cả như mới xảy ra hôm qua mà thôi. Trong thời gian nửa năm qua mới chi vừa xây xong tòa nhà Hồng Diệp là tiêu chí cho Đông Hồng ở Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng dùng thời gian đó để đứng vững vàng trong tỉnh Nam Giang bằng chính thực lực của mình. Chưa nói đến những gì Vương Tử Quân đã chỉnh hợp ở Ủy ban Tư pháp, bây giờ Diêu Trung Tắc là người mạnh mẽ nhưng căn bản không khỏi phân ra một nửa quyền lợi ở phương diện nhân sự cho Vương Tử Quân. Vì có kết giao tốt với Vương Tử Quân nên Đậu Minh Đường phát triển ở thành phố Đông Hồng càng như cá gặp nước. Lúc này Đậu Minh Đường giới thiệu Vương Tử Quân cho người bạn học cũ, ngoài phương diện hắn khó thể nào từ chối bạn của mình, thật ra trong lòng còn có tính toán khác. Nếu như người bạn học cũ của mình thật sự có thể là người làm chủ công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy sẽ là một cây cột chèo chống cho sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Hồng. Với quan hệ giữa Đậu Minh Đường và Vương Tử Quân, có một số việc không cần phải nói, bạn học cũ của mình có thể tiến vào trong mắt của trưởng phòng Vương. Tuy Vương Tử Quân làm trưởng phòng tổ chức chưa quá lâu, thế nhưng ai cũng nói vị trưởng phòng tổ chức này có ánh mắt nhìn người cực kỳ mạnh mẽ. Đập nước Nam Nha ở phía nam thành phố Đông Hồng, có một vách núi dựng đứng như thanh kiếm chắn dòng nước lại tạo nên hồ, gió mát thổi qua làm cho mặt nước nhộn nhạo, là một địa điểm nghỉ ngơi rất tốt trong thành phố Đông Hồng. Vì trước đó đã nói vài lời thế cho nên sau khi Đậu Minh Đường đi vào trong đập nước, người phụ trách nhanh chóng tiến ra chào đón. Đậu Minh Đường thích câu cá, hơn nữa không thích câu cá nuôi, thế cho nên nơi này căn bản là địa phương mà hắn thường đến nghỉ ngơi giải trí. Một băng ghế, một cần câu, một cái thùng đựng cá màu đỏ ở bên cạnh, đây là những công cụ câu cá chủ yếu của Đậu Minh Đường. Sau khi người phụ trách của đạp nước Nam Nha chuẩn bị xong tất cả, Đậu Minh Đường khoát tay cho đối phương rời đi, sau đó nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh, bạn học cũ, tôi nhớ năm xưa khi còn đi học thì cậu là người câu cá giỏi nhất, bây giờ chúng ta so sánh một chút nhé. Cậu rõ ràng là lợi dụng tình huống khó khăn của tôi để giành phần thắng, cậu rõ ràng biết tôi không có tâm tư câu cá mà. Người đàn ông trung niên khoát tay áo nói, ôi, câu cá là nuôi dưỡng tâm tình, lát nữa trưởng phòng Tử Quân sẽ đến. Anh ít nhất cũng phải bày ra biểu hiện ung dung bình tĩnh, như vậy mới tạo ra ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Đậu Minh Đường nói rồi đưa một chiếc cần câu vào trong tay bạn học. Chương 1267, tinh thần cầu tiến phải như hổ. Khi Vương Tử Quân đi đến đập nước Nam Nha thì người nghênh đón hắn chính là Phó Thư Ký trưởng Văn phòng Thị ủy Đông Hồng, là Đỗ Dược Cao. Người này hơn 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng. Nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác hào hoa phong nhã. Sau khi bắt tay đơn giản thì Đỗ Dược Cao đưa Vương Tử Quân đi về phía Đậu Minh Đường đang câu cá. Hắn vừa đi vừa khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, Nam Nha là một đập nước sớm nhất của thành phố Đông Hồng, được xây dựng từ cuối những năm 80, còn là một trong những nguồn nước uống cung cấp cho thành phố.
Nhưng khi mà những đập chứa nước mới được đẩy mạnh xây dựng, nước nơi này mới dần không được dùng để sinh hoạt. Vương Tử Quân mỉm cười đi về phía trước, hắn căn bản có chút yêu thích cách giới thiệu của Đỗ Dược Cao, cũng bắt đầu quan sát Đỗ Dược Cao. Thực tế những loại cán bộ như Đỗ Dược Cao căn bản chưa thể lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng từ sau khi hắn tiến lên làm trưởng phòng tổ chức, hắn phát hiện mình càng thích quan sát người khác. Đỗ Dược Cao này nói chuyện rất rõ ràng, thái độ tuy cung kính nhưng không kiêu ngạo không xu nịnh, cũng không quá khiêm tốn, xem ra cũng là một nhân vật, hèn gì mới đó đã đi đến vị trí mấu chốt, đi theo bên cạnh Đậu Minh Đường. Người có thể đi theo bên cạnh lãnh đạo thì rõ ràng sau này sẽ có cơ hội tiến lên rất nhanh. Dược Cao, anh cũng thích câu cá sao? Vương Tử Quân bao quát ấn tượng với Đỗ Dược Cao, sau đó hắn khẽ hỏi. Đỗ Dược Cao tuy biểu hiện cực kỳ tỉnh táo thế nhưng khi đối mặt với vị trưởng phòng tổ chức còn trẻ tuổi hơn cả mình, hắn căn bản tràn đầy cảm xúc. Hắn là một trong những nhân tài được bí thư Đậu Minh Đường kéo ra, hắn 40 tuổi đã là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đông Hồng, trong mắt một số người thì căn bản là thành tựu lớn, là điển hình tuổi trẻ tài cao. Có lời đồn không bao lâu nữa hắn sẽ là nhân tài được Đậu Minh Đường điều phái xuống quận huyện làm chủ chính một phương. Cũng vì những lời đồn như vậy mà làm cho bên cạnh hắn luôn tụ tập một nhóm người. Sau khi Vương Tử Quân đi vào tỉnh Nam Giang, Đỗ Dược Cao biết trên tỉnh còn có một vị lãnh đạo tỉnh ủy còn trẻ tuổi hơn cả mình, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc qua, thế cho nên chỉ cho đó là một đề tài câu chuyện mà thôi. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn có chút cảm giác ghen ghét, đồng thời cảm thấy đây là cơ hội khó có được. Tuy hắn biết bây giờ mình chủ yếu dựa vào bí thư Đậu, thế nhưng nếu được trưởng phòng tổ chức tán thưởng, sau này con đường làm quan của hắn sẽ càng thênh thang hơn. Không muốn thì sẽ không có cầu, nhưng lúc này Đỗ Dược Cao căn bản là có ý muốn tạo nên ấn tượng tốt cho lãnh đạo, thế cho nên không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Lúc này thấy trưởng phòng Vương dùng giọng ôn hòa để nói chuyện, hắn lên tiếng, trưởng phòng Vương, nói ra thì bí thư Đậu là cao thủ câu cá, tôi chỉ ngẫu nhiên đi nghỉ ngơi với lãnh đạo mà thôi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Đỗ Dược Cao mà không nói gì thêm, hắn không lên tiếng lại làm cho Đỗ Dược Cao cảm thấy cực kỳ hối hận. Thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt, mình sao lại không nắm chắc chứ? Nếu như có thể nói thêm được hai câu với trưởng phòng Vương, có thể làm sâu sắc ấn tượng của trưởng phòng với mình, như vậy thì cái gì cũng tốt. Tuy Đỗ Dược Cao thầm oán trách mình nhưng sự việc căn bản chỉ là ngộ mà khó cầu, thế cho nên hắn thành thật đi theo bên cạnh trưởng phòng Vương. Cùng lãnh đạo đi về phía bên kia. Đỗ Dược Cao không biết mình không tiếp tục lên tiếng đã tăng tiến thêm chút cảm tình của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy nhìn người không nên nhìn lúc đối phương đắc ý, càng phải nhìn lúc đối phương thất ý. Chỉ có những người thắng không kiêu bại không nản, như vậy mới xem như là nhân tài khó kiếm, tinh thần tiến lên là phải có, cũng không thể thiếu tính tình của hổ. Khi gặp phải hoàn cảnh bất lợi thì đứng ngồi không yên, chân tay luống cuống. Như vậy thật sự không phải là hạng người có thể đảm đương. Vương Tử Quân cố ý không tiếp tục lên tiếng, thật ra chủ yếu là muốn quan sát Đỗ Dược Cao. Tất nhiên thủ đoạn này của hắn căn bản không thể nói rõ cho đối phương biết được. Bí thư Đậu, ngài thật sự là... Vương Tử Quân nhìn Đậu Minh Đường ngồi dưới bóng cây, hắn vừa định chào hỏi thì Đậu Minh Đường chợt phất phất tay, tỏ ý không nên lên tiếng. Vương Tử Quân có chút sững sờ. Đột nhiên thấy Đậu Minh Đường giật mạnh cần cây, cần câu tạo thành một đường vòng cung, một con cá chép dài hơn 30cm đã nhảy tới nhảy lui trên bãi cỏ cách Vương Tử Quân không quá xa. Trưởng phòng Tử Quân, thật sự anh là phúc tinh của tôi câu một lúc lâu không có động tĩnh gì, anh đến thì có cá cắn câu rồi. Đậu Minh Đường căn bản không thèm quan sát Đỗ Dược Cao đang nhanh chóng tiến lên gỡ cá ra khỏi lưới câu, hắn cười lớn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng cười cười nói, bí thư Đậu, cái này cũng không dám kể công, có lẽ là tôi tới đúng lúc, vừa may mắn thấy được tài nghệ câu cá của ngài. Hai người nói chuyện với nhau, một người thanh niên đi đến đưa cho Vương Tử Quân một phần dụng cụ câu cá. Đậu Minh Đường chỉ vào dụng cụ câu cá nói, trưởng phòng Tử Quân, con người của tôi thích câu cá từ bé, khi đó cũng không chú ý như vậy, chỉ cần một cây trúc, một dây câu, còn có một cái lông ngỗng, trên cơ bản là tốt. Anh xem, bây giờ có quá nhiều dụng cụ, tinh xảo hơn trước thế nhưng lại khó tìm lại được tâm tình như năm xưa. Bí thư Đậu, không phải là khó tìm được tâm tình như xưa, căn bản là mục đích câu cá của ngài đã thay đổi. Ngài nghĩ lại mà xem,
trước kia ngài câu cá căn bản là cho đỡ thèm thịt cá, nhưng bây giờ ngài lại hưởng thụ quá trình ngồi câu, có một câu nói rất hay, đó là bây giờ anh đi câu nhưng không phải là vì cá. Vương Tử Quân nói làm cho tiếng cười của Đậu Minh Đường càng thêm vang dội. Hắn chợt đứng lên nói, trưởng phòng Vương, anh nói những lời đi vào trong lòng tôi, thật sự không ngờ lại có một người tri âm như vậy. Khi hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường đang trò chuyện vui vẻ với nhau, một người đàn ông trung niên hơn 40 chưa đến 50 đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Người đàn ông trung niên này không quá cao, gương mặt chữ điền có nụ cười nịnh nọt. Sau khi Vương Tử Quân buông câu, hắn cũng nhanh chóng thả cần của mình. Khi Vương Tử Quân còn đang nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, đối phương chợt cười nói, trưởng phòng Vương, câu cá cần phải có một chú ý, đó chính là trước khi câu phải làm một cái ổ cho cá kéo đến. Trước khi ngài đến thì tôi đã đơn giản đánh một cái cho anh, bây giờ chỉ cần câu mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của người đàn ông trung niên, không giống như là nhân viên công tác của thị ủy Đông Hồng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cười nói cảm ơn anh. Đậu Minh Đường thấy bộ dạng của bạn học cũ thì khẽ nhíu mày, thế nhưng ngay sau đó đã khẽ giới thiệu, trưởng phòng Tử Quân, đây là Mã Vi Hồng, là bạn học cũ của tôi. Năm xưa anh ấy là cao thủ câu cá đệ nhất. Chương 1268, một mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Mã Vi Hồng thật sự chỉ chờ câu giới thiệu của Đậu Minh Đường, lúc này nghe thấy Đậu Minh Đường khen mình là đệ nhất cao thủ câu cá, hắn không khỏi xoa xoa ti khiêm tốn nói, đây chẳng qua là bí thư Đậu khiêm tốn mà thôi, khi đó tôi sở dĩ là cao thủ câu cá cũng là vì bí thư Đậu chú tâm học tập, căn bản không tham gia thi câu. Vương Tử Quân trên cơ bản đã xác định Đậu Minh Đường tìm mình đến cũng là vì có liên quan đến Mã Vi Hồng. Nhưng hắn không rõ Đậu Minh Đường có ý gì, thế cho nên hắn cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Sau khi bắt chặt tay Mã Vi Hồng, Vương Tử Quân chợt cười nói, hai vị cao thủ ở đây, tôi căn bản chỉ có kỹ thuật bình thường, kính mong hai vị cao thủ chỉ giáo nhiều hơn. Mã Vi Hồng liên tục không dám, Đậu Minh Đường lại cười nói, trưởng phòng Tử Quân không cần khiêm tốn. Nếu lát nữa anh câu được nhiều hơn hai người chúng tôi, như vậy chúng tôi cũng không biết úp mặt vào đâu. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau thì Đỗ Dược Cao đã gỡ con cá chép ra khỏi lưới câu của Đậu Minh Đường, đã đổi mồi câu mới. Đậu Minh Đường nhìn con cá chép trong thùng nước, sau đó nói với Đỗ Dược Cao, Dược Cao, đưa con cá này cho anh khâu, nói anh ấy làm món canh cá, đã nhiều ngày tôi chưa được nếm món này, cũng có hơi nhớ. Đỗ Dược Cao đồng ý một tiếng rồi rời đi. Đậu Minh Đường lại ném cần vào nước, sau đó cười nói, anh Khâu là đầu bếp của đập nước Nam Nha, anh ấy làm các món khác cũng chỉ bình thường, nhưng căn bản là cực kỳ tốt với món canh cá. Chỉ cần nêm nếm đơn giản cũng cho ra một nồi canh cá cực kỳ ngon, lát nữa chúng ta cùng nhau nếm thử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân cười lên tiếng. Sau đó bắt đầu yên lặng chú ý cần câu của mình. Đậu Minh Đường cũng không nói thêm điều gì, hắn bắt đầu chăm chú nhìn phao của mình đang bập bềnh trên sóng nước. Gió thổi làm mặt nước sao động, tuy trong lòng có vài phần muộn phiền nhưng lúc này ở vào hoàn cảnh yên tĩnh thì chợt sinh ra chút cảm giác thoải mái vui vẻ. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua Đậu Minh Đường, phát hiện Đậu Minh Đường cũng đang cực kỳ chăm chú, giống như căn bản không phát hiện ra hành vi nào mờ ám của mình. Ánh mắt của Vương Tử Quân căn bản không dừng lại trên người Đậu Minh Đường, hắn nhìn thoáng qua Mã Vi Hồng. Lúc này ánh mắt của Mã Vi Hồng cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao vào nhau, khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình có chút kính sợ. Sau khi hắn nở nụ cười với đối phương thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Vương Tử Quân thật sự không phải là cao thủ câu cá, thế nên căn bản không thể nào so sánh được với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường bên kia chỉ dùng chút thời gian đã câu thêm một con cá khác, tuy Vương Tử Quân cũng có nhiều lần giật cần nhưng căn bản là không có gì. Dưới sự giảng dạy siêng năng của Đậu Minh Đường, cuối cùng trước khi mặt trời lặn thì hắn cũng câu được một con cá chấm 4-5 cân. Khi đặt con cá này vào trong thùng nước, Vương Tử Quân chợt phát hiện gương mặt Mã Vi Hồng còn vui vẻ hơn cả mình. Ba người căn bản đã không còn hào hứng tiếp tục câu cá, bọn họ nhanh chóng đi đến một mái đình trên mặt nước. Bên trên đã bày một cái bàn, trên bàn là một tô canh cá thơm ngát. Trưởng phòng Tử Quân, anh nếm thử thành quả lao động của chúng ta, để xem có hương vị gì khác không. Đậu Minh Đường nhường chỗ cho Vương Tử Quân,
sau đó mỉm cười nói. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đậu Minh Đường, hắn cầm lấy đũa ăn vài miếng, sau đó cười nói, bí thư Đậu, thật sự có hương vị khác biệt. Đỗ Dược Cao nhớ rõ trên phương Bắc có một cách nấu cá, chính là bột ngô bỏ thêm nước ấm trộn lại thành hồ, tạo thành những chiếc bánh như bàn tay, nhân lúc bánh bột ngô đang còn ướt mà bỏ lên trên nồi cá, đợi đến khi cá chín thì bánh cũng chín. Vì vậy mà người ta vừa có món cá vừa có món bánh để ăn, mùi thơm rất tuyệt, tuy thô sơ nhưng ăn rất ngon. Đỗ Dược Cao nhìn món ăn trước mắt mà không khỏi giật mình, ăn như vậy cần có rượu, thế nhưng quy củ này lại bị Đậu Minh Đường phá vỡ. Một hũ gốm đựng canh cá, một giỏ trúc đựng bánh bột ngô, ngoài ra không còn thứ gì khác. Canh cá tất nhiên là món ngon, vài người húp canh cá xem như cũng là một loại hưởng thụ. Đỗ Dược Cao thầm có chút bội phục Đậu Minh Đường, món ăn không nhiều nhưng tinh xảo thì cũng đủ. Với thân phận của Vương Tử Quân thì chắc chắn chưa có món gì ngon chưa ăn, thế nên những món nguyên thủy thế này căn bản càng kích thích khẩu vị hơn. Vài người húp canh cá đổ đầy mồ hôi, sau đó đều buông đũa xuống. Không chờ Đậu Minh Đường buông chén thì Vương Tử Quân đã cười nói, bí thư Đậu, tôi đi chuyến này căn bản là không tệ, đây căn bản là bữa cơm thoải mái nhất của tôi sau khi đến Nam Giang. Ha ha, trưởng phòng Vương, lời nói của anh thật sự làm tôi cảm thấy rất vui. Nói thật nhé, tôi cũng chỉ chuẩn bị cơm cho anh, cũng không chuẩn bị rượu, vì không muốn làm chậm trễ anh, tôi chẳng qua chỉ muốn giải phóng dạ dày một chút mà thôi. Đậu Minh Đường cười ha hả nói tiếp, câu xá xong ăn một bữa cơm thoải mái, đây mới là chuyện vui trong cuộc sống, uống rượu nhiều cũng không tốt. Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường căn bản có cùng cảm nhận ở phương diện này, vì vậy hai người càng nói chuyện càng cảm thấy có thêm vài phần hiểu nhau. Người phụ trách đập nước nhanh chóng chạy đến thu dọn, sau đó nhanh chóng dâng trà. Mã Vi Hồng vừa rồi mãi không lên tiếng, bây giờ vừa tiếp nhận bình trà vừa nói, hai vị lãnh đạo nói đúng, muốn ăn phải ăn cơm nhà, mặc phải mặc vải thô, lời này cũng rất đúng. Gió thổi nhẹ, màn đêm khẽ buông xuống, Đậu Minh Đường nói thêm vài câu chuyện thì cản tay Đỗ Dược Cao đang định bật đèn, đừng bật đèn, lúc này ai cũng cao hứng, trưởng phòng Tử Quân đã câu cá cả buổi. Căn bản cũng xem như mệt mỏi, cũng nên quay về nghỉ ngơi, nếu không thì chị nhà trách tội, tôi cũng không đảm đương nổi. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ lúc này Đậu Minh Đường căn bản cũng không có gì cần làm, tất cả đều đã được bày tỏ xong, ở lại cũng chỉ lãng phí thời gian của nhau. Hắn lập tức nói theo lời Đậu Minh Đường, bí thư Đậu chiêu đãi làm tôi thả lỏng hơn vài phần, hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội như vậy, cũng mong ngài cho gọi một tiếng. Hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường nói đùa với nhau vài câu, sau đó đứng lên bên cạnh bàn. Mã Vi Hồng đang có nhiều tâm sự, bây giờ thật sự gấp gáp đỏ mặt tía tai. Hắn định thừa cơ hội uống trà để Đậu Minh Đường nói ra chuyện của mình, nhưng hắn giỏng tai nghe nãy giờ mà căn bản không thấy Đậu Minh Đường nói ra điều gì liên quan. Đây là có chuyện gì? Đậu Minh Đường không lẽ quên đi mất rồi? Mã Vi Hồng dùng ánh mắt gấp gáp nhìn sang Đậu Minh Đường. Không ngờ Đậu Minh Đường giống như không phát hiện ra. Thế nên Mã Vi Hồng cũng không quan tâm, hắn lên tiếng, trưởng phòng Vương, tôi. Chương 1268, 2, mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Không chờ Mã Vi Hồng nói xong, Đậu Minh Đường đã cắt ngang lời, ôi, anh Mã, anh làm sư phụ câu cá cả ngày còn chưa đủ sao? Sư phụ dẫn vào cửa thì xem như đã nhập thất tu hành, anh nên khắc ghi kinh nghiệm này, trước mắt cũng không còn sớm. Trưởng phòng Vương nên đi nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mã Vi Hồng, sau đó cười cười, cũng không nói gì mà cùng Đậu Minh Đường rời khỏi đập nước. Mã Vi Hồng ngồi vào trong xe của Đậu Minh Đường, khi xe của Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía trước thì hắn không nhịn được mà nói với Đậu Minh Đường, Minh Đường, sao lúc này cậu không? Những gì nên làm thì tôi đã làm. Đậu Minh Đường khoát tay áo nhìn Mã Vi Hồng rồi khẽ nói, mưu sự ở sự việc phát triển. Được việc ở quá trình, lần này anh có hy vọng hay không chỉ có thể nhìn vào vận mệnh của mình, tôi đã tận lực rồi. Nên làm đều đã làm, lời nói kiên định của Đậu Minh Đường làm cho tâm tình của Mã Vi Hồng chợt thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi hắn định nói lời cảm tạ với Đậu Minh Đường, lúc này Đậu Minh Đường chợt lắc đầu. Nếu như Đậu Minh Đường là Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ chọn Mã Vi Hồng là người nắm công ty xe hơi Đông Hồng sao? Vương Tử Quân ngồi trên xe. Hắn cũng biết rõ tình hình Đậu Minh Đường gọi mình đến gặp mặt.
Tuy Đậu Minh Đường không nói lời nào, Ninh Vương Tử Quân lại hiểu rõ ràng. Mã Vi Hồng là phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hơn nữa sự việc Triệu Hòa Duyệt đã xảy ra, nếu như hắn không biết rõ ý nghĩ của Đậu Minh Đường, căn bản không cần lăn lộn trong quan trường. Có một số việc không cần phải nói cho rõ, đến đúng điểm thì dừng là được, tất cả mọi người đều nhập vào quan trường từ khá lâu, ai cũng là hạng người thành tinh, có thứ gì mà nhìn không rõ. Nhưng Vương Tử Quân lại có chút thất vọng ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt Mã Vi Hồng. Chưa nói đến những thứ khác, người này căn bản quá thiếu kiên nhẫn, đó không phù hợp với một vị lãnh đạo xí nghiệp. Lúc nào thị trường thiên biến vạn hóa, cần phải có một người quyết đoán nhìn xa trông rộng để dẫn dắt doanh nghiệp, nếu một người căn bản thiếu kiên nhẫn, sao có thể bày mưu nghĩ kế cho công ty xe hơi Đông Hồng thoát ra khỏi khốn cảnh. Vương Tử Quân thầm nghĩ về tiền cảnh của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cuối cùng cũng quyết định chạy đến đó xem xét một chút. Tuy bây giờ cấp bậc của hắn muốn xâm nhập điều tra là rất khó khăn, thế nhưng dù vậy cũng tốt hơn là nhắm mắt cho ra lựa chọn. Khi Vương Tử Quân cho ra quyết tâm thì xe đã dừng lại bên ngoài nhà mình, hắn khẽ gật đầu với lái xe Tiểu Trần, sau đó đi vào trong nhà. Lúc này đèn phòng khách đã chiếu sáng nửa khoảng sân bên ngoài, Tiểu Bảo Nhi được đưa về nhà sớm, nó vui sướng hát nhạc thiếu nhi vừa loay hoay món đồ chơi trong tay, có thể thấy nó căn bản khá thích món đồ chơi này. Mạc Tiểu Bắc căn bản chú trọng phương pháp giáo dục con cái, luôn muốn con cái được vui vẻ, thế cho nên đồ chơi là rất nhiều. Mạc Tiểu Bắc là người dẫn đầu giúp con phân loại, nào là xe hơi, súng, đồ chơi sắp xếp, loại lắp ghép làm cho Tiểu Bảo Nhi rất vui vẻ. Nó dựa vào phân phó của mẹ để phân loại các món của mình, lúc này đang đổ mồ hôi làm việc không biết mệt. Mạc Tiểu Bắc lười biếng ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa chú ý động tác của con mình. Lúc này nàng có vẻ đầy đặn hơn trước, ánh mắt nhìn con tràn đầy yêu thương. Bố, sao bố về muộn thế? Khi Vương Tử Quân đi vào nhà thì Tiểu Bảo Nhi đang ngẩng đầu nhìn lên đã xông đến, hai chân nhỏ nhảy lên ôm lấy người hắn. Hắn không khỏi cúi người ôm lấy con, sau đó lại cười nói, có một bác trai mời bố đi câu cá, thế nên về nhà hơi chậm. Câu cá, là câu trong mâm sao? Vậy thì có gì đâu chứ, không có gì vui, con đã chơi chán rồi. Ấn tượng của Tiểu Bảo Nhi với câu cá chính là những món đồ chơi của mình. Dùng cần câu đồ chơi câu những con cá không nhúc nhích trong chậu nước. Ha ha ha, con trai, bố đi đến đập nước câu cá thật, lần sau có cơ hội sẽ đưa con đi theo, thế nào? Vương Tử Quân bị tư tưởng của con trai chọc cho nở nụ cười, hắn hôn một cái thật mạnh lên mặt con trai. Sau khi chơi đùa với con trai một lúc, lúc này Mạc Tiểu Bắc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói, vừa rồi chị Trương cùng văn phòng nghiên cứu của em có gọi điện thoại đến. Nói là có một người thân thích muốn đến báo cáo công tác với anh. Vương Tử Quân căn bản cũng có nghe Mạc Tiểu Bắc nhắc về chị Trương kia, là một nhân viên của sở nghiên cứu, cùng phòng với Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân tuy biết rõ mục đích chị Trương tiếp cận Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn không quan tâm. Chưa nói đến phương diện Mạc Tiểu Bắc là người cực kỳ thông minh, dù đối với bản thân hắn, chính hắn cũng tự hào về năng lực bảo vệ chồng của vợ mình. Hơn nữa Mạc Tiểu Bắc không thể nào cứ phải đứng trên không trung một mình, phải có giao thiệp xã hội mới được. Chỉ cần theo đúng quy tắc thì Vương Tử Quân căn bản không cần quá quan tâm. Mạc Tiểu Bắc chưa từng bao giờ nói này nọ với công tác của Vương Tử Quân, nhưng lúc này thì sao? Phá lệ à, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn cười nói với Mạc Tiểu Bắc, em trả lời chị ấy thế nào? Em nói cho chị ấy biết, hai người chúng ta có một nguyên tắc. Đó là ở nhà không bàn chuyện công tác, nếu muốn tìm thì phải đến phòng làm việc của anh. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì lộ ra nụ cười nhạt, nhưng chị Trương căn bản cũng có nói vài lời, vì người thân thích kia hình như công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng. Sáng sớm Vương Tử Quân đi đến đơn vị, sau khi xử lý vài công tác đơn giản hàng ngày, hắn gọi Du Giang Vĩ vào phòng. Hắn yêu cầu Du Giang Vĩ tìm hiểu thông tin về Triệu Hòa Duyệt, xem đối phương đang ở nơi nào. Muốn đến thăm hỏi một chút. Chuyện này căn bản không có gì làm khó được Du Giang Vĩ, hắn đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân phất tay gọi lại, tôi muốn đi thăm giám đốc Triệu, cậu trực tiếp thông báo cho công ty xe hơi Đông Hồng đi. Du Giang Vĩ nghe chỉ thị của Vương Tử Quân mà không khỏi ngây cả người, hắn là người đi theo Vương Tử Quân thời gian dài, hắn biết rõ trưởng phòng Vương căn bản là người thích an phận. Lần này làm sao vậy?
Đi thăm một người bệnh cần gì phải phô trương như thế? Du Giang Vĩ chợt sinh ra cảm giác khó nắm bắt, hắn lại hỏi một câu, trưởng phòng Vương, thông báo cho phía công ty xe hơi Đông Hồng hay là người thân của giám đốc Triệu Hòa Duyệt? Công ty xe hơi Đông Hồng, Vương Tử Quân mặc dù cúi đầu xem văn kiện nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ kiên quyết đáng tin. Sau khi Du Giang Vĩ rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân căn bản ngẩng đầu lên, hắn căn bản có chút thất vọng với phản ứng của Du Giang Vĩ, cũng may đối phương còn trẻ, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh là xong. Người tài trí có thể thành công, thế nhưng ít nhất cũng phải có sự rèn luyện, ít nhất phải thông đời hiểu thế. Chương 1268, 3, mãnh tướng cũng phải cần đội ngũ. Vương Tử Quân quyết định đến thăm Triệu Hòa Duyệt, chủ yếu được hắn quyết đoán từ bữa cơm tối hôm qua. Tuy Triệu Hòa Duyệt bây giờ trên cơ bản là khó thể gánh vác được công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng dù sao cũng là giám đốc tiền nhiệm, ít nhất cũng có ý nghĩ về công tác của mình. Quan trọng là hắn gióng trống khua chiêng đến thăm Triệu Hòa Duyệt, tạo điều kiện cho hắn có cơ hội gặp mặt toàn thể ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân tin tưởng sau khi có tin mình đến thăm Triệu Hòa Duyệt, nhất định các thành viên ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng sẽ nhanh chóng tụ tập lại. Sau khi tiếp xúc đơn giản thì hắn sẽ có được nhiều thông tin hơn cứ mãi ngồi trong phòng làm việc như thế này. Nửa giờ sau Vương Tử Quân lên xe, đã sớm thấy Du Giang Vĩ ôm một bó hoa tươi lẳng lặng ngồi ở phía trước. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hắn nhìn thoáng qua cổng bệnh viện, thấy có hai chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài giống như đang giữ cửa cho bệnh viện tỉnh. Vương Tử Quân căn bản khẽ lắc đầu với hành vi này, hắn hiểu tâm tư của người bên dưới, đó là nhất định phải làm cho lãnh đạo thấy bộ mặt công tác nghiêm túc ngăn nắp của mình. Dù bọn họ không thể nào tạo ra bầu không khí cờ hoa sặc sỡ, thế nhưng ít nhất cũng không có vấn đề gì cần chê trách. Xe vừa dừng lại ở dưới khu nhà chăm sóc đặc biệt thì lãnh đạo bệnh viện và thành viên ban ngành của công ty xe hơi Đông Hồng đã đứng chờ sẵn, sau đó tiến lên nghênh đón. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, nhìn qua có vẻ cũng đã gần 60. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe thì người đàn ông kia nhanh chóng vươn tay nói, trưởng phòng Vương, cảm tạ ngài đến thăm giám đốc Triệu, ngài đến là giúp đỡ lớn nhất cho công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc này. Hôm nay Vương Tử Quân đã xem xét thật cẩn thận tư liệu về công ty xe hơi Đông Hồng, thế nên lúc này hắn nhanh chóng xác định thân phận của người kia, là bí thư đảng ủy Hùng Nhiêu Đống của công ty xe hơi Đông Hồng, người này là nguyên lão của công ty. Căn bản thời gian công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng còn lâu hơn cả Triệu Hòa Duyệt. Nếu nói trong công ty xe hơi Đông Hồng có một người có quyền lực tương đồng với Triệu Hòa Duyệt thì chỉ có bí thư Hùng này. Đối phương đã đến tuổi sắp về hưu, căn bản chỉ hơn nửa năm nữa là phải rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng. Trước đó phòng tổ chức vốn đang chuẩn bị sắp xếp điều chỉnh vị trí của Hùng Nhiêu Đống, thế nhưng Triệu Hòa Duyệt lại xảy ra chuyện còn sớm hơn, nhanh chóng ngã bệnh. Vương Tử Quân bắt tay Hùng Nhiêu Đống rồi trầm giọng hỏi, bệnh tình của giám đốc Triệu thế nào rồi? Hùng Nhiêu Đống nhìn thoáng qua một viên bác sĩ mặc áo blue trắng ở bên cạnh, sau đó mới nói, trên cơ bản đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, nhưng căn bản là không quá lạc quan, chỉ sợ nửa đời sau giám đốc Triệu chỉ có thể ở trên giường mà thôi. Hùng Nhiêu Đống nói rồi khẽ lắc đầu, gương mặt có vài phần bi thương. Viên bác sĩ đứng sau lưng chợt chặn lại, trưởng phòng Vương. Bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho giám đốc Triệu, nhưng khi giám đốc Triệu được đưa đến thì căn bản đã bỏ qua giai đoạn cứu chữa quan trọng nhất. Nhưng theo những gì mà chuyên gia của bệnh viện đã hội chuẩn thì ít nhất cũng có 50% có thể làm cho giám đốc Triệu đi đứng được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với viên bác sĩ của bệnh viện, sau đó hắn vươn tay ra nói, đồng chí Triệu Hòa Duyệt đã cho ra nhiều cống hiến to lớn cho sự phát triển của Nam Giang. Tôi hy vọng bệnh viện có thể không tiếc bất kỳ cái giá nào để đảm bảo bệnh tình của đồng chí giám đốc Triệu càng chuyển biến tốt đẹp. Vị bác sĩ phụ trách bệnh viện căn bản liên tục đáp ứng lời nói của Vương Tử Quân, nếu như không phải Triệu Hòa Duyệt căn bản không còn cách nào khác, bọn họ hận không thể đánh cược trước mặt Vương Tử Quân. Sau đó Hùng Nhiêu Đống giới thiệu trọng điểm cho Vương Tử Quân về vài vị phụ trách của công ty xe hơi Đông Hồng, trong số đó có hai người đáng được chú ý, một là Mã Vi Hồng. Một người khác có thân hình cao lớn, màu da ngăm đen làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như một kẻ xâm lược. Người này đứng trước mặt Vương Tử Quân tuy có chút cung kính nhưng không quá nhiệt tình. Dựa theo giới thiệu của Hùng Nhiêu Đống, người này là phó giám đốc Tần Dũng Khải của công ty xe hơi Đông Hồng.
Dưới lầu cũng không phải chỗ nói chuyện, sau khi làm quen đơn giản những người lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng, Vương Tử Quân được cả nhóm bao quanh đi đến phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt. Phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt chuyên dùng cho cán bộ, căn bản có hoàn cảnh khá tốt. Sau khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng bệnh, lúc này gian phòng đã được bố trí lại. Chỉ là so sánh với một người nằm yên không nhúc nhích trên giường như Triệu Hòa Duyệt vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy đau thương. Con đầu của Triệu Hòa Duyệt là một người hơn 40 tuổi, đang dạy phổ thông, khi Vương Tử Quân đi đến thì hắn ghé sát tai bố mình nói thông tin này. Triệu Hòa Duyệt vốn đang nằm không nhúc nhích trên giường, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì chợt mở mắt ra. Triệu Hòa Duyệt rõ ràng có tâm tư kích động, lão muốn mở miệng lên tiếng, thế nhưng CSA nói ra được vài tiếng căn bản không có gì hơn. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hòa Duyệt nói ra những âm thanh hắn cảm thấy ông cụ nằm trên giường bệnh nhất định có gì đó muốn nói với hắn. Lúc này hắn cúi người, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Hòa Duyệt, muốn nghe rõ câu nói của đối phương. Thế nhưng Triệu Hòa Duyệt thật sự bất lực, chỉ có thể phát ra được vài tiếng mà thôi. Vương Tử Quân chợt có hơi nhíu mày, hắn lần này đến thăm Triệu Hòa Duyệt, chủ yếu là muốn nghe ngóng ý kiến của đối phương, không ngờ đối phương lại có trạng thái như vậy. Lãnh đạo bệnh viện đi theo Vương Tử Quân đến phòng bệnh, hắn bước đến bên người Vương Tử Quân rồi khẽ nói, trưởng phòng Vương, giám đốc Triệu đã được cứu chữa, lúc này tuy thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng muốn để anh ấy nói chuyện như thường thì phải cần có thời gian ngắn nữa. Một thời gian ngắn, đây căn bản là một thuật ngữ chuyên nghiệp của người trong bệnh viện, cũng không ai biết một thời gian ngắn của bác sĩ có quan điểm là gì, dù sao thì thời gian thế nào cũng đều có thể gọi là ngắn. Vương Tử Quân chỉ có 2 ngày thời gian, trong thời gian 2 ngày này, hắn cần phải đề cử nhân tuyển cho hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Giám đốc Triệu ngài đừng gấp, cứ dưỡng bệnh cho tốt, bây giờ y học đã phát triển, sẽ nhanh chóng khá hơn. Vương Tử Quân bỏ qua ý nghĩ tìm được đáp án trong miệng Triệu Hòa Duyệt, hắn gật đầu khẽ an ủi Triệu Hòa Duyệt. Chương 1269, kế trăm năm kế 10 năm. Lời nói của Vương Tử Quân lúc này càng làm cho Triệu Hòa Duyệt cảm thấy sốt ruột, hít thở dồn dập. Con trai cả của Triệu Hòa Duyệt nhanh chóng thay bố cảm tạ lời thăm hỏi của Vương Tử Quân, Hùng Nghiêu Đống là bí thư đảng ủy công ty xe hơi Đông Hồng lại đại biểu đơn vị tỏ thái độ với Vương Tử Quân, dù có xuất hiện bao nhiêu khó khăn cũng sẽ sáng tạo điều kiện, đảm bảo giám đốc Triệu sẽ nhanh chóng có chuyển biến tốt đẹp. Vương Tử Quân đại biểu cho tỉnh ủy nói lời thăm hỏi người nhà của Triệu Hòa Duyệt, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Khi hắn ở trong phòng bệnh, Mã Vi Hồng là trợ thủ giống như vì có quan hệ với Đậu Minh Đường mà nói không ít lời với Vương Tử Quân, còn Tần Dũng Khải kia lại bảo trì trạng thái trầm mặc, gương mặt ngăm đen càng thêm đen nhánh. Nhưng lúc này vẻ mặt của Tần Dũng Khải căn bản để lại ấn tượng tốt hơn với Mã Vi Hồng. Mã Vi Hồng này ngày hôm qua vốn không gây ra ấn tượng gì tốt cho Vương Tử Quân, lúc này nhờ có quan hệ với Đậu Minh Đường mà nói rất nhiều, điều này làm cho Vương Tử Quân nhanh chóng loại bỏ đối phương ra khỏi danh sách điều động. Một người thiếu kiên nhẫn như vậy sao có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi khốn cảnh được. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đứng lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông nhìn qua hơn 30 tuổi nhanh chóng đi vào. Người đàn ông này mặc tây phục, mái tóc rối bù làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Khi thấy người kia thì Mã Vi Hồng có hơi cau mày, gương mặt tươi cười của Hùng Nghiêu Đống lại trở nên âm trầm. Người đến giống như bị tình huống trước mắt làm cho ngây cả người, hắn sửng sốt một chút, sau đó nói với Hùng Nghiêu Đống, bí thư Hùng, tôi tạm thời có chút việc nên đến chậm. Thành Lâm ơi là Thành Lâm, anh làm sao vậy? Không phải thông báo với anh có chuyện quan trọng sao? Hùng Nghiêu Đống nói rồi vội vàng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, đây là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng chúng tôi. Lưu Thành Lâm tuy đến vội vàng nhưng là người thông minh. Hắn vừa thấy Hùng Nghiêu Đống tỏ ra cực kỳ cẩn thận với Vương Tử Quân, chỉ biết đó là lãnh đạo trọng yếu. Vì vậy hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó quy củ đứng sang một bên. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn xem xét tư liệu thì cũng không thấy Lưu Thành Lâm này, vì vậy căn bản không có ấn tượng gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lưu Thành Lâm, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Lúc này Triệu Hòa Duyệt nằm trên giường bệnh lại khẽ động, lão cố gắng lên tiếng. Tuy lúc này vẫn chỉ là những tiếng thế nhưng bộ dạng gấp gáp vã đầy mồ hôi,
làm cho người ta ý thức được hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi đến trước giường của Triệu Hòa Duyệt, lúc này bàn tay cứng đơ của Triệu Hòa Duyệt chợt khẽ động. Vương Tử Quân nhìn bàn tay của đối phương, hắn cảm thấy đáng tiếc, khi còn chưa nắm được tay của Vương Tử Quân thì khẽ lệch ra. Thành, 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 nhà máy, Lâm, Vương Tử Quân cúi người nghe lời nói của Triệu Hòa Duyệt, hắn chỉ nghe được vài tiếng như vậy. Tuy Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ lời nói của Triệu Hòa Duyệt, thế nhưng trên phương diện gương mặt lại không chút biến đổi. Hắn khẽ vỗ bàn tay của Triệu Hòa Duyệt, sau đó khẽ nói, giám đốc, tổ chức sẽ nhất định thận trọng suy xét chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng. Tôi đại biểu cho tỉnh ủy giao cho ngài một nhiệm vụ trọng yếu, đó là cố gắng bảo dưỡng sức khỏe của mình. Vương Tử Quân nói hai câu an ủi rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đi ra phòng bệnh thì Vương Tử Quân nói với lãnh đạo bệnh viện, tôi nhấn mạnh một lần nữa, giám đốc Triệu đã cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Nam Giang, lúc này anh ấy bệnh nặng, tỉnh ủy yêu cầu bệnh viện đứng ở độ cao chính trị để nghĩ mọi biện pháp, áp dụng các phương pháp tốt nhất để tranh thủ chữa hết bệnh cho giám đốc Triệu. Cấp bậc của lãnh đạo đứng đầu bệnh viện căn bản không có cơ hội tiếp xúc gần với Vương Tử Quân, lúc này nghe trưởng phòng Vương chú ý sắp xếp, hắn nào dám có chút chần chờ. Thế là hắn nhanh chóng dùng ngôn từ chính xác đảm bảo, bệnh viện đã thành lập tổ chuyên môn, sắp tới sẽ coi việc chữa hết bệnh cho giám đốc Triệu là nhiệm vụ chính trị bậc nhất. Vương Tử Quân cũng không nói thêm với ban ngành lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng, chỉ là bắt tay tượng trưng. Sau đó nói bọn họ nhất định phải sắp xếp cho giám đốc Triệu thật tốt, sau đó đi xuống dưới lầu. Khi xe của Vương Tử Quân chậm rãi rời khỏi bệnh viện, đám người đứng bên dưới lầu nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đám lãnh đạo bệnh viện tỉnh và Hùng Nghiêu Đống cũng không phải thân thuộc, lúc này bọn họ nói hai câu khách khí với nhau rồi tự tách ra. Mã Vi Hồng nhìn đám lãnh đạo của bệnh viện rời đi, hắn nói với Hùng Nghiêu Đống, Bí thư Hùng, tôi có yêu cầu với ngài. Tôi còn có một hạng mục ở bên kia, nếu không đi qua thì căn bản là hỏng hết. Hùng Nghiêu Đống nhìn Mã Vi Hồng, lão thở dài một hơi nói, hạng mục quan trọng, anh Mã, vậy thì anh đi trước đi. Tần Dũng Khải kia vẫn giữ gương mặt âm trầm, hắn nói vài câu với Hùng Nghiêu Đống, nói mình có việc cần làm rồi rời đi. Khi hai người kia rời đi, đám người đứng bên cạnh Hùng Nghiêu Đống cũng dần ly tán. Anh theo tôi một chuyến. Hùng Nghiêu Đống thấy đám người đi sạch, lúc này mới nói với Lưu Thành Lâm. Lưu Thành Lâm nhìn gương mặt đen nhẻm của Hùng Nghiêu Đống, hắn có chút do dự, thế nhưng vẫn cùng Hùng Nghiêu Đống đi đến một khúc quanh của hành lang bệnh viện. Hùng Nghiêu Đống nhìn Lưu Thành Lâm rồi nói, tôi đã điện thoại cho anh, nói rất rõ rồi, mau chạy đến. Anh làm sao vậy, làm sao hết lần này đến lần khác cứ có vấn đề vào thời điểm mấu chốt như thế. Tôi nói cho anh biết. Đến cấp bậc của anh gặp được trưởng phòng Vương thì là cực kỳ vinh hạnh, nhưng anh thì sao? Tôi cũng không biết nói sao với anh. Bí thư Hùng, nhà xưởng có chút vấn đề, nếu như chậm trễ xử lý chỉ sợ hậu quả là khó thể tưởng tượng được. Lưu Thành Lâm giải thích như vậy nhưng lại bị Lưu Thành Lâm cắt ngang, anh không cần giải thích với tôi những lời này, tất cả đều là vô dụng. Sao anh không nghĩ cho rõ, giám đốc những năm qua bồi dưỡng anh? Cũng vì muốn anh là nhân tuyển hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công ty. Dựa theo ý của anh ấy, những người già chúng tôi phải từng bước đẩy anh lên, nhưng trời không lúc không mây, không ngờ anh Triệu lại ngã bệnh vào thời điểm mấu chốt này. Lưu Thành Lâm cúi đầu không nói gì, hắn căn bản cũng không xa lạ gì lời nói của Hùng Nghiêu Đống. Khi Hùng Nghiêu Đống nói về Triệu Hòa Duyệt, gương mặt hắn có vài phần bi thương. Anh có biết không? Vì trải đường cho anh mà giám đốc Triệu mất bao nhiêu khí lực. Có thể nói là cực kỳ khổ sở. Theo phân tích của tôi, trưởng phòng Vương lần này đến có lẽ là bước chuẩn bị để tìm nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty. Nếu như lần này anh không thể tiến vào mắt xanh của lãnh đạo, như vậy có ý nghĩa là những cố gắng của chúng ta đã uổng phí. Bây giờ với thân phận của anh căn bản là kém xa hai người anh Mã và anh Tần. Hùng Nghiêu Đống nói đến chỗ kích động thì không nhịn được phải ho khan. Lưu Thành Lâm có chút do dự, sau đó hắn khẽ nói, Bí thư Hùng, đều là lỗi tại tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Hùng Nghiêu Đống trầm ngâm giây lát, lão giống như thấy lời nói của mình quá nặng, thế là lên tiếng, Thành Lâm, cậu đến công ty đã chục năm, tôi là người nhìn cậu lớn lên. Anh Triệu muốn gì ở cậu, chính là muốn cậu mạnh dạn đi đầu. 3 năm trước nếu anh ấy nghe lời nói của cậu, căn bản tiến hành cải cách cơ chế của công ty. Như vậy nhà máy cũng không rơi vào khốn cảnh như hôm nay.
Chương 1270, một đại thánh hiền không ngu rốt hủ lậu, chân hào kiệt quyết không qua loa. Trong mắt anh Triệu thì cậu chính là nhân tuyển tốt nhất có thể thay đổi khốn cảnh của nhà máy, vì vậy anh ấy luôn bồi dưỡng cậu, cũng là vì muốn giao công ty cho cậu, để cậu có thể trừ tất cả bệnh tật, đưa công ty xe hơi Đông Hồng dần tiến lên thành công ty xe hơi hàng đầu trong nước. Đây chính là chuyện đại sự của công ty xe hơi Đông Hồng, tất cả những việc gì khác đều căn bản không thể áp chế được. Nếu cho anh Mã hoặc anh Tần tiến lên, cậu cảm thấy bọn họ sẽ còn tín nhiệm mình như với giám đốc Triệu sao? Giám đốc Mã thì khá tốt, nhưng nếu như Tần Dũng Khải tiến lên, tôi cảm thấy chuyện tốt anh ấy làm đầu tiên chính là điều cậu đi. Lưu Thành Lâm cúi đầu không nói, tuy hắn căn bản là người cực kỳ có trình độ trong phương án phát triển công ty, thế nhưng nói về thủ đoạn tham chính thì hắn căn bản kém xa Bí thư Hùng. Sau khi Hùng Nghiêu đống khiển trách Lưu Thành Lâm một lúc, lão chợt thở dài rồi dùng giọng như có chút tiếc hận nói, cơ hội hôm nay cực kỳ tốt, thế nhưng cậu lại bỏ lỡ, căn bản không còn cơ hội để cậu tiến vào trong mắt trưởng phòng Vương. Chuyện công ty xe hơi Đông Hồng của chúng ta sẽ do trưởng phòng Vương kia quyết định sao? Lưu Thành Lâm biết rõ địa vị của công ty xe hơi Đông Hồng, thế cho nên trầm giọng hỏi Hùng Nghiêu Đống. Như thế nào lại không? Cậu biết không, vị trưởng phòng Vương này là lãnh đạo tỉnh ủy. Những gì mà anh ấy đã quyết định thì có hơn phân nửa căn bản không thể thay đổi được. Hùng Nghiêu Đống nói đến đây thì có chút cảm khái, thật hy vọng trưởng phòng Vương có thể giống như lời đồn, có thể tìm được người tốt có năng lực. Lưu Thành Lâm và Hùng Nghiêu Đống đi vào trong phòng bệnh, lúc này Triệu Hòa Duyệt đang nằm trên giường. Nếu như không phải đầu giường đang truyền dịch, căn bản rất nhiều người cho rằng đó là một thi thể nằm trên giường. Giống như tình huống trò chuyện với Vương Tử Quân trước đó đã làm tiêu hao hết sức lực của Triệu Hòa Duyệt, lúc này Triệu Hòa Duyệt nằm trên giường căn bản không có chút phản ứng với Hùng Nghiêu Đống và Lưu Thành Lâm. Con trai cả của Triệu Hòa Duyệt nói hai câu với Hùng Nghiêu Đống, sau đó lại nói với Lưu Thành Lâm, Thành Lâm, lần này anh không nên đến muộn như vậy, trưởng phòng Vương là ai? Anh đến chậm, làm cho lãnh đạo có cái nhìn thế nào về anh đây? Lưu Thành Lâm không nói gì, ánh mắt hắn nhìn Triệu Hòa Duyệt trên giường. Hắn là người công tác lâu năm ở công ty xe hơi Đông Hồng, hắn có thói quen với giọng nói khá lớn và khí phách của giám đốc Triệu. Khi giám đốc Triệu đang thông qua báo cáo về chuyển hình xí nghiệp của Lưu Thành Lâm, khi đó giám đốc Triệu đang xoa xoa tay chuẩn bị lên tiếng với lãnh đạo tỉnh ủy, đúng lúc này lại ngã xuống vì bệnh. Lưu Thành Lâm nhìn Triệu Hòa Duyệt vẫn đang không nhúc nhích trên giường, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy Hùng Nghiêu Đống là người giúp đỡ hắn tiến lên vị trí giám đốc công ty, thế nhưng hắn biết rõ mình căn bản là lý lịch quá mỏng, hơn nữa ở phương diện quan hệ cũng không bằng Mã Vi Hồng và Tần Dũng Khải, căn bản không phải là đối thủ trong cạnh tranh lần này với hai người kia. Dù là bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng sẽ không đề cử Lưu Thành Lâm, dù sao nếu đề cử hắn là người lãnh đạo công ty, căn bản giống như gánh vác trách nhiệm quá lớn. Nhưng những điều này Lưu Thành Lâm căn bản không nói cho Hùng Nghiêu Đống, càng không muốn nói cho Triệu Hòa Duyệt đang nằm trên giường. Hắn nghĩ rằng nếu cứ để cho giám đốc nằm trên giường bệnh với tâm bệnh trong lòng, không bằng để cho ngài thoải mái hơn. Vương Tử Quân từ trong bệnh viện đi ra căn bản nghĩ đến nhiều nhất chính là những câu nói căn bản không quá rõ ràng của Triệu Hòa Duyệt. Tuy Triệu Hòa Duyệt cũng không nói liền mạch, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản đã hiểu, cũng biết ý nghĩ của đối phương, giám đốc Triệu muốn đề cử Lưu Thành Lâm. Vương Tử Quân căn bản không biết cái tên Lưu Thành Lâm, hắn nghĩ đến tình huống Lưu Thành Lâm vội vàng chạy đến, thế là đầu óc không khỏi thầm tính toán. Lưu Thành Lâm là trợ lý giám đốc, nếu như được đề cử theo lời của Triệu Hòa Duyệt, như vậy nguy hiểm là rất lớn, nhưng mình nếu cố gắng đạt được điều này, chỉ sợ kết quả. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, khi xe chạy được nửa đường, hắn chợt nói với Du Giang Vĩ ngồi ở ghế lái phụ phía trước, Giang Vĩ. Chiều nay cậu không cần đi làm, cậu đến công ty xe hơi Đông Hồng xem xét tình hình. Du Giang Vĩ có chút sững sốt, hắn chợt phát hiện trọng trách trên vai mình là không nhẹ. Từ khi đi theo làm thư ký cho Vương Tử Quân, hắn biết rõ trong lòng trưởng phòng Vương đang quan tâm những thứ gì. Hơn nữa bây giờ khi mà Triệu Hòa Duyệt ngã xuống, nếu như hắn không hiểu rõ ý nghĩ của trưởng phòng Vương, thật ra cũng không khác gì kẻ ngu đần. Trưởng phòng Vương, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Du Giang Vĩ trả lời làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất hài lòng, hắn khẽ gật đầu, đang chuẩn bị nói hai câu với Du Giang Vĩ thì chuông điện thoại chợt vang lên. Du Giang Vĩ cầm lấy điện thoại nghe máy,
chợt nghe bên trong có người nói, trưởng phòng Du, chào anh, tôi là Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, tôi có một số việc muốn báo cáo với trưởng phòng Vương, anh xem có thể sắp xếp một chút thời gian cho tôi được không? Du Giang Vĩ khách khí ứng phó hai câu, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, chủ nhiệm Triệu của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy nói có vài công tác muốn đến báo cáo với ngài. Vì làm tốt công tác của một trưởng phòng tổ chức mà Vương Tử Quân phải làm tốt công tác tìm hiểu tất cả cán bộ cấp sở trong tỉnh, Triệu Kỳ Tường là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, căn bản không có chút công tác nào liên hệ với phòng tổ chức, đối phương tìm mình báo cáo công tác gì. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng Vương Tử Quân vẫn trầm giọng nói, cậu sắp xếp thời gian cho tôi cảm thấy nên gặp vị chủ nhiệm Triệu này một chút. Thật ra Vương Tử Quân cũng không biết, khi hắn quyết định muốn gặp Triệu Kỳ Tường, vị phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tỉnh ủy này đang ngồi trong phòng làm việc của phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Huyên. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Triệu Kỳ Tường cười nói với Lý Thừa Huyên, lão lãnh đạo, chuyện này ngài cực kỳ có quyền, làm gì phải để tôi dán mặt nóng lên mông lạnh của anh ta. Lý Thừa Huyên căn bản cũng không nổi giận vì câu nói căn bản không kiêng nể gì của Triệu Kỳ Tường, hắn nâng ly trà lên uống một hớp, sau đó mới cười nói, cậu đấy, sao lại nói chuyện không che đậy miệng như vậy? Nếu như không làm thêm vài phần công tác, sao có thể bớt lo cho được? Triệu Kỳ Tường căn bản có quan hệ khá sâu xa với Lý Thừa Huyên, tuy hắn không phải là thư ký của Lý Thừa Huyên, thế nhưng lại là cán bộ được Lý Thừa Huyên quan tâm và xem xét. Lúc này sau khi Triệu Hòa Duyệt phải nằm viện, Lý Thừa Huyên là phó chủ tịch chủ quản kinh tế, người đầu tiên được hắn nghĩ đến chính là Triệu Kỳ Tường. Tuy công ty xe hơi Đông Hồng chỉ là doanh nghiệp nhà nước nhưng cấp bậc rất cao, nếu như Triệu Kỳ Tường có thể đến và tạo nên chút thành tích, như vậy càng thuận lợi để sau này tiến lên. Hành động lần này có thể nói là đường cong cứu quốc, vị trí kia căn bản tốt hơn chịu khổ trong Ủy ban Cải cách tỉnh ủy rất nhiều. Chương 1272, Đại Thánh Hiền không ngu rốt hủ lậu, Trần Hào kiệt quyết không qua loa. Triệu Kỳ Tường tất nhiên cũng động tâm với lời đề nghị của Lý Thừa Huyên, hắn căn bản được Triệu Kỳ Tường bao phủ ở Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, thế nên công tác căn bản là xuôi trèo mát mái. Vì hắn không phải là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Cải cách nên căn bản là nhiều chuyện bị hạn chế, khó thể được ra tay toàn diện. Chủ tịch Lý, tôi tiếp nhận lời phê bình của ngài. Ngài cứ yên tâm, sau này ngài chỉ cần chỉ dạy, tôi căn bản sẽ cố gắng sửa sai. Triệu Kỳ Tường thu hồi gương mặt tươi cười, hắn giả vờ tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Nhưng bộ dạng chăm chú của Triệu Kỳ Tường căn bản làm cho nụ cười trên mặt Lý Thừa Huyên tăng thêm vài phần, hắn chợt cười nói, tiểu tử này, còn ở đây diễn trò gì nữa? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ cắt đứt chân cậu. Triệu Kỳ Tường thấy Lý Thừa Huyên bày ra quan uy thì căn bản không dám mở miệng trêu đùa. Hắn ngồi đường hoàng trên ghế, bộ dạng giống như đang chờ đợi. Kỳ Tường, cậu là người làm việc có tính độc đáo của mình, thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại căn bản phải học thêm vài thứ. Cậu tiến lên không chậm, thế nhưng căn bản kém hơn Vương Tử Quân rất nhiều. Cậu đừng không phục, cậu cho rằng Vương Tử Quân phát triển đến ngày hôm nay là nhờ có người dẫn đường, thế cậu thì sao? Chẳng lẽ tôi không phải luôn chỉ đường đưa lối cho cậu sao? Lý Thừa Huyên nói đến đây thì thở dài nói, cậu công tác trong tỉnh nhiều năm, căn bản biết rõ tình hình ở tỉnh Nam Giang, cậu cho rằng chỉ cần mất thời gian ngắn như vậy thì có thể đứng vững bàn chân sao? Triệu Kỳ Tường trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu, tuy hắn tự cho rằng mình là người rất cao độ, thế nhưng cũng không phải biết nhìn mình nhìn người. Hắn nghĩ về tình huống của tỉnh Nam Giang. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể đạt được yêu cầu như Lý Thừa Huyên. Lỗ Kính Tu là một ví dụ sờ sờ trước mắt, nếu so với Lỗ Kính Tu thì hắn không cao siêu hơn. Nhưng sau lưng Lỗ Kính Tu căn bản có thế lực gia đình giúp đỡ, thế mà còn cất bước gian nan như vậy. Nếu như không phải cuối cùng Vương Tử Quân ra tay, chỉ sợ Lỗ Kính Tu trở thành một vị bí thư ủy ban tư pháp có thời gian nhận chức ngắn nhất ở tỉnh Nam Giang, có thể so sánh với Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân nắm chức bí thư ủy ban tư pháp thời gian ngắn rồi được đề bạt, thế nên không có vấn đề, còn Lỗ Kính Tu thì căn bản không may như vậy. Chủ tịch Lý cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ cố gắng học tập trưởng phòng Vương. Lúc này vẻ mặt Triệu Kỳ Tường thật sự nghiêm túc, không có ý nói đùa. Lý Thừa Huyên khẽ gật đầu, hắn căn bản xem như thỏa mãn với thái độ của Triệu Kỳ Tường. Hắn khẽ cười cười với Triệu Kỳ Tường.
sau đó nói tiếp, Kỳ Tường, cậu là cán bộ hậu bị của tỉnh Nam Giang, ngay cả chủ tịch Trừ cũng tán thưởng năng lực của cậu, nhưng chủ yếu là cậu quá kiêu ngạo. Nếu cậu nhanh chóng trừ bỏ căn bệnh này của mình, như vậy cậu cũng không phải ở vị trí này. Công ty xe hơi Đông Hồng là hạng mục trọng điểm của tỉnh, những năm qua cấp ủy chính quyền tỉnh luôn có chính sách nghiêng cho công ty, làm NNSW vậy vì cái gì? Không phải muốn công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh mẽ vượt qua khốn cảnh, trở thành nhãn hiệu của tỉnh Nam Giang sao? Triệu Hòa Duyệt trước kia làm rất tốt, thế nhưng những năm qua công ty liên tục xuống dốc, nếu cậu có thể làm cho công ty khởi tử hồi sinh, như vậy sẽ là một đoạn lý lịch cực kỳ dày của cậu cho sự phát triển sau này. Chủ tịch Trừ căn bản có quyền lên tiếng tuyệt đối ở phương diện lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng phía tỉnh ủy cũng không thể không coi trọng. Đồng thời chủ tịch Trừ cũng rất coi trọng ánh mắt của Vương Tử Quân, nếu như cậu có thể thông qua khảo nghiệm của trưởng phòng Vương, như vậy vị trí kia sẽ là của cậu. Triệu Kỳ Tường vốn có chút không phục vị trưởng phòng tổ chức còn trẻ tuổi hơn mình là Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này sau khi nghe lãnh đạo phân tích, hắn căn bản sinh ra cảm giác sợ hãi không yên với Vương Tử Quân. Sau khi dặn dò Triệu Kỳ Tường thêm hai câu, Lý Thừa Uyên để cho Triệu Kỳ Tường rời đi. Lý Thừa Uyên yêu cầu Triệu Kỳ Tường xem xét tư liệu về công ty xe hơi Đông Hồng, tranh thủ tạo nên ấn tượng tốt cho lần đầu tiên gặp mặt Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Triệu Kỳ Tường thì Lý Thừa Uyên thở dài một hơi, hắn đặt ly trà xuống bàn, sau đó cầm một phần văn kiện đi đến phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Lý Thừa Uyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, thế nên phòng làm việc của hắn khá gần với phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong. Thực tế thì phòng của vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước kia ở đầu phía bên kia tầng 2 so với phòng làm việc của Trừ Vận Phong, thế nhưng khi Lý Thừa Uyên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, văn phòng dựa theo yêu cầu của chủ tịch Lý, căn bản sắp xếp gần bên cạnh phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong. Trước khi đi vào trong phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong, Lý Thừa Uyên đi đến phòng Xà Tiểu Cường. Lúc này Xà Tiểu Cường đang cúi đầu xem văn kiện, hắn vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên và Xà Tiểu Cường có quan hệ khá tốt, nhưng dù thế nào cũng có chút uất ức với Lý Thừa Uyên, vì hắn có cấp bậc cao vời so với Xà Tiểu Cường, tại sao lại chịu thiệt trong quan hệ với Xà Tiểu Cường như vậy? Nguyên nhân là Lý Thừa Uyên vô tình phát hiện được một chi tiết, có một lần hắn cùng Trừ Vận Phong đi họp ngoài tỉnh, khi trở về trời mưa rất lớn, Trừ Vận Phong vô tình nói một câu, đó là đã tối rồi, trời mưa lại lớn trong khi Xà Tiểu Cường còn ở nhà. Lý Thừa Uyên nghe mà thầm giật mình, đãi ngộ như vậy căn bản là một thư ký khó có được. Hắn đã hạ quyết tâm sau này nhất định phải làm tốt công tác đặt quan hệ với thư ký Xà Tiểu Cường của Trừ Vận Phong, thế cho nên ngay sau đó đã cho ra hành động, tiến hành làm thân cận với Xà Tiểu Cường. Lý Thừa Uyên là người có tâm tư kín đáo, hắn thầm phân tích qua thế cục chính trị ở Nam Giang, dựa theo hình thức quan viên địa phương câu kết với nhau, như vậy tương lai quan trường sẽ đi về một hướng. Thế nên cũng không thể lường trước được đám cán bộ được điều động đến từ bên ngoài, thế nhưng nhân tố lớn nhất vẫn là người ở vị trí trung tâm. Hắn tin tưởng Trừ Vận Phong là người cường thế, nếu như hắn đoán không sai thì vài năm nữa Trừ Vận Phong sẽ là người tiến lên vị trí bảo tọa quyền lực đỉnh phong ở Nam Giang. Tuy nói sau này tương lai của mình đã được khẳng định, thế nhưng dù thế nào hắn cũng phải càng ngày càng tăng tiến quan hệ với lãnh đạo. Lý Thừa Uyên mỗi lần đến phòng làm việc của Trừ Vận Phong đều phải đi qua ngồi trong phòng làm việc của Xà Tiểu Cường. Hôm nay hắn cũng không ngoại lệ, sau khi ngồi xuống ghế thì cười nói, Tiểu Cường, cậu đang xem văn kiện gì vậy? Chủ tịch Trừ thường có nhiều phát biểu trong hội nghị, tôi căn bản là chưa đủ trình độ lý luận, thế nên phải thường xuyên học tập. Lúc này đối diện với Lý Thừa Uyên thì Xà Tiểu Cường tỏ ra cực kỳ an phận. Chương 1271 một muốn gõ đầu hay đánh cổ. Lý Thừa Uyên cười cười nói, à, rất tốt, cậu còn trẻ, thật sự nên học tập mạnh mẽ hơn, vì nhiệm kỳ mới sắp đến rồi. Xà Tiểu Cường nói, Lý Thừa Uyên cũng nói với theo, xem như dạy bảo rất đúng cách, căn bản không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lý Thừa Uyên cười nói, Tiểu Cường, cậu càng ngày càng phát triển tốt, thế nhưng học tập mãi lý thuyết cũng không hay. Cũng nên áp dụng vào tình hình thực tế. Dù cho cậu đầy bụng là kinh thư, thế nhưng nếu không có thao tác cũng uổng công. Vẻ mặt Xà Tiểu Cường khẽ động, hắn tất nhiên nghe mà hiểu được lời nói của Lý Thừa Uyên. Cái gì gọi là thực tế, đó chính là phải chạy ra ngoài công tác. Dù hắn không nhất định là người làm chủ một phương,
thế nhưng với thân phận của hắn, làm một phi chư hầu cũng không quá khó khăn. Nếu như chủ tịch Trử chịu ra mặt nói vài lời, tranh thủ một chút, như vậy vị trí phó bí thư căn bản không là vấn đề. Lý Thừa Uyên là thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng có quyền lên tiếng ở sự kiện của mình, thế nên Xà Tiểu Cường dùng giọng chân thành nói, cảm ơn chủ tịch Lý đã chỉ điểm, Tiểu Cường nhất định ghi khắc trong lòng. Lý Thừa Uyên cười cười, thầm nghĩ Xà Tiểu Cường cũng là người tinh anh, căn bản hiểu ý của mình, lại làm cho người ta căn bản không nắm được đuôi. Hắn cười nói hai câu với Xà Tiểu Cường rồi chuyển sang chuyện khác, có người ở trong phòng chủ tịch Trử không? Chủ tịch Trử đang bàn chuyện với giáo sư Ngô trường Đại học Đông Hồng. Xà Tiểu Cường cũng không giấu giếm, giáo sư Ngô đã đến được một giờ, có lẽ sắp đi ra rồi. Giáo sư Ngô trường Đại học Đông Hồng, Lý Thừa Uyên căn bản không xa lạ gì người này. Giáo sư Ngô là chuyên gia kinh tế trong tỉnh, Trử Vận Phong nhiều khi thích nghe ý kiến của người này. Lý Thừa Uyên cũng từng nghe qua người này, căn bản rất có trình độ. Chủ tịch Trử lúc này bàn việc khá lâu với giáo sư Ngô, có phải là vì chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Khi Lý Thừa Uyên thầm suy đoán, Xà Tiểu Cường đứng lên nói, Chủ tịch Lý, ngài ngồi tạm ở đây, tôi đi xem thế nào. Không có việc gì, tôi cứ chờ thêm một lát nữa, Chủ tịch Trử có nhiều việc, chúng ta cũng đừng nên quấy rầy anh ấy. Lý Thừa Uyên khoát tay áo với Xà Tiểu Cường. Sau đó khẽ nói, không có chuyện gì thì tôi cũng phải đi rót nước, Xà Tiểu Cường cũng không dừng lại, hắn nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Trử Vận Phong. Vài phút sau cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong mở ra, trong hành lang truyền đến tiếng cười của Trử Vận Phong. Trong tầng này người có thể cười lớn như thế căn bản chỉ có một, chính là Trử Vận Phong. Lý Thừa Uyên dù là phó chủ tịch thường vụ tỉnh nhưng cũng không dám có tâm tình như vậy. Không dám biểu hiện phô trương. Ngoài lúc Trử Vận Phong đi họp, quyền lợi như vậy mới rơi lên đầu hắn. Sau khi nghe tiếng cười của Trử Vận Phong thì Lý Thừa Uyên nhanh chóng đi ra. Hắn thấy Trử Vận Phong đứng ở cửa phòng, đang bắt tay với một người đàn ông trung niên. Người kia hơn 40 tuổi, đầu hói làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng trong tỉnh Nam Giang căn bản không ai dám coi thường người này, vì đó không những là giáo sư kinh tế nổi tiếng trong tỉnh. Còn là một người có lực ảnh hưởng không nhỏ trong nước và quốc tế. Thậm chí có vài lời đề nghị của lão mang đến những ảnh hưởng nhất định cho quyết sách của tỉnh. Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu với Trử Vận Phong, sau đó nói với giáo sư Ngô, đã lâu không gặp ngài, nghe nói ngài chuẩn bị cho ra tác phẩm lớn, tôi rất mong được đón xem. Giáo sư Ngô căn bản khá nhiệt liệt với Lý Thừa Uyên, sau khi bắt tay Lý Thừa Uyên thì cười nói, Chủ tịch Lý. Ngài nói vậy là phê bình tôi, sau này tôi nhất định sẽ đến báo cáo tư tưởng với ngài. Được lãnh đạo coi trọng thì tư tưởng của tôi mới có chút cơ hội tỏa sáng. Lý Thừa Uyên cười ha hả, hắn cũng không nói thêm lời nào. Giáo sư Ngô cũng là người có ánh mắt tinh anh, biết rõ Lý Thừa Uyên xuất hiện ở đây nhất định là có chuyện cần thương lượng với Trử Vận Phong, thế nên lão nhanh chóng hạ bậc thang, hai vị lãnh đạo, tôi cũng không muốn quấy rầy, hai vị cứ bận rộn, tôi đi trước. Khi hình bóng giáo sư Ngô biến mất nơi góc cầu thang, Trử Vận Phong dẫn đầu đi vào trong phòng làm việc của mình. Lý Thừa Uyên đến phòng làm việc của Trử Vận Phong và căn bản là biểu hiện tùy ý nhưng rất đúng mực. Biểu hiện tùy ý là thể hiện cho mối quan hệ không tầm thường giữa hai người, có chừng mực cũng là vì biểu đạt sự tôn trọng với Trử Vận Phong. Sau khi ngồi xuống thì Lý Thừa Uyên vừa uống trà vừa cười nói, Chủ tịch Trử, anh Ngô lúc này nhìn có vẻ trẻ ra. Trử Vận Phong có tâm tình khá tốt, hắn có biểu hiện rất nghiêm túc trước mặt người ngoài, thế nhưng lại rất tùy ý với người của mình. Lão khẽ dựa lưng lên ghế, sau đó cười nhạt nói, à, từ trên người anh ấy có thể chứng minh câu nói tri thức là lực lượng, cũng khó trách mỗi ngày anh ấy đều giả dích đủ lý luận. À, Chủ tịch Trử cũng không cần hâm mộ anh ấy, tôi nghe nói anh ta gần đây trở nên trẻ trung như vậy cũng là vì thay đổi mùa xuân thứ hai. Lý Thừa Uyên cười hì hì. Trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Trử Vận Phong lần đầu tiên nghe được tin tức này, lão chợt có chút tò mò, sao? Anh không nghe lầm đấy chứ? Vợ của anh ấy không phải đang còn tốt sao? Nào có cơ hội thay đổi mùa xuân? Ôi, Chủ tịch, ngài không biết sao? Có vợ thì không thay đổi được sao? Gần đây nghe tin đồn anh ấy thân cận với một giảng viên trẻ, đang muốn ly hôn với vợ. Lý Thừa Uyên nói rồi cười cười, ôi! Bây giờ nhà trường cũng không phải tháp vàng,
ngay cả giáo sư cũng không chịu cam lòng tụt hậu. Chử Vận Phong nghe thấy như vậy mà khẽ lắc đầu, thật sự khó thể tưởng được. Lão từng gặp qua vợ anh Ngô, đó là một người phụ nữ điển hình trong nhà dưới bếp, bình thường rất hòa nhã yên tĩnh, nghe nói là bạn học thời đại học của giáo sư Ngô. Không ngờ một cặp vợ chồng ân ái cũng vì chuyện ngoại tình mà ầm ĩ lên, nhưng dù sao đây cũng là việc tư, Chử Vận Phong tuy không thích nhưng cũng không tốt can thiệp. Vì vậy sau khi thở dài thì lão cảm khái nói, trời sắp mưa, gái sắp lấy trống, thôi thì cứ để mặc anh ấy. Lý Thừa Uyên cũng cười cười, hắn cũng không nhắc đến điều này mà tiến hành báo cáo vài hạng mục công tác cho Chử Vận Phong. Khi Lý Thừa Uyên đang định báo cáo một chút về Triệu Kỳ Tường, đột nhiên Chử Vận Phong chủ động nói, Chủ tịch Thừa Uyên, lúc này anh Triệu của công ty xe hơi Đông Hồng ngã xuống, nhân tâm công ty tan rã, tâm tình sẽ xuất hiện sóng dao động. Anh là phó chủ tịch chủ quản, anh nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề của công ty này. Chủ tịch yên tâm, chiều nay tôi chuẩn bị đi đến công ty xe hơi Đông Hồng một chuyến. Nói thật với ngài, chuyện của anh Triệu thật sự quá đáng tiếc. Chử Vận Phong nói ra khá hợp ý với Lý Thừa Uyên, thế nên hắn nhanh chóng lên tiếng nối tiếp chủ đề. Chử Vận Phong gật đầu nói, ôi, anh Triệu là người tích cực công tác, căn bản hiểu rõ về tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng, là người có khả năng khó tìm ra được. Bây giờ anh ấy ngã bệnh, muốn tìm ra một nhân tuyển phù hợp để thay thế căn bản là quá khó. Chương 1271-2, muốn gõ đầu hay đánh cổ? Chử Vận Phong nói đến đây thì nhìn về phía Lý Thừa Uyên rồi nói, anh là người chủ quản các xí nghiệp công, nếu như có lựa chọn gì phù hợp thì có thể đề cử với phòng tổ chức tỉnh ủy. Lý Thừa Uyên suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu dò hỏi, Chủ tịch Chử, ngài cảm thấy phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách là thế nào? Triệu Kỳ Tường, trong đầu Chử Vận Phong nhanh chóng xuất hiện hình tượng của Triệu Kỳ Tường, lão không xa lạ gì người này. Năm xưa khi gặp mặt đối phương thì lão còn coi đó là nhân tài cần dự trữ bồi dưỡng. Tuy Triệu Kỳ Tường đi đến vị trí hôm nay đều là nhờ vào sự thưởng thức và chỉ điểm của Lý Thừa Uyên, thế nhưng nó cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của Chử Vận Phong. Chử Vận Phong nghĩ đến Triệu Kỳ Tường, lão dùng giọng không quá khẳng định nói, Triệu Kỳ Tường là người có năng lực, nhưng tác phong công tác không phải quá lơ là sao? Tác phong công tác khá lơ là, đây không phải là bệnh tật gì lớn với cán bộ, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt khi đề bạt cán bộ thì căn bản sẽ là một hào sâu ngăn cách cực kỳ trầm trọng. Sau khi nghe Chử Vận Phong nói như vậy thì Lý Thừa Uyên cau mày, trong lòng có chút hối hận không nên để cho Triệu Kỳ Tường tiến lên, không nên tiếc bất cứ cái giá nào, vì căn bản làm giảm sức tín nhiệm của Chủ tịch Chử với mình. Đề cử nhân tuyển cũng không phải đùa, nếu anh đề bạt được người tốt, anh xem như phân biệt rõ sai trái, ánh mắt cao siêu, sức quan sát nhạy cảm, nếu anh nói ra nhân tuyển không trung ý lãnh đạo, như vậy lãnh đạo sẽ coi anh câu kết với người không có năng lực, rõ ràng anh không phân biệt tốt xấu, mắt mù kém cỏi, thuần túy không ra thể thống gì. Lý Thừa Uyên nghĩ như vậy mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, căn bản có chút oán trách Triệu Kỳ Tường. Trong lòng thầm nghĩ Triệu Kỳ Tường đúng là không hay, căn bản không biết hối cải, bây giờ thì tốt, một chút khuyết điểm chí mạng của đối phương đã được khắc ghi trong lòng Chủ tịch Chử Vận Phong. Lý Thừa Uyên thầm tiếc hận, cũng không thể đổi giọng giữa đường, thế nên cố gắng giải thích cho Triệu Kỳ Tường, à, trước đây khi còn trẻ thì cậu ấy là người có khả năng công tác, có chút lơ là, khi đó tôi định đưa cậu ấy xuống tuyến dưới công tác vài năm, nhưng đúng lúc ủy ban cải cách thiếu người. Thế cho nên mới cho cậu ấy đi vào. Thông qua vài năm rèn luyện, chưa nói đến những phương diện khác, bây giờ làm việc khá đến nơi đến chốn, có bài bản hẳn hoi. Nếu cậu ấy có thể trừ bỏ bệnh tật của mình, căn bản sẽ là nhân tài, tôi nhớ người này căn bản rất có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế. Chử Vận Phong nghe lời giải thích của Lý Thừa Uyên thì nở nụ cười. Khi thấy thái độ của Chử Vận Phong đã giảm đi vài phần, Lý Thừa Uyên chợt cảm thấy vui vẻ, Chủ tịch Chử, có câu ngọc không mài không đẹp, người không học không biết nghề. Triệu Kỳ Tường là một nhân tài, nếu như tiếp tục mài giũa, như vậy sẽ là một khối tài liệu tốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế. À, Chử Vận Phong hiểu ý nghĩa lời nói của Lý Thừa Uyên, lão do dự một chút rồi dùng giọng băn khoăn nói, Triệu Kỳ Tường tuổi không lớn, nếu để cho anh ấy đi đến nắm công tác lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng. Anh cảm thấy cậu ấy có thể trấn áp được cục diện không? Trấn áp cục diện, nói trắng ra là một vấn đề cực kỳ quan trọng của lãnh đạo, Lý Thừa Uyên biết rõ đã đến thời điểm mấu chốt,
vì chủ tịch Trử căn bản đã động tâm với sự kiện Triệu Kỳ Tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Lý Thừa Uyên chợt cười nói, Chủ tịch Trử, ngài không cần lo lắng, Kỳ Tường tuy không lớn tuổi, thế nhưng so ra còn lớn hơn vài tuổi với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy chúng ta. Lý Thừa Uyên nói đến trưởng phòng tổ chức, tất nhiên nói đến Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy đem Triệu Kỳ Tường ra so sánh với Vương Tử Quân sẽ càng làm cho Trử Vận Phong có thêm quyết tâm. Trử Vận Phong cũng không giống như suy đoán của Lý Thừa Uyên, lão cần phải suy xét mới cho ra phản ứng, thế nhưng tâm tình của lão lúc này căn bản đã bị phá hư. Trử Vận Phong khoát tay áo nói với Lý Thừa Uyên, Thừa Uyên, có một số việc không nên so sánh như vậy, trưởng phòng Vương là nhân tài mà trong nước cũng không có nhiều, hơn nữa anh ấy tiến lên địa vị ngày hôm nay đều là nhờ vào thực lực của mình, sau này anh cũng đừng nên nói như vậy về trưởng phòng Vương, có được không? Mặc dù Chủ tịch Trử chỉ mở miệng khuyên bảo nhưng lại làm cho vẻ mặt Lý Thừa Uyên có hơi nóng, hắn cười nói, Chủ tịch Trử cuối cùng cũng là Chủ tịch Trử, ý nghĩ nằm trên đại cục, tôi chỉ là tùy tiện nói ra như vậy mà thôi. Trử Vận Phong cười cười nói, tôi biết rõ anh chỉ là vô tâm, nhưng trưởng phòng Tử Quân chính là một thành viên trong ban ngành tỉnh ủy, anh nên đầy đủ tôn trọng, không nên nói những lời bất lợi cho đoàn kết, không nên làm những việc bất lợi đoàn kết. Lý Thừa Uyên liên tục gật đầu xưng vâng, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ về mối quan hệ giữa Trử Vận Phong và Vương Tử Quân, khi nào thì mối quan hệ này ấm lên như vậy. Vì sao mình lại không biết sự biến đổi này? Xem ra mình nên có thêm vài phần đề phòng Vương Tử Quân. Thế này đi, hai ngày tới anh tìm thời gian đưa Triệu Kỳ Tường đến tìm tôi gặp mặt cậu ấy xem xét, nếu thật sự là nhân tài thì sẽ không ngại đề cử cho phòng tổ chức. Trử Vận Phong giống như thấy phê bình Lý Thừa Uyên như vậy là hơi quá mức, thế nên cười tủm tỉm an ủi. Lý Thừa Uyên tìm được chỉ thị của Trử Vận Phong, hắn thầm vui mừng, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi sẽ nhanh chóng để Tiểu Cường sắp xếp thời gian, sẽ nhanh chóng đưa Triệu Kỳ Tường đến gặp ngài. Vương Tử Quân vào khoảng rừng trúc sau văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cảm nhận được mùa đông hưu quạnh. Vườn trúc này cũng không quá lớn, khoảng nửa hecta. Sau khi đi đến Nam Giang thì hắn thích đi đến nơi này dạo vài vòng. Đám cán bộ có mong muốn tiếp cận trưởng phòng Vương sau khi phát hiện ra điều này thì thường xuyên tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, chào hỏi trưởng phòng Vương, muốn hai bên có chút quen thuộc. Vương Tử Quân căn bản biết rõ hiện tượng này, hắn căn bản cười tươi với những người chào hỏi mình, nhưng lại không dừng chân trò chuyện. Đây cũng không phải là Vương Tử Quân có ý kiến với những người vắt óc tìm mưu tiếp cận mình, mà thật sự không muốn người ta quấy rầy khoảng thời gian yên tĩnh của mình. Thế là có nhiều người biết khó mà lui, đặc biệt là những người danh chính ngôn thuận, bọn họ đành phải bỏ qua cơ hội tiếp cận trưởng phòng Vương, cũng không đi đến đây để rồi tự mất mặt, quấy rầy sự yên tĩnh của Vương Tử Quân. Lúc này trong rừng trúc, Vương Tử Quân đi về phía trước, phía sau chính là Du Giang Vĩ. Nhưng lúc này Du Giang Vĩ cũng không im lặng mở miệng như dĩ vãng. Hắn vừa đi vừa báo cáo cho Vương Tử Quân những gì mình nghe được khi xâm nhập điều tra ở công ty xe hơi Đông Hồng. Chương 1272, khi khát cháy một giọt nước như suối cam lộ, say mềm thêm ly không bằng không. Sau khi Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân thì liệt kê ra vài phương án tiếp cận, công phu không phụ lòng người, cuối cùng nghe nói có còn một người đồng sự đang công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn giả vờ như lơ đãng tham gia một buổi tụ hội của những người đang công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng, thế nên biết rõ tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng như trong lòng bàn tay. Du Giang Vĩ nghe được từ miệng những người công nhân bình thường này nhiều thứ, cảm thấy bọn họ cực kỳ tôn trọng Triệu Hòa Duyệt. Tuy bây giờ cảnh tượng huy hoàng của công ty càng ngày càng rút đi, thế nhưng đám công nhân trong xưởng chỉ cần nhắc đến Triệu Hòa Duyệt thì đều giơ ngón tay cái lên. Đám người tỏ ra cực kỳ đáng tiếc vì Triệu Hòa Duyệt bị liệt nửa người, hơn nữa đám công nhân rất phân vân vì không biết ai sẽ là người tiếp nhận vị trí giám đốc. Trong lúc nghị luận, có người nói nên là Hùng Nghiêu Đống, có người nói Mã Vi Hồng, cũng có người nói đến Tần Dũng Khải, căn bản là khá nhiều lời đề cử. Nhưng căn bản ba người này không được công nhân nhà máy chào đón, Triệu Hòa Duyệt căn bản là cố gắng công tác, đề cao hiệu quả và lợi ích của công ty, tận tâm tận lực, suy nghĩ cho nhiều người. Lúc này công ty đang xuống dốc, nếu để cho ba người kia thay thế Triệu Hòa Duyệt, căn bản là không có hy vọng chuyển mình. Vương Tử Quân chậm chậm đi về phía trước nhưng không nói lời nào. Lúc này hắn thật sự đang thừa nhận ý nghĩ của những công nhân kia,
xem ra ánh mắt quần chúng căn bản là sáng như tuyết, điều này cũng không phải là giả. Công nhân cảm thấy Lưu Thành Lâm như thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi vấn đề của mình. Du Giang Vĩ căn bản rất chú ý đến Lưu Thành Lâm, lúc này thấy trưởng phòng Vương hỏi thì trầm giọng nói, Lưu Thành Lâm là tiến sĩ, căn bản có thanh danh lớn ở công ty, có uy tín mạnh mẽ, nhưng lý lịch không đủ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Du Giang Vĩ, sang mai cậu sắp xếp cho Lưu Thành Lâm đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Lưu Thành Lâm nhận được thông báo thì đang cùng vài ba công nhân kỹ thuật bàn về vấn đề của động cơ. Khi Hùng Nghiêu Đống dùng giọng vui mừng báo cáo cho hắn, hắn dù là người trầm ổn cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Hắn không ngờ trưởng phòng Vương lại điểm danh hẹn ngày gặp mặt hắn. Hắn là trợ lý giám đốc của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn xem như là một nhân vật ở trong công ty, thế nhưng căn bản thì chỉ là một nhân viên bình thường trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Lưu Thành Lâm tràn đầy cảm tình với Triệu Hòa Duyệt, vì Triệu Hòa Duyệt có ơn tri ngộ với hắn. Nếu như không phải Triệu Hòa Duyệt cực kỳ tán thưởng thì hắn căn bản không có sân khấu bộc lộ tài hoa, đã sớm rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy Triệu Hòa Duyệt chưa từng nói thẳng thế nhưng Lưu Thành Lâm hiểu rõ ràng, Triệu Hòa Duyệt xem mình là người nối nghiệp ở công ty. Có đôi khi Lưu Thành Lâm thậm chí cảm thấy quyền uy trong tay mình ngang với phòng giáo dục Mã Vi Hồng. Khi hắn đang bừng bừng khí thế giúp đỡ Triệu Hòa Duyệt khôi phục lại công ty xe hơi Đông Hồng, đúng lúc này Triệu Hòa Duyệt lại ngã xuống. Sau khi giám đốc ngã xuống thì khoảng thời gian này Triệu Hòa Duyệt căn bản là cảm nhận được tình cảnh thật sự của mình. Hắn là trợ lý giám đốc, không còn có được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Triệu Hòa Duyệt, thế nên thái độ của đám cán bộ trung tầng trong xưởng với hắn chợt biến đổi. Dù mọi người không nói rõ, thế nhưng những người mà trước kia thường chấp hành chỉ thị của hắn đã chuyển sang trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Điều này làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy không quen, nhưng dù sao thì hắn ẩn có cảm tình với Triệu Hòa Duyệt, hắn không muốn công ty xe hơi Đông Hồng đi về phía lụn bại. Tuy có được sự giúp đỡ của bí thư đảng ủy cơ quan là Hùng Nghiêu Đống với mình, thế nhưng quyền lực của Hùng Nghiêu Đống là không lớn, hơn nữa sau năm nay sẽ về hưu. Tuy biểu hiện thì vẫn là người lãnh đạo cao nhất của công ty, thế nhưng thực tế mọi người đã không coi đây ra gì. Sự việc này và tình huống này làm cho Lưu Thành Lâm căn bản không có nhiều ý nghĩ, thế nhưng hắn không ngờ lúc này trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy lại muốn gặp mình. Lưu Thành Lâm căn bản có biết khá nhiều về trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân, từ đầu cảm thấy không phục nhưng sau đó lại là bội phục. Đối phương chỉ cần dùng 2 tháng đã chuyển thành một người không đứng vững bàn chân để dựng lên uy tín. Lưu Thành Lâm biết rõ trưởng phòng Vương là người cực kỳ có lực lượng trong tỉnh Nam Giang. Thành Lâm, cậu về nhà chuẩn bị một chút, suy nghĩ xem nên nói thế nào với trưởng phòng Vương. Công ty xe hơi Đông Hồng có thoát khỏi khốn cảnh hay không đều nhìn cả vào cậu. Hùng Nghiêu Đống nhìn gương mặt kinh ngạc của Lưu Thành Lâm, lão vỗ vỗ vai của Lưu Thành Lâm rồi dùng giọng thấm thía dặn dò. Lưu Thành Lâm nhìn vẻ mặt chăm chú của Hùng Nghiêu Đống, hắn chợt tỉnh lại trong cảm giác khiếp sợ. Hắn biết rõ ông lão đáng yêu kia đang xem mình là hy vọng cuối cùng của công ty. Nhưng Hùng Nghiêu Đống cũng không đơn giản buông tha cho Lưu Thành Lâm, lão kéo Lưu Thành Lâm đến phòng làm việc của mình, sau đó dùng giọng chăm chú nói, Thành Lâm, cậu là một nhân tài nghiên cứu nghiệp vụ, nhưng căn bản không thể làm người mù cưỡi ngựa được. Trưởng phòng Vương là người có địa vị cao trong tỉnh, điều này tôi cũng không cần phải nói với cậu, nếu như cậu được anh ấy tán thành. Như vậy sau này vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sẽ là vật trong tay cậu. Lưu Thành Lâm tuy cảm thấy lời nói của Hùng Nghiêu Đống có chút khoa trương, thế nhưng hắn vẫn thành thật lắng nghe, chợt nghe Hùng Nghiêu Đống nói tiếp, tôi có một người bạn có con đang công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, hôm nay sẽ đi nghe ngóng sở thích của trưởng phòng Vương. Cậu đấy, nếu như muốn tiến lên, như vậy phải làm sao suy nghĩ thật tốt đối phó với các vấn đề của nhà máy, lúc cần quyết tâm thì quyết không hàm hồ. Lưu Thành Lâm vốn muốn nói với lãnh đạo 2 câu, thế nhưng khi nhìn thái độ trịnh trọng của lãnh đạo, cuối cùng đành phải nuốt lời vào trong bụng. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hùng Nghiêu Đống, hắn quay về phòng làm việc của mình. Lưu Thành Lâm đi ngoài hàng lang và cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đã căn bản có sự khác biệt, không giống ngày thường. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của người ta có ẩn giấu ý nghĩ gì đó, nhưng hắn vẫn nở nụ cười khẽ gật đầu với những người gặp mặt. Được trưởng phòng Vương triệu kiến thì căn bản làm cho thái độ của đám người chung quanh chợt biến đổi. Những năm nay người ta căn bản là thật sự cảm khái về quyền lực,
Lưu Thành Lâm ngồi trên ghế salon nghĩ đến trưởng phòng Vương với nụ cười tủm tỉm, hắn không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Cảm giác này giống như Lưu Bang năm xưa được gặp Tần Thủy Hoàng, thật sự là khó áp chế cảm xúc. Nhưng đại trưởng phu không nên có ý nghĩ đơn giản như vậy, muốn tiến lên cũng không dễ dàng gì. Lưu Thành Lâm tự nở nụ cười chế giễu chính mình, hắn suy nghĩ xem nên làm gì khi gặp mặt trưởng phòng Vương. Hắn thầm nghĩ mình nên nhanh chóng chuẩn bị thật tốt, nhưng nửa giờ sau hắn lại không viết ra một chữ nào. Cũng không phải là Lưu Thành Lâm căn bản không có gì để nói, hắn đang băn khoăn lo lắng, chỉ sợ nói ra những thứ này thì trưởng phòng Vương căn bản không thích nghe. Nếu như dùng một câu để miêu tả tình huống của Lưu Thành Lâm vào lúc này, rõ ràng là lo nghĩ được mất. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mãi không tìm được trọng điểm. Thế là hắn dứt khoát đi tắm nước lạnh, lúc này toàn thân mới thoải mái, tư tưởng mới trở thành mạch suối nguồn vô tận. Lưu Thành Lâm phấn đấu cả buổi chiều cuối cùng cũng đã cho ra được một bản báo cáo dài 5.000 chữ đã được chỉnh sửa nhiều lần. Khi hắn cầm bản báo cáo đi ra, Hùng Nghiêu Đống chợt đi đến phòng làm việc của hắn. Hùng Nghiêu Đống chưa kịp uống nước thì đã trầm giọng nói, Thành Lâm, tôi hỏi thăm một chút về trưởng phòng Vương, anh ấy có tác phong làm việc rất thực chất và cứng rắn, thích báo cáo một cách trực tiếp mạch lạc, căn bản thích người biết khái quát, không thích đi loanh quanh, chỉ chú trọng hai chữ đơn giản. Cậu đừng cố gắng làm cho mình trở nên rông dài, đồng thời trưởng phòng Vương còn thích. Chỉ vài phút thì Hùng Nghiêu Đống đã dùng giọng bừng bừng hứng thú để nói về sở thích của trưởng phòng Vương, những lời này rơi vào trong tai làm cho Lưu Thành Lâm chợt choáng váng. Nhưng hắn biết sở dĩ Hùng Nghiêu Đống nói ra như vậy cũng là vì quan tâm đến mình, phải biết rằng muốn tìm được thông tin này cũng không dễ dàng chút nào. Lưu Thành Lâm tỏ ra cảm tạ lời chỉ bảo của bí thư, sau đó tâm tình trầm xuống, nhanh chóng sửa đổi báo cáo của mình. Nếu như trưởng phòng Vương không thích dài dòng lan man, hắn cần phải gọn nhẹ đơn giản hơn. 5.000 chữ cuối cùng được Lưu Thành Lâm sửa thành 1.000 chữ, điều này làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy rất khổ sở, khi hoàn thành còn sinh ra cảm giác như kiệt sức. Sáng sớm hôm sau Lưu Thành Lâm rửa mặt đánh răng, sau đó cầm theo những thứ gì mình chuẩn bị sẵn để đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy. Hùng Nghiêu Đống có một hội nghị quan trọng cần tham gia nên không thể đưa tiễn hắn, nhưng Hùng Nghiêu Đống vẫn gọi điện thoại chúc phúc. Nói rằng khi báo cáo thì nhất định phải cẩn trọng, không nên để xảy ra vấn đề gì. Không phải chỉ đi gặp mặt một vị trưởng phòng tổ chức thôi sao? Có gì mà to tát, sợ cái gì chứ? Lưu Thành Lâm vừa đi về phía phòng tổ chức tỉnh ủy vừa thầm động viên mình, nói thật thì năm xưa làm đồ án tiến sĩ còn chưa căng thẳng như lúc này. Phương pháp này của Lưu Thành Lâm thật sự có tác dụng, khi hắn đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã bình tĩnh trở lại. Đồng chí, xin hỏi ngài tìm ai? Khi Lưu Thành Lâm đang định đi vào trong khu văn phòng trang nghiêm của phòng tổ chức tỉnh ủy, một viên bảo vệ hơn 30 tuổi chợt đi đến hỏi. Chương 1273, một không để ý vinh nhục bản thân, dám cổ vũ cho nhân dân. Tôi là người của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi nhận được thông báo đến gặp trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm nói chỉ cảm thấy chân mình có hơi mềm nhũn, hắn căn bản cảm thấy bực mình vì biểu hiện không tốt này của mình. Không phải chỉ là một bảo vệ thôi sao? Có gì đâu chứ? Viên nhân viên an ninh kia nhìn chằm chằm vào Lưu Thành Lâm, sau đó điền vào mẫu đăng ký, cuối cùng mới khẽ nói, phòng của trưởng phòng Vương ở lầu 8, trước tiên anh đi tìm trưởng khoa Du cái đã. Lưu Thành Lâm cảm tạ ý tốt của viên bảo vệ, sau đó đi lên lầu. Hắn vừa đi lên vừa thầm nói với chính mình, nhất định phải biểu hiện năng lực, tuyệt đối không được rụt rè sợ hãi. Nếu một người tay chân co cóng thì sao có thể là lãnh đạo đưa doanh nghiệp tiến lên? Lưu Thành Lâm cổ vũ chính mình và bình tĩnh trở lại, văn phòng của phòng tổ chức khá im ắng, tuy người bên trong đi tới đi lui khá nhiều thế nhưng mọi người giống như sợ bị quấy rầy, ai cũng lặng lẽ đi không một tiếng động. Khi Lưu Thành Lâm đi đến bên ngoài phòng làm việc của Du Giang Vĩ thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đó, trưởng khoa Du cũng không có trong phòng. Hắn khẽ cười nói với người đàn ông trung niên, xin hỏi trưởng khoa Du có ở đây không? Người đàn ông trung niên kia cầm một văn kiện trong tay, khi nghe thấy Lưu Thành Lâm hỏi như vậy thì mới ngẩng đầu nhìn, cuối cùng trầm giọng nói, anh chờ một chút thì cậu ấy sẽ quay lại, anh có việc gì cứ chờ chút là được. Khi người đàn ông kia tiếp tục cúi đầu xem văn kiện thì Lưu Thành Lâm sinh ra cảm giác quen mặt, thế nhưng lúc này hắn căn bản không thể nhớ rõ gặp đối phương ở nơi nào.
Lưu Thành Lâm cũng không muốn suy nghĩ nhiều, thế nhưng đầu óc giống như không thể chiều theo chỉ thị của hắn, trong đầu mãi nghĩ về vấn đề của mình, bắt đầu xem xét nên nói thế nào khi gặp mặt trưởng phòng Vương. Khi hắn đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Thành Lâm ngẩng đầu lên thì thấy Du Giang Vĩ đi đến, khi hắn nhìn Du Giang Vĩ cũng khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với người đàn ông trung niên phía bên kia, Chủ tịch Mạnh, trưởng phòng Vương mời ngài vào. Người đàn ông trung niên kia nói lời cảm tạ Du Giang Vĩ, sau đó cất tài liệu vào trong cặp, cuối cùng mới đi ra ngoài cửa. Tuy người đàn ông trung niên kia tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại thấy bước chân của đối phương có hơi tán loạn, căn bản giống như khá căng thẳng. Người kia căng thẳng vì cái gì? Lưu Thành Lâm cười một cái, hắn chợt nghĩ đến cách xưng hô của Du Giang Vĩ với người đàn ông kia, trong lòng khẽ động. Cái gì là Chủ tịch Mạnh? Đối phương rõ ràng là Mạnh Chí Đạo. Lưu Thành Lâm có ấn tượng khá sâu với Mạnh Chí Đạo, vì năm trước người này từng đến kiểm tra công tác của công ty xe hơi Đông Hồng. Lưu Thành Lâm nhớ rõ khi đó Mạnh Chí Đạo được nhóm người Triệu Hòa Duyệt vây quanh, cực kỳ uy phong. Lúc này một người như vậy vội đến báo cáo công tác với trưởng phòng Vương, không những đã chuẩn bị bản thảo, thậm chí tư thái cũng cực kỳ cẩn thận. Lưu Thành Lâm nghĩ như vậy mà cảm thấy trái tim của mình vừa mới bình tĩnh lại thêm căng thẳng. Trong lòng thầm nghĩ Mạnh Chí Đạo cẩn thận như vậy có phải là trưởng phòng Vương cực kỳ nghiêm túc, căn bản làm cho người đối diện sinh ra áp lực rất lớn hay không? Các loại tâm tư làm cho đầu óc Lưu Thành Lâm có chút rối loạn, đó cũng không phải vì tố chất tâm lý của hắn không tốt, thực tế là vì hắn quá coi trọng điều này. Dù sao thì sự kiện gặp mặt trưởng phòng Vương có liên quan đến chuyện hắn có thể tiếp nhận công ty xe hơi Đông Hồng hay không, có thể không phụ lòng kỳ vọng của Triệu Hòa Duyệt hay không, càng liên quan đến hướng phát triển tương lai của công ty xe hơi Đông Hồng. Du Giang Vĩ không biết vì cái gì mà mãi chưa quay về, điều này làm cho Lưu Thành Lâm mất đi người nói chuyện mà tâm tư như ngựa thoát cương, lúc chạy sang Đông khi chạy sang Tây. Khi trong đầu Lưu Thành Lâm tràn đầy ý nghĩ, đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa, lại nghe có người nói, trưởng phòng yên tâm, sau khi trở về tôi nhất định sẽ truyền đạt cho bí thư, thành phố Ô Phổ chúng tôi nhất định sẽ không làm cho ngài mất mặt. Người trò chuyện chắc là Mạnh Chí Đạo, ngay sau âm thanh kia là tiếng cười cực kỳ có lực. Lưu Thành Lâm thấy Mạnh Chí Đạo đi ra khỏi cửa phía phòng làm việc của trưởng phòng Vương, hắn thấy đối phương đi ra thì thầm nghĩ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Thế nhưng Du Giang Vĩ chưa về phòng, chính mình nên làm gì đây? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lưu Thành Lâm chuẩn bị cắn răng đi về phía phòng của Vương Tử Quân, chợt thấy một người đi đến, trợ lý Lưu, Giang Vĩ ra ngoài có chút việc, anh đi theo tôi. Vâng, cảm ơn, Lưu Thành Lâm vô thức nói lời cảm tạ, khi hắn chuẩn bị tiến lên, hắn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ ràng người trước mặt mình. Trưởng phòng Vương, Lưu Thành Lâm có chút kinh ngạc. Hắn nhìn gương mặt mới quen thuộc của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn nhìn vẻ mặt của Lưu Thành Lâm và biết rõ đối phương đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói nhiều mà chỉ trầm giọng nói, có khá nhiều người đến phòng của Giang Vĩ, phòng làm việc của tôi yên tĩnh hơn, chúng ta vào trong có thể nói chuyện thoải mái. Lưu Thành Lâm nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, chút căng thẳng của hắn chợt tan biến sạch sẽ. Hắn vốn là một người tự chủ rất mạnh. Bây giờ thầm nghĩ, sự việc đã đến nước này thì căn bản không có gì đáng sợ, kết quả xấu nhất chính là phụ lòng kỳ vọng của giám đốc Triệu. Nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, một cảm giác nghiêm túc trang trọng đập vào mặt. Vương Tử Quân tự mình rót một ly trà cho Lưu Thành Lâm, sau đó ngồi bên cạnh Lưu Thành Lâm rồi nói, Thành Lâm, tôi đã xem qua sơ lược lý lịch của anh. Trước kia anh học tập ở tỉnh Chiết Giang, nói ra thì tôi và anh cũng có chút duyên phận. Tôi cũng từng công tác ở tỉnh Chiết Giang, bây giờ đã rời đi, căn bản có chút không nỡ. Vương Tử Quân cũng không mở miệng nói ngay đến phương diện công tác, hắn nói về thời điểm mình học đại học ở Chiết Giang. Tuy hắn rời trường đã hơn 10 năm, thế nhưng khi nói đến tỉnh Chiết Giang, hắn vẫn giống như không xa lạ gì. Sau khi nói vài câu về tỉnh Chiết Giang, Lưu Thành Lâm cảm thấy cơ thể mình đã thoải mái hơn. Thành Lâm, lúc này trạng thái của công ty xe hơi Đông Hồng là không tốt. Anh là trợ lý giám đốc, anh cảm thấy nên làm thế nào để cho công ty xe hơi Đông Hồng có thể cải tử hồi sinh? Thoát khỏi tình cảnh khó khăn, vừa rồi Vương Tử Quân còn nói đến phong cảnh của tỉnh Chiết Giang,
bây giờ lại thay đổi, nói sang chuyện công tác. Nửa giờ sau chủ yếu là Lưu Thành Lâm mở miệng báo cáo, Vương Tử Quân lắng nghe. Lúc bắt đầu thì Lưu Thành Lâm còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi tiến vào lĩnh vực quen thuộc của mình, hắn chợt cảm thấy chút căng thẳng của mình tan biến sạch sẽ. Chương 1273, 2, không để ý vinh nhục bản thân, dám cổ vũ cho nhân dân. Trong lúc Lưu Thành Lâm báo cáo tuy Vương Tử Quân căn bản không nói gì, thế nhưng Lưu Thành Lâm vẫn cảm thấy trưởng phòng Vương căn bản không phải là người không biết gì với các vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Khi hắn nói đến phương diện chú trọng sản xuất các sản phẩm cấp thấp, tăng các loại xe gia đình ít tiêu tốn nhiên liệu, hắn thấy hai mắt của trưởng phòng Vương chợt sáng lên. Mặc dù đó chỉ là một biểu hiện cực kỳ nhỏ nhặt, thế nhưng Lưu Thành Lâm lại cảm nhận được vẻ mặt trưởng phòng Vương chợt biến đổi, thế nên hắn sợ trưởng phòng Vương có ý kiến với mình, vậy là càng thêm lo lắng. Trưởng phòng Vương, tôi đã làm chậm trễ thời gian của ngài. Lưu Thành Lâm nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi dùng giọng có chút ngượng ngùng nói. Vương Tử Quân cười cười nói, phải là tôi chiếm tiện nghi mới đúng. Đồng chí Thành Lâm, anh giới thiệu không những làm tôi khắc sâu nhận thức về công ty xe hơi Đông Hồng, cũng cho tôi biết được xu thế thị trường xe hơi trong nước và chút xu thế phát triển vào thời điểm hiện tại. Khi Lưu Thành Lâm định nói thêm gì đó thì Du Giang Vĩ đi vào, trưởng phòng Vương, vừa rồi trưởng phòng Xà gọi điện thoại cho ngài hỏi xem ngài có thời gian không, chủ tịch Trử muốn đến gặp ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên nói với Lưu Thành Lâm, hôm nay cứ như vậy thôi, đồng chí Thành Lâm, sau này nếu có ý nghĩ gì cứ liên hệ với tôi. Vương Tử Quân tiễn chân Lưu Thành Lâm rồi đi đến văn phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Lưu Thành Lâm đã báo cáo, căn bản khá giống những gì hắn đang suy xét về xu thế phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân căn bản biết khá nhiều về thực trạng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì vậy hắn cũng không có gì quá giật mình vì bản báo cáo của Lưu Thành Lâm. Điều làm cho hắn cảm thấy rất tốt chính là Lưu Thành Lâm căn bản đưa ra xu thế phát triển tương lai cho công ty xe hơi Đông Hồng, nói ra quy hoạch, đặc biệt là phương diện đẩy mạnh tiêu thụ loại xe gia đình. Vương Tử Quân thấy Lưu Thành Lâm căn bản là cho ra định vị hoàn toàn chính xác cho công ty xe hơi Đông Hồng, dù là ở phương diện kỹ thuật hay quản lý thì công ty xe hơi Đông Hồng có chênh lệch không nhỏ với các nhà máy cổ phần. Nếu như đẩy mạnh tiêu thụ xe hạng sang, như vậy công ty xe hơi Đông Hồng sẽ rơi vào hoàn cảnh đầu bù rối cổ. Nhưng nếu như dựa vào ưu thế bản thân để đi từ thấp lên cao, sản xuất loại xe gia đình giá rẻ, tinh xảo, tiện nghi, như vậy là hành động cực kỳ chính xác. Thực tế kiếp trước đã nghiệm chứng rõ điều này, năm xưa có một công ty cho ra dòng xe giá cả thấp, thế là cả nước dậy sóng, rất nhiều doanh nghiệp đua nhau làm theo. Đề xuất của Lưu Thành Lâm căn bản không chỉ là linh đan thuốc tốt cho căn bệnh hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng. Dựa theo cách nói của Lưu Thành Lâm, chỉ cần thông qua quyết định này thì hắn tin trong thời gian nửa năm tới mình có thể đẩy công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng tràn đầy tự tin của Lưu Thành Lâm, trên mặt nở nụ cười. Hắn không những có chút cảm động vì sự dũng cảm dám đương đầu khó khăn của Lưu Thành Lâm, càng cảm thấy vui mừng vì mình tìm được một người có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Khi địa vị của hắn càng thêm lên cao, càng ngày càng có ít chuyện làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Sau khi bắt chuyện với Xà Tiểu Cường thì Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong. Lúc này trong phòng không có ai, rõ ràng là Chủ tịch Trử đang chờ đợi hắn. Sau khi Vương Tử Quân đi vào, Trử Vận Phong đặt văn kiện đang xem dở xuống. Sau đó cùng Vương Tử Quân đi đến ngồi bên ghế salon. Sau khi Xà Tiểu Cường đi vào rót trà, lão mới khẽ nói, trưởng phòng Tử Quân, phòng tổ chức các anh có khảo sát thế nào với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng rồi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trử Vận Phong mà trong lòng sinh ra cảm giác không tốt, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm ngâm nói, Chủ tịch Trử, đã có ý kiến sơ bộ về nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Trử Vận Phong chợt sững sờ. Tuy lão sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không tình nguyện thấy Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra một nhân tuyển như vậy. Thử nghĩ mà xem, đường đường là một vị chủ tịch tỉnh còn chưa cho ra ý kiến, anh là phòng tổ chức sao có thể bao biện làm thay, sớm quyết định nhân tuyển. Đây rõ ràng là không tuân theo đúng quy củ. Trử Vận Phong có chút bực bội, thế nhưng cũng không nói lời nào, chỉ chờ Vương Tử Quân nói ra ý kiến của mình. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cảm xúc của Trử Vận Phong chợt bị phá hư,
Cũng may phản ứng của Trử Vận Phong nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Dù nhìn vào tư liệu hay thông tin khi trò chuyện thì Vương Tử Quân cảm thấy khá hiểu rõ về người này, đối phương có ý nghĩ, có đầu óc đổi mới, điều này đủ để cho công ty xe hơi Đông Hồng vượt ra khỏi tình cảnh khốn khổ. Nếu như ném một người không có ý nghĩ đổi mới vào sẽ căn bản là không chịu trách nhiệm với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt nói, Chủ tịch Trử, trải qua khảo sát thì bây giờ trợ lý Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng có biểu hiện rất tốt. Người này không những trẻ tuổi, làm việc có ý nghĩ, có suy nghĩ nghiêm túc và năng lực mạnh mẽ, quan trọng là cho ra nhiều phương án khả thi với tình trạng hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng. Đặc biệt là phương diện định vị tương lai, điều này làm tôi cảm thấy anh ấy là nhân tuyển cực kỳ chuẩn. Trử Vận Phong cũng không nghe những lời nói của Vương Tử Quân, công ty xe hơi Đông Hồng có căn bệnh gì, lão căn bản là hiểu khá rõ ràng. Khi Vương Tử Quân nói đến chuyện Lưu Thành Lâm cho ra ý kiến đẩy mạnh phát triển và sản xuất dòng xe gia đình, vẻ mặt lão chợt khẽ động. Trưởng phòng Tử Quân, nghe anh nói như vậy tôi cảm thấy thật sự là một ý nghĩ mới. Trước đó chúng ta luôn chú trọng những người đổi mới, phải tận dụng bọn họ đặt ở vị trí thích hợp mới được. Nhưng chúng ta đứng ở trên phương diện này còn phải chú trọng bảo vệ người của mình, dựa vào thân phận trợ lý giám đốc hiện tại của Lưu Thành Lâm, nếu như mới đó đã đẩy lên vị trí giám đốc công ty, có thể xuất hiện di chứng nuông chiều cho hư không? Theo tôi thấy không bằng trước tiên cho anh ấy đảm nhiệm vị trí phó giám đốc rồi nói sau. Trử Vận Phong nói cực kỳ uyển chuyển thế nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Dù phó giám đốc phải nói là một sự đề bạt với Lưu Thành Lâm, thế nhưng căn bản là cách khá xa kỳ vọng của Vương Tử Quân. Hiện trạng của công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc này căn bản làm cho hắn cảm thấy không nên chờ lâu, nếu như lãng phí thời cơ, để cho công ty tiếp tục sản xuất dòng xe hiện tại, như vậy căn bản đánh mất đi cơ hội quật khởi của công ty. Chương 1274, một đi xiếc trên dây. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Trử, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể đề bạt, phân công lớn mật một chút. Hiện trạng trước mắt của công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là ngài thấy rõ ràng, nếu như cục diện hiện tại không được cải thiện, như vậy phương diện phát triển sau này là rất đáng lo ngại, nếu làm tiểu phẫu thì không bằng vung tay mạnh một chút. Trử Vận Phong lặng im không nói, Vương Tử Quân nói cũng không phải không có lý. Lão là Chủ tịch tỉnh Nam Giang. Lão mãi đề xướng phương diện chú trọng phát triển kinh tế, căn bản là cực kỳ chú ý đến các phương diện phát triển kinh tế. Lúc này công cuộc phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng là cực kỳ quan trọng với kinh tế Nam Giang, nếu như giao nó vào trong tay một người còn trẻ, như vậy lão không khỏi cảm thấy có chút không yên lòng. Hơn nữa sau khi gặp mặt Triệu Kỳ Tường, lão cảm thấy Triệu Kỳ Tường căn bản rất thích hợp cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Trưởng phòng Tử Quân, anh nói rất đúng. Nhưng tôi cảm thấy sự việc này không nên quyết định qua loa, chúng ta cũng không ngại khảo sát nhiều đồng chí, nếu như tuyển được người ưu tú thì căn bản không phải đặt cán bộ thích hợp lên vị trí thích hợp sao. Trử Vận Phong nói rồi không chờ Vương Tử Quân lên tiếng, lão nói tiếp, đồng chí Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy căn bản là có năng lực công tác rất tốt, hơn nữa khá quen thuộc phương diện kinh tế, trưởng phòng Tử Quân nên xem xét một chút. Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, tư liệu của đối phương chợt hiện lên trong đầu. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói với Trử Vận Phong, Chủ tịch Trử, sau khi quay về tôi sẽ nhất định tiến hành khảo sát đồng chí Triệu Kỳ Tường theo đúng như trình tự. Khi Vương Tử Quân rời đi thì hai hàng chân mày của Trử Vận Phong chợt nhíu lại. Mặc dù lão không có ác cảm gì với Lưu Thành Lâm, thế nhưng vị trí hiện tại quá quan trọng, lão căn bản không dám dùng người không quen thuộc với mình. Một giờ trước Trử Vận Phong tiếp kiến Triệu Kỳ Tường trong phòng làm việc của mình, tuy trong mắt lão thì Triệu Kỳ Tường căn bản là người có tính khí quá táo bạo, nhưng nếu so với trước kia thì căn bản đã ổn định hơn nhiều. Hơn nữa người này công tác có mặt độc đáo riêng, căn bản là rất tốt. Phải nói là Trử Vận Phong căn bản rất thỏa mãn với tình huống gặp mặt Triệu Kỳ Tường vừa rồi, thế cho nên ý nghĩ phái Triệu Kỳ Tường đến làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng càng thêm mãnh liệt. Cũng vì nguyên nhân này mà lão vội vàng cho mời Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình, nhưng lão không ngờ lúc này Vương Tử Quân đã sớm ra tay trước, căn bản đã chọn ra một nhân tuyển khác. Nhìn từ phương diện khách quan thì Trử Vận Phong căn bản rất tin tưởng vào năng lực ánh mắt của Vương Tử Quân, nhưng cho dù là như vậy thì lão cũng không mình bị Vương Tử Quân dắt mũi dẫn đi,
không muốn giao công ty xe hơi Đông Hồng cho một người mà lão không hiểu quá rõ ràng. Nhưng bây giờ có hai ý kiến và hai nhân tuyển, nên liên hệ thế nào đây? Chử Vận Phong có chút bực bội, vô tình lão sinh ra ý nghĩ khó thể quyết định. Hiện tượng này căn bản là có chút khác thường với một người căn bản là cực kỳ khí phách như Chử Vận Phong. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chử Vận Phong, khi cửa phòng được đẩy ra, Lý Thừa Uyên tươi cười đi vào. Lý Thừa Uyên nhìn Chử Vận Phong rồi nói, Chủ tịch Chử, tôi có phải đang quấy rầy ngài suy nghĩ rồi không? Chử Vận Phong khoát tay áo, lão biết rõ Lý Thừa Uyên lúc này đến phòng làm việc của mình để làm gì. Sau khi Lý Thừa Uyên ngồi xuống thì lão cười nói, Chủ tịch Thừa Uyên, anh có mang theo thuốc không? Lý Thừa Uyên là người nghiện thuốc lá, tuy đã cố gắng khống chế nhưng một ngày cũng phải hút nửa gói thuốc. Vì điều này mà Lý Thừa Uyên thường bị vợ nói này nọ, thế nhưng có một số việc mà chỉ nói không là chẳng có tác dụng. Lý Thừa Uyên thấy Chử Vận Phong hỏi thuốc, hắn chợt ý thức được sự việc của mình có vẻ khó giải quyết. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cười rút ra một điếu châm lửa cho Chử Vận Phong, sau đó chính mình cũng châm một điếu thuốc nói, ôi, Chủ tịch Chử, tôi không phải đang đưa ngài vào đường xấu đấy chứ. Nếu chị gái biết được, không phải sẽ dùng nước miếng dìm tôi chết sao? Gương mặt u buồn của Chử Vận Phong cũng không hòa hoãn lại vì lời nói trêu chọc của Lý Thừa Uyên, lão khoát tay, dùng sức hút một hơi thật sâu, sau đó chán nản nằm lên ghế. Hắn nói ra đoạn đối thoại của mình và Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng không chờ được hỏi Lý Thừa Uyên, hai người này cạnh tranh với nhau, anh cảm thấy Sai là người phù hợp hơn. Nếu để cho Lý Thừa Uyên lên tiếng, tất nhiên hắn sẽ cố hết sức để cử Triệu Kỳ Tường tiến lên, đây là cực kỳ thích hợp. Nhưng lúc này hắn nghĩ như vậy mà không dám nói, hắn biết rõ tính cách của Chử Vận Phong, anh càng vung tay múa chân nói loạn, ngược lại càng làm cho biểu hiện của mình từ hay thành dở, căn bản là không nên khen quá nhiều. Vì vậy sau khi cố gắng trầm ngâm giây lát thì Lý Thừa Uyên dùng giọng bình tĩnh ôn hòa nói, Chủ tịch Chử, tôi căn bản không thể nào lựa chọn được. Mặc dù tôi cảm thấy đồng chí Triệu Kỳ Tường là rất tốt, vì cậu ấy có tư tưởng linh hoạt, tầm mắt rộng rãi, có thể đổi mới. Nhưng nếu trưởng phòng Vương đã nói Lưu Thành Lâm tốt như vậy, rõ ràng cũng có lý do của anh ấy. Chỉ là phương diện này tôi không biết nhiều, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, căn cứ vào nguyên tắc phụ trách công ty xe hơi Đông Hồng, tôi không thể mù quáng cho ra quyết đoán. Lý Thừa Uyên nói ra những lời cực kỳ có ý nghĩa, điều này không khỏi làm cho hai mắt Chử Vận Phong khẽ híp lại. Lý Thừa Uyên nhìn vẻ mặt Chử Vận Phong, hắn biết lời nói của mình trúng ngay tâm lý của lãnh đạo. Xưa nay Chử Vận Phong làm việc căn bản đều cực kỳ nắm chắc, nếu như không nắm chắc thì căn bản là không làm. Có lẽ Chử Vận Phong hoàn toàn không biết gì về Lưu Thành Lâm, thế cho nên lãnh đạo căn bản là không yên tâm giao công ty xe hơi Đông Hồng cho một người xa lạ, khả năng người kia tiến lên là rất nhỏ, trên cơ bản không thể như vậy. Cũng giống như dự đoán của Lý Thừa Uyên, sau đó Chử Vận Phong cũng không nói về chủ đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Biểu hiện này càng làm cho Lý Thừa Uyên thêm khẳng định suy đoán của mình. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Chử Vận Phong với tâm tình có chút ảm đạm. Quan trường dù không thật sự là tâm đầu ý hợp thế nhưng ít nhất mọi người cũng cùng chung ban ngành, cũng phải giữ vững một phương diện, chính là làm việc lớn chú trọng nguyên tắc, làm việc nhỏ chú trọng đoàn kết. Hơn nữa việc bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo thượng cấp cũng chính là chuẩn tắc của quan viên. Có ai tình nguyện làm gì cũng trái ngược với lãnh đạo của mình, lãnh đạo muốn đi về phía đông nhưng anh cứ mãi quyết tâm chạy về phía tây không? Chương 1274-2, đi siết trên dây. Nhưng Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm với sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng và Lưu Thành Lâm, khốn nổi lúc này Chử Vận Phong lại thiên hướng về phía Triệu Kỳ Tường, hắn nên làm gì bây giờ? Triệu Kỳ Tường kia là người thế nào? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn quyết định muốn gặp Triệu Kỳ Tường. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân để cho văn phòng gọi điện thoại thông báo cho Triệu Kỳ Tường đến phòng tổ chức một chuyến. Triệu Kỳ Tường căn bản không dám chậm trễ với lời kêu gọi của Vương Tử Quân, hắn từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh quay về chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng phải đi, dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến gặp trưởng phòng Vương. Trên đường đi tuy hắn cảm thấy có chút căng thẳng thế nhưng lại rất vui sướng, hắn nghĩ rằng lần này trưởng phòng Vương tìm gặp mình chính là dựa theo sắp xếp của Chủ tịch Chử, căn bản tiến hành nói chuyện với mình.
Triệu Kỳ Tường căn bản đã bỏ ra khá nhiều ý nghĩ với công ty xe hơi Đông Hồng, căn bản nghĩ ra không ít đối sách với phương diện thay đổi hiện trạng của công ty xe hơi Đông Hồng, hơn nữa tất cả đều là tinh hoa, được hắn ghi khắc trong đầu. Vì vậy sau khi đi vào hành lang nghiêm túc trang nghiêm của khu văn phòng của phòng tổ chức, hắn không những không có cảm xúc lo lắng bất an, ngược lại càng thêm đắc ý. Khi Triệu Kỳ Tường đi đến tầng 8, một người đàn ông trẻ tuổi tiến lên nghênh đón. Triệu Kỳ Tường chưa kịp mở miệng thì đối phương đã giới thiệu, chào chủ nhiệm Triệu, tôi là thư ký Du Giang Vĩ của trưởng phòng Vương, lãnh đạo nói tôi ở đây chờ ngài. Để cho thư ký đặc biệt chờ mình ở đây, xem ra vị trưởng phòng Vương kia cực kỳ giỏi nhìn mặt nói chuyện, căn bản biết mình là tướng của chủ tịch Trử, rất nể mặt mình. Triệu Kỳ Tường cảm thấy rất vui mừng, ngoài miệng lại cười nói, vất vả cậu rồi, nếu khi nào có thời gian thì tôi sẽ mời cậu nghỉ ngơi giải trí một chút. Du Giang Vĩ là người ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đã tu luyện là người tám mặt lung linh, lúc này hắn cười nói, cảm ơn chủ nhiệm Triệu coi trọng, sau này cũng không thiếu cơ hội thỉnh giáo chủ nhiệm Triệu. Du Giang Vĩ nói rồi đưa Triệu Kỳ Tường đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Du Giang Vĩ gõ cửa, Triệu Kỳ Tường thấy bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc quần áo sạch sẽ đang xem xét văn kiện, nhìn đối phương còn trẻ hơn cả mình. Triệu Kỳ Tường trước kia từng gặp mặt Vương Tử Quân, thế nhưng đó chỉ là một cuộc hội nghị, đối phương ở trên đài mình ở bên dưới, tất nhiên là không thấy quá rõ ràng. Lúc này hắn gặp mặt Vương Tử Quân ở khoảng cách gần, hắn phát hiện lãnh đạo giống như mới hơn 30 tuổi, căn bản là trẻ tuổi hơn cả hắn, gương mặt lãnh đạo căn bản là trẻ trung anh tuấn. Điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Triệu Kỳ Tường vừa rồi còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái, bây giờ thấy Vương Tử Quân ngồi đó thì hình như có chút căng thẳng. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Kỳ Tường, sau đó đứng lên nói, chủ nhiệm Triệu đến đấy à, mời anh ngồi. Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Triệu Kỳ Tường thì căn bản không cần đứng lên, Vương Tử Quân biểu hiện thái độ như vậy rõ ràng là cực kỳ nể mặt Triệu Kỳ Tường. Triệu Kỳ Tường nhìn Vương Tử Quân vươn hai tay ra, hắn cũng nhanh chóng duỗi hai tay chào đón Vương Tử Quân. Nói thật thì Triệu Kỳ Tường ở trước mặt Lý Thừa Uyên cũng dám mở mồm nói ra những lời đánh giá không hay về Vương Tử Quân, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương thì lại sinh ra cảm giác kính sợ. Tất cả mọi thứ là vì vị trí của Vương Tử Quân, hơn nữa hắn cũng đã nghiên cứu qua lý lịch của Vương Tử Quân, biết rõ đối phương tuyệt đối không phải là hạng người đầu đường xó chợt. Đứng trước mặt trưởng phòng Vương căn bản không có gì đáng để hắn kiêu ngạo. Triệu Kỳ Tường tự nhận là mình có chút bản lĩnh, thế nhưng Vương Tử Quân càng là người có bản lĩnh hơn. Mặc dù trong quá trình phát triển của mỗi người còn liên quan đến nhiều phương diện khác, thế nhưng nếu như đổi cho nhau, nếu quả thật ở cùng một thành phố, Triệu Kỳ Tường căn bản không nắm chắc chỉ mất vài năm ngắn ngủi đã đẩy địa phương tiến lên vị trí cao vời, trở thành một thành phố phúc lợi lớn nhất nước như Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Triệu, mời anh ngồi bên này, tôi đã sớm nghe nói ủy ban cải cách có một vị phó chủ nhiệm rất có trình độ, mọi người căn bản là nói không hết lời. Tôi vẫn muốn được nhìn rõ mặt anh Hào, thế nhưng không có cơ hội. Hôm nay thì tốt quá, cuối cùng cũng được gặp mặt người. Giang Vĩ, lấy trà tốt của tôi từ tỉnh Sơn Nam đến pha cho chủ nhiệm Triệu. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon rồi nói với Triệu Kỳ Tường. Lúc này Triệu Kỳ Tường thấy Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với mình, hắn thầm nghĩ trưởng phòng Vương căn bản là quá nể mặt mình. Dù hắn có chút vui sướng nhưng căn bản vẫn phải dùng giọng cẩn thận nói, trưởng phòng Vương, đứng trước mặt người khác tôi còn có chút khoe khoang về bản lĩnh của mình, nhưng bây giờ ở trước mặt lãnh đạo, chút năng lực của tôi chỉ là trò mèo, không đáng nhắc đến. Vương Tử Quân cười cười cũng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này, hắn chỉ vào ly trà Du Giang Vĩ đưa đến. Chủ nhiệm Triệu, tôi thích uống trà, trước đó có hai người đồng sự ở tỉnh Sơn Nam đến, có đem theo cho tôi chút trà đặc sản của Sơn Nam. Tuy loại trà này không quá nổi tiếng thế nhưng hương vị lại không thua kém những loại hạng nhất. Triệu Kỳ Tường vội vàng nâng ly lên uống một ngụm, trong miệng tán dương, trưởng phòng Vương, không ngờ ngài còn tinh thông trà đạo. Tôi chỉ là một người đứng ngoài cửa ở phương diện này, thế nhưng uống trà của ngài mà cảm thấy hương tràn cánh mũi. Căn bản là một trời một vực so với trà của tôi. Nếu chủ nhiệm Triệu đã yêu thích như vậy, lúc quay về mang theo một ít, chỗ tôi cũng có không ít. Vương Tử Quân nói xong thì không cho Triệu Kỳ Tường cơ hội từ chối. Hắn cười nói, trước đó tôi có xem qua một bài viết của chủ nhiệm Triệu, nói về phương diện phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang,
trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân. Tôi cảm thấy điều này là rất tốt, đặc biệt là phương diện xem xí nghiệp vừa và nhỏ chính là nội lực phát triển kinh tế chính trong nước, điều này căn bản là nhìn xa trông rộng, thật sự khó có được. Những bài viết của Triệu Kỳ Tường cũng căn bản không phải viết suông, đóng cửa tự viết, căn bản thông qua những kinh nghiệm xâm nhập xí nghiệp dưới cơ sở, thông qua tọa đàm, thông qua nhiều tư liệu, cuối cùng mất nhiều thời gian mới chắt lọc được tinh hoa. Hắn tự nhận đây là bài viết chứa đựng nhiều tinh hoa tư tưởng của mình, sau khi được đăng báo thì có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy được đọc, nhưng phương diện đánh giá thì căn bản là có phân chia khen che không đồng đều. Vị phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên có ơn tri ngộ đã mở miệng mắng Triệu Kỳ Tường, nói rằng quan điểm của anh mới lạ thì sẽ dựng nên thành công sao? Rõ ràng là đi ngược lại phương hướng phát triển kinh tế hiện tại, sao anh lại nghĩ ra những thứ thế này? Đây là đổi mới sao? Tôi nói cho anh biết, anh đã đổi mới đến mức đi vào trong đất rồi. Thái độ của chủ tịch Trử Vận Phong lại càng làm cho Triệu Kỳ Tường cảm thấy khó hiểu. Nghe nói chủ tịch căn bản không có cho ra bất kỳ đánh giá gì về hắn, chỉ là lắc đầu mà thôi. Chương 1275, lấy vợ xem anh rể, mua áo nhìn tay. Một cái lắc đầu đơn giản thật ra đã tỏ thái độ quá rõ ràng, Triệu Kỳ Tường buồn bực rất lâu, hắn viết ra bài viết kia có tình cảm khá mãnh liệt, thế nhưng căn bản biến mất sau khi thấy phản ứng của hai vị lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không ngờ trưởng phòng Vương lại khen không dứt miệng. Hơn nữa còn dùng bốn từ nhìn xa trông rộng để đánh giá về hắn. Triệu Kỳ Tường thiếu chút nữa thì tan vỡ, được trưởng phòng Vương khen ngợi thật sự là điểm làm hắn đắc ý nhất. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác giống như gặp được tri âm giữa núi sâu đồi cao, thế nhưng hắn vẫn rất cảnh giác với Vương Tử Quân, vì vậy sau khi điều chỉnh tâm tình thì cười nói, cảm ơn trưởng phòng Vương đã cho ra đánh giá về bài viết của tôi, đó chỉ là tôi tiện tay viết loạn, ngài đừng quá khen. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng chân thành nói, chủ nhiệm Kỳ Tường, anh có ý kiến gì với tình hình hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã được xây dựng khá tốt, thế cho nên mở miệng nói thẳng. Sau khi hắn đặt ra câu hỏi thì nhanh chóng nhìn vào mặt Triệu Kỳ Tường, rõ ràng là Triệu Kỳ Tường đã có sự chuẩn bị nên cũng không luống cuống. Triệu Kỳ Tường nhìn vào Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương. Tôi cho rằng có hai lựa chọn với công ty xe hơi Đông Hồng, hoặc là đi về phía Huy Hoàng, hoặc là đi về phía phá sản, ngoài ra căn bản không còn đường nào khác để đi. Vương Tử Quân nghe như vậy và không khỏi coi trọng Triệu Kỳ Tường thêm vài phần, hèn gì Trử Vận Phong coi trọng công ty xe hơi Đông Hồng như vậy mà lại quyết định giao vào trong tay Triệu Kỳ Tường. Sau khi trao đổi một lát thì hắn cảm thấy Triệu Kỳ Tường căn bản là có ý nghĩ rõ ràng, cũng không phải thêu hoa trên gối. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm, cũng không nói lời nào, chờ Triệu Kỳ Tường nói tiếp. Trưởng phòng Vương, lúc này thị trường cạnh tranh càng thêm khốc liệt, nếu như công ty xe hơi Đông Hồng không thể thành công thay đổi chế độ xã hội, không thể thành công đẩy mạnh nhãn hiệu của mình trên thị trường, như vậy chắc chắn sẽ bị đào thải trong cạnh tranh ngày càng khốc liệt vào thời điểm hiện tại. Vậy anh nói xem, nếu để cho anh là người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng, anh sẽ đẩy mạnh công tác thay đổi chế độ xã hội ở công ty như thế nào? Vương Tử Quân cũng không cho Triệu Kỳ Tường cơ hội thở dốc, hắn nhanh chóng hỏi. Lúc này Triệu Kỳ Tường cảm thấy mình giống như bị bao phủ trong áp lực vô hình, mặc dù trên mặt Vương Tử Quân là nụ cười bình dị gần gũi, thế nhưng mỗi vấn đề của trưởng phòng Vương đều giống như người gây sự, căn bản khó thể lảng tránh, làm cho Triệu Kỳ Tường sinh ra cảm nhận đang bị sát hạch khảo nghiệm. Trước kia Triệu Kỳ Tường chưa phải là chưa từng sinh ra cảm giác này, nhưng khi đó hắn cảm thấy nên là như vậy, vì lúc đó người cho hắn áp lực là Trử Vận Phong. Ngoài Chủ tịch Trử thì hắn chưa từng thấy ai cho mình cảm giác như vậy, dù là đối mặt với Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên, thế nên mới thấy hắn đã xem thường vị trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân này rồi. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy trước khi thay đổi chế độ xã hội thì nên tiến hành cải cách chế độ của xí nghiệp một cách toàn diện. Dũng cảm vứt bỏ hình thức quản lý lạc hậu, đề xướng thay máu cho xí nghiệp, đồng thời còn phải gia tăng kỹ thuật, tạo ra thương hiệu, dũng cảm thích ứng với thị trường mà không phải mệt mỏi ứng phó với thị trường. Triệu Kỳ Tường nói với lý lẽ rõ ràng, Vương Tử Quân thầm gật đầu. Theo phương diện khách quan thì Triệu Kỳ Tường căn bản có hiểu biết về phương diện phát triển kinh tế, nhưng người này căn bản cũng không hiểu rõ về ngành sản xuất xe hơi. Nếu như công ty xe hơi Đông Hồng ở trong trạng thái phát triển mạnh mẽ,
như vậy đưa Triệu Kỳ Tường đến làm giám đốc thì căn bản là dệt hoa trên gấm, căn bản là lựa chọn rất tốt. Nhưng bây giờ công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong khốn cảnh, nếu phái người này ra làm lãnh đạo đứng đầu đơn vị, có lẽ đối phương sẽ dứt khoát làm ra vài động tác mạnh mẽ. Chỉ là mục tiêu của đối phương dù rộng lớn, biện pháp dù mạnh mẽ, thế nhưng nếu không có hiệu quả tốt xuất hiện, căn bản không thể lạc quan. Cho dù Triệu Kỳ Tường căn bản là mẫn cảm ý thức được tình cảnh của công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc hiện tại, kịp thời theo sát, nhanh chóng cho ra điều chỉnh chiến lược thì thị trường cũng chuyển biến từng ngày, căn bản không cho người này cơ hội đi học tập thực tiễn và thử nghiệm. Vương Tử Quân thầm có quyết định của mình, hắn cũng không cắt ngang lời Triệu Kỳ Tường, hắn kiên nhẫn nghe đối phương biểu đạt xong, lúc này mới nói sang chuyện khác, chủ nhiệm Kỳ Tường, anh cảm thấy phương diện quan trọng nhất của cải cách chế độ là gì? Là cải cách cả người và chế độ, trưởng phòng Vương, cho dù thay đổi thể chế thế nào thì con người vẫn luôn là quan trọng nhất, nó chính là giàn giáo cho phương diện cải cách có được kiên quyết hay không, có thực hiện quy củ hay không. Lúc này Triệu Kỳ Tường cũng không ý thức được chủ đề của Vương Tử Quân đã rời xa công ty xe hơi Đông Hồng, tuy nằm ngoài phạm vi nhưng căn bản là câu trả lời của hắn không quá yếu kém. Hai người trò chuyện hơn 30 phút. Trong thời gian này Vương Tử Quân càng có thêm một bước nhận thức về Triệu Kỳ Tường. Lúc này hắn nhìn ra bên ngoài rồi cười nói, chủ nhiệm Kỳ Tường, trò chuyện với anh hôm nay đã làm tôi rút ra được bài học, xem như có được thu hoạch, lợi ích là không nhỏ. Sau này nếu anh có rảnh, tôi cũng mong được trò chuyện với anh nhiều hơn. Triệu Kỳ Tường nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì thần kinh căng cứng đã thả lỏng hơn, mặc dù biểu hiện là ung dung bình tĩnh. Thế nhưng trình tự nói chuyện vừa rồi căn bản làm hắn không dám nhúc nhích người. Lúc này hắn mới cảm giác được vừa rồi mình ngồi quá thẳng, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Kỳ Tường căn bản không ngờ trưởng phòng Vương tuy còn trẻ nhưng lại uy nghiêm như vậy, hèn gì đến Nam Giang chưa được bao lâu thì dựng lên quyền uy của mình, chủ tịch Lý so ra là không bằng được. Triệu Kỳ Tường nghĩ đến uy thế trên người Vương Tử Quân, hắn biết rõ khí thế này không phải chỉ là do vị trí tạo ra. Nó không những cần phải có vị trí, còn có sự sát phạt quyết đoán. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã khích lệ, bản thân tôi còn nhiều phương diện còn chưa đủ, hoan nghênh trưởng phòng Vương chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Kỳ Tường dùng giọng khiêm tốn nói. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm, Triệu Kỳ Tường thì vội vàng nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nhanh chóng đưa phần trà đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Kỳ Tường, Vương Tử Quân tự mình tiễn chân Triệu Kỳ Tường ra tận cửa. Điều này làm cho Triệu Kỳ Tường cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi Triệu Kỳ Tường bỏ đi, Vương Tử Quân trầm ngâm nửa ngày. Hắn tuy đã có quyết định với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng phương diện áp dụng lại làm hắn cảm thấy khó xử. Triệu Kỳ Tường căn bản khá vĩ đại, nhưng dù vĩ đại thì thế cục khốn khó ở trước mặt lại quá lớn. Trử Vận Phong tuy yêu cầu phải xây dựng và đẩy mạnh phát triển công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng điều kiện mà công ty cần vào lúc này chính là một người căn bản biết bắt mạch thật chuẩn xác thị trường xe hơi lúc hiện tại. Triệu Kỳ Tường là người vĩ đại, rõ ràng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Trử Vận Phong. Triệu Kỳ Tường có trình độ càng cao thì căn bản càng khó làm cho Trử Vận Phong đổi ý. Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mình đã đối thoại với Trử Vận Phong, cảm thấy khả năng thuyết phục Trử Vận Phong là quá nhỏ. Nếu như không thuyết phục được Trử Vận Phong, như vậy muốn để cho Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng cũng xem như không thực tế. Thật ra lựa chọn tốt nhất của Vương Tử Quân vào lúc này chính là đi theo Trử Vận Phong, đẩy Triệu Kỳ Tường đi lên, như vậy dù sau này công ty xe hơi Đông Hồng không thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thì cũng không liên quan đến mình. Nhưng cán cân trong lòng căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Vương Tử Quân dù không khờ dại cho rằng mình là người cứu vớt anh hùng trên thiên hạ, thế nhưng trong phạm vi của hắn, hắn căn bản không thể để mình như nước chảy bèo trôi, làm một tượng gỗ để cho người ta tha hồ làm theo ý thích. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân vừa tiến chân Đậu Minh Đường. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Diệp Thừa Dân đã đưa tay mệt mỏi nói lời mời, trưởng phòng Tử Quân đến đấy à, mời cậu ngồi. Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đi đến thu dọn bàn trà, sau đó lại đưa đến một ly trà cho Vương Tử Quân, cuối cùng mới đóng cửa bỏ đi. Vương Tử Quân bây giờ không có tâm tư uống trà, hắn tìm Diệp Thừa Dân chủ yếu là vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cần tìm được sự giúp đỡ của bí thư Diệp Thừa Dân.
Tuy Vương Tử Quân căn bản là rất tự tin vào mình, thế nhưng hắn vẫn biết rõ thực lực của Chủ tịch Trử Vận Phong. Hắn biết nếu như chỉ dựa vào lời nói của mình thì căn bản là quá ngây thơ khi chống lại Trử Vận Phong. Vương Tử Quân cho dù có quyền đề cử Lưu Thành Lâm, Trử Vận Phong có thể đề cử Triệu Kỳ Tường, kết quả cuối cùng căn bản không là vấn đề phải lo lắng, Triệu Kỳ Tường sẽ thắng. Lúc này nếu muốn thay đổi thế cục thì chỉ có thể tranh thủ sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Chỉ khi nào Vương Tử Quân tìm được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân, được bí thư Diệp nhất trí, hắn mới có thể có cơ hội lật cổ tay với Chủ tịch Trử Vận Phong ở sự kiện này. Vấn đề là Vương Tử Quân có thể thuyết phục được Diệp Thừa Dân sao? Vương Tử Quân căn bản có chút sợ hãi về điều này, hắn chợt sinh ra cảm giác lo lắng. Sau khi đi vào Nam Giang thì Vương Tử Quân đã nhìn vào hiểu thái độ của Diệp Thừa Dân với Trử Vận Phong, tuy có nhiều chuyện Diệp Thừa Dân cố ý nhường nhịn Trử Vận Phong, thế nhưng Vương Tử Quân không cho rằng đây là bí thư Diệp quá nhu nhược. Ngược lại Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân rõ ràng là đại trí tuệ. Thử nghĩ mà xem, cấp dưới của mình quá mạnh mà vẫn chú tâm vào đại cục, không so đo quá nhiều, bản thân nó cũng là một loại ý chí, một loại năng lực. Nếu một người không chuẩn bị tư tưởng ôm trọn toàn cục thì sao có thể làm được như vậy? Nếu cứ vung tay bấu víu lẫn nhau, như vậy ai sẽ là người quan tâm lo lắng đẩy mạnh phát triển kinh tế trong tỉnh? Thực tế cũng là vì Diệp Thừa Dân có lo lắng suy nghĩ này mới tạo nên cục diện tốt đẹp ở Nam Giang hiện tại, lúc này bí thư Diệp sẽ vì một công ty xe hơi Đông Hồng mà đánh vỡ xu thế mình tự tay tạo ra sao? Vương Tử Quân căn bản không nắm chắc điều này, nhưng hắn nhất định phải làm. Dù hắn không hoàn thành thì cũng phải cố gắng thử một lần, đây là mục tiêu hắn đặt ra sau khi đã suy xét khá lâu. Chương 1276, một cơm canh lạnh ăn vẫn ngon, lời lạnh nhạt nghe khó chịu. Diệp Thừa Dân mãi quan sát Vương Tử Quân, trước kia Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình đều thoải mái tùy ý, hôm nay lại có thái độ ngưng trọng khác thường. Diệp Thừa Dân căn bản rất hài lòng với thời gian công tác gần đây của Vương Tử Quân. Vì vậy khi thấy bộ dạng lúc này của Vương Tử Quân thì thầm nghĩ, một kẻ dám công tác dám mạo hiểm như thế có phải gặp phải khó khăn gì rồi không? Tử Quân, gần đây bận rộn gì vậy? Diệp Thừa Dân ngồi xuống ghế salon dùng giọng lơ đãng nói. Vương Tử Quân đã suy xét rất kỹ, hắn căn bản không muốn đi đường vòng với Diệp Thừa Dân, thế nên trầm giọng nói, Bí thư Diệp, gần đây tôi đang chứng thực chỉ thị của Bí thư. Căn bản tiến hành khảo sát cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ đã cho ra ý kiến sơ bộ. Diệp Thừa Dân tuy luôn yêu cầu Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra ý kiến, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra kết quả như vậy thì lại có chút nghi hoặc. Lão là lãnh đạo tỉnh Nam Giang, lão căn bản cũng có một phần tâm tư với công ty xe hơi Đông Hồng. Dù sao thì xí nghiệp này thành bại không những liên quan đến chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Nam Giang, còn liên quan đến thu nhập của hàng chục ngàn người. Nếu xử lý không tốt vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy sẽ một tay tạo nên một nhân tố không ổn định trong xã hội. Lão căn bản không muốn thấy một cục diện như vậy, lão cần ổn định, dân tâm ổn định thì thiên hạ phát triển hăng hái, những lời này căn bản là rất đúng. Cậu nói xem, ai là người có thể gánh vác trọng trách này? Bí thư Diệp, trải qua khảo sát, phòng tổ chức chúng tôi đã cho ra hai nhân tuyển. Một là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng, một vị khác chính là phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ uống một hớp nước rồi nói tiếp, hai đồng chí này cơ bản đều vĩ đại, đặc biệt là Lưu Thành Lâm, người này công tác lâu năm ở công ty xe hơi Đông Hồng, bản thân càng là nhân tài trong lĩnh vực của mình, có những ý nghĩ độc đáo về phương diện chấn hưng nhà máy. Vương Tử Quân tuy nói ra hai nhân tuyển thế nhưng hắn lại trọng điểm giới thiệu Lưu Thành Lâm, đây là hắn muốn tỏ thái độ của mình với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân cười cười, lão biết rõ đó là ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng vẫn phải hỏi, cậu thấy đồng chí Triệu Kỳ Tường này như thế nào? Triệu Kỳ Tường là một đồng chí không tồi, người này khá bốc đồng, rất tinh mắt, là một nhân tài khó có được. Trước kia từng công tác ở cơ sở, cũng biết rõ tròn méo. Nhưng đáng tiếc là anh ta căn bản không hiểu quá rõ về ngành sản xuất xe hơi. Vương Tử Quân tuy không nhận Triệu Kỳ Tường là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn căn bản vẫn có ấn tượng không tồi với người này, vì vậy cũng dùng những lời tán thưởng để đánh giá về Triệu Kỳ Tường. Chủ tịch Vận Phong thấy thế nào? Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm, giống như đang tiêu hóa những gì Vương Tử Quân đang giới thiệu với mình.
Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thì Vương Tử Quân căn bản biết đã đến thời điểm mấu chốt, có thể nói được Diệp Thừa Dân hay không thì thành bại vào lúc này. Hắn lập tức trầm giọng nói, Bí Thư Diệp, trên phương diện nhân tuyển cho công ty xe hơi Đông Hồng thì Chủ tịch Trử Vận Phong coi trọng Triệu Kỳ Tường. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão vốn cũng có tâm tư tranh đoạt với Trử Vận Phong ở vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Lão yêu cầu Vương Tử Quân tiến hành khảo sát, thứ nhất đây là công tác của Vương Tử Quân, thứ hai cũng căn bản là phụ trách với công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng Diệp Thừa Dân không ngờ Vương Tử Quân lại có ý kiến trái ngược với Trử Vận Phong ở sự kiện này. Ngàn người ngàn mặt, hai người khác nhau căn bản sẽ có góc nhìn khác nhau, hoặc là cùng một người thế nhưng đứng ở góc nhìn khác nhau sẽ sinh ra ý kiến khác nhau. Vương Tử Quân và Trử Vận Phong có ý kiến trái ngược nhau cũng là bình thường, nhưng sự việc này bày ra trước mắt lại làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy khó xử. Dựa theo ý nghĩ lúc đầu, Diệp Thừa Dân căn bản không muốn lên tiếng ở sự kiện này. Chủ yếu giao quyền lợi cho cấp dưới là Trử Vận Phong, để cho đối phương phụ trách công tác tìm người cho công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho lão có chút dao động. Diệp Thừa Dân căn bản rất tin tưởng và tín nhiệm vào một vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Lão tin Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa lâu nhưng làm ra quyết định như vậy quyết không phải vì tư lợi bản thân. Nhưng nếu mình lên tiếng giúp đỡ Vương Tử Quân, như vậy rất có thể là đại cục mà mình giữ gìn lâu nay ở Nam Giang sẽ xuất hiện vết rạn. Diệp Thừa Dân cũng có khó xử của Diệp Thừa Dân, lão trầm ngâm rồi không khỏi nghĩ đến lời nói của lãnh đạo khi mình nhận công tác ở Nam Giang. Khi đó lãnh đạo nói không nhiều, thế nhưng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đoàn kết. Làm lãnh đạo càng phải chú ý thái độ, có ý chí dung người như biển cả, như vậy mới có thể tụ tập được một lực lượng mạnh mẽ. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi rồi mới nói, trưởng phòng Tử Quân, chuyện này cậu nên liên hệ nhiều hơn với Chủ tịch Vận Phong. Liên hệ nhiều hơn, đây là đáp án mà Vương Tử Quân không tình nguyện nghe nhất. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì căn bản cho ra quyết định sẽ không vì anh nói vài câu mà thay đổi xoành xoạch. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, Bí Thư Diệp, tôi sẽ chú ý liên hệ thêm với Chủ tịch Trử. Nhưng này Tử Quân, sự việc nhất định phải nhanh, lúc này là thời điểm mấu chốt của công ty xe hơi Đông Hồng, vì vậy không thể để cho công ty như rắn mất đầu trong thời gian dài. Vào hội nghị thường ủy tuần này thì nhất định phải cho ra quyết định chính xác về nhân tuyển cho vị trí giám đốc. Diệp Thừa Dân có thể cảm nhận được sự thất vọng của Vương Tử Quân, nhưng lão là người đứng đầu một tỉnh, có đôi khi cho ra quyết định thì phải chú ý đến phương diện có lợi cho toàn tỉnh. Vương Tử Quân có thể có vài ý nghĩ khác với Trử Vận Phong. Có thể tiến hành tranh cãi với Trử Vận Phong ở hội nghị thường ủy, thế nhưng Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu, cần phải chú trọng đoàn kết. Đoàn kết không những là thỏa hiệp, còn là một loại trí tuệ. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân và có chút thất lạc, tuy trước khi đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thì hắn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng Diệp Thừa Dân cho ra quyết định vẫn làm hắn khó thể tiếp nhận được. Sau khi tiến hành liên hệ với Trử Vận Phong, khả năng Trử Vận Phong tiếp nhận ý kiến của mình là rất nhỏ, nhưng dù thế nào thì cũng phải gặp mặt Trử Vận Phong một lần. Chương 1276, hai cơm canh lạnh ăn vẫn ngon, lời lạnh nhạt nghe khó chịu. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn bấm số điện thoại văn phòng của Trử Vận Phong, bên kia vang lên hai tiếng chuông thì có người nghe máy. Sau khi nghe nói đó là Vương Tử Quân, Trử Vận Phong rất nhiệt tình. Nói vài câu chuyện phiếm trong điện thoại với Vương Tử Quân, tuy chỉ là gọi điện thoại nhưng bầu không khí rất không tồi. Chủ tịch Trử, tôi cảm thấy muốn làm cho công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi khốn cảnh thì cần phải tìm một người hiểu biết về công ty, cũng là nhân tài kinh tế, như vậy mới có thể là hốt thuốc đúng bệnh. Chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường tuy rất vĩ đại nhưng không thích hợp làm người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân nói khách khí vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Trử Vận Phong ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới dùng giọng trầm thấp đáp lại, trưởng phòng Tử Quân, ý kiến của anh là có thành kiến, Triệu Hòa Duyệt không phải là một người hiểu rõ về công ty xe hơi Đông Hồng sao. Nhưng hai năm qua công ty xe hơi Đông Hồng ở trong tay anh ấy lại đi về phía vực thẳm. Anh vì sao không cho rằng người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tươi sáng? Trong nhà chưa rõ ra ngõ đã tường, ý của tôi là nếu muốn phát triển công ty xe hơi Đông Hồng, cần phải tiến hành giải phẫu lớn với các thành viên ban ngành của nhà máy.
tất nhiên người giải phẫu phải không có liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Hơn nữa tôi hiểu khá rõ về Triệu Kỳ Tường, cậu ấy hiểu về kinh tế, có được thành tích không nhỏ ở trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Nếu để cậu ấy làm người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng, tuyệt đối là có lợi cho sự phát triển của công ty. Lý do của Trử Vận Phong tuyệt đối là nhiều và mạnh hơn của mình, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bức bối, đồng thời cảm thấy chuyện này trên cơ bản không cần liên hệ. Cho dù có nói thêm điều gì thì ý kiến của hai người sẽ không thống nhất. Vì vậy Vương Tử Quân nói một câu tôi sẽ suy xét lại rồi rời chủ đề, nhìn vào thái độ của Trử Vận Phong thì rõ ràng cũng không muốn tranh chấp với Vương Tử Quân ở sự kiện này. Thế nên sau khi Vương Tử Quân di chuyển chủ đề, lão cũng biết thời thế mà chuyển chủ đề. Hai người nói thêm vài chuyện thì cúp điện thoại, nếu như nhìn vào gương mặt hai người tươi cười sau khi cúp điện thoại, người ngoài căn bản khó thể tưởng tượng được bọn họ vừa có tranh chấp. Vương Tử Quân cúp điện thoại rồi rơi vào trầm ngâm, bây giờ sự kiện trên cơ bản đã đi về phía bất lợi cho Lưu Thành Lâm. Nếu như hội nghị thường ủy thông qua cho Triệu Kỳ Tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý kiến của Trử Vận Phong mà cho Lưu Thành Lâm làm phó giám đốc. Nhưng trước khi cho ra kết quả như vậy thì Vương Tử Quân cũng phải kiên trì ý kiến của mình, cho dù ý kiến này rất có thể không được tiếp nhận. Sáng sớm Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng, hắn tưới nước cho những bồn hoa bên cạnh ban công theo thói quen, sau đó mới ngồi vào bàn làm việc xem văn kiện. Tuy lúc này vẻ mặt hắn treo nụ cười, thế nhưng tâm tình những ngày qua là không được tốt cho lắm. Khi Vương Tử Quân tiến vào trong phòng tổ chức tỉnh ủy, Diệp Thừa Dân bên kia giống như càng thêm tín nhiệm Vương Tử Quân. Tuy mọi chuyện biểu hiện thì vẫn như trước, thế nhưng Diêu Trung Tắc rõ ràng cảm nhận được tiếng nói của mình ở phương diện nhân sự căn bản không còn mạnh mẽ như năm xưa. Sự suy yếu này có thể nói là một thứ vô hình, từ lượng đến chất, tuy không phải quá mạnh mẽ như sóng vỗ ầm ầm, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Điều này cũng giống như khi nhìn nụ cười của người ta. Anh có thể cảm nhận được ai là dối trá ai chân thành. Vương Tử Quân phát triển quật khởi làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy khó chịu nhưng khốn nổi lại không có thượng sách nào đối phó. Không vì phía sau Vương Tử Quân là Diệp Thừa Dân, càng vì thủ đoạn của người này là quá mạnh mẽ. Người kia mới tiến vào nhận công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy được vài tháng nhưng tất cả đơn vị đã triển khai mở rộng công tác ở chung quanh. Ủa, nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng đã có rồi sao? Diêu Trung Tắc nhìn phần tài liệu trong tay, vẻ mặt có vài phần chần chờ. Hắn biết rõ tầm quan trọng của vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn biết quyền quyết định của nó là ở trong tay của Chủ tịch Trử Vận Phong. Trử Vận Phong là Chủ tịch tỉnh, lão nắm quyền kinh tế, chỉ cần vấn đề về nhân tuyển không quá khó chịu, trên cơ bản đều được thông qua. Diêu Trung Tắc chú ý đến văn kiện kia cũng là vì bên trên có hai nhân tuyển. Với kinh nghiệm của Diêu Trung Tắc, hắn thấy hai nhân tuyển, hắn biết ngay nó có vấn đề. Chẳng lẽ Diệp Thừa Dân lại có ý nghĩ gì khác so với Trử Vận Phong ở phương diện này sao? Nếu như hai vị trí lãnh đạo đứng đầu căn bản không có sự nhất trí, như vậy vị trí của một người lãnh đạo đứng hàng thứ ba như Diêu Trung Tắc căn bản là cực kỳ quan trọng. Diêu Trung Tắc nhìn thấy rõ ràng điều này, nhưng khi mà Diệp Thừa Dân đoàn kết tất cả lực lượng dưới sự lãnh đạo của mình, đất dụng võ của hắn hoàn toàn nhỏ đi. Diêu Trung Tắc trầm ngâm giây lát thì căn bản cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói, Quảng Thắng à. Anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Diêu Trung Tắc cẩn thận xem xét văn kiện, còn chưa xem xong thì phòng Quảng Thắng đã đi đến. Từ phòng làm việc của phòng Quảng Thắng đến phòng của Diêu Trung Tắc cách nhau hai tầng lầu, lúc này phòng Quảng Thắng xuất hiện rất nhanh, rõ ràng cho thấy độ nặng lời nói của Diêu Trung Tắc là như thế nào. Bí thư Diệp. Ngài tìm tôi sao? Phòng Quảng Thắng cố gắng áp chế cảm giác sốt ruột dùng giọng cung kính hỏi Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu, Quảng Thắng, gần đây trong văn phòng có động tĩnh gì không? Mỗi ngày trong văn phòng tỉnh ủy căn bản phát sinh nhiều chuyện, nhưng Diêu Trung Tắc hỏi như vậy, cũng không phải là lần đầu phòng Quảng Thắng phải trả lời. Diêu Trung Tắc là lãnh đạo, lão cần thủ hạ của mình phải là người nhìn khắp bốn phương tai nghe tám hướng. Để khi lãnh đạo cần thì phải nhanh chóng cho ra lời phản hồi. Khái quát thì anh phải là tai thính mắt tinh cho lãnh đạo, nếu không như thế thì anh sao có thể là tâm phúc của lãnh đạo được. Tất nhiên phòng Quảng Thắng cũng không phải là người non nớt trong quan trường, hắn tất nhiên biết rõ điều này. Không những phải tìm hiểu chi tiết,
thậm chí lời nói ra cũng không làm cho lãnh đạo phiền chán, vì không một vị lãnh đạo nào thích cấp dưới của mình quá qua loa đại khái. Vì vậy Phong Quảng Thắng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành thật nói, Bí thư Diêu, gần đây không có được tin tức gì có giá trị. Diêu Trung Tắc khẽ híp mắt, trong lòng có chút không thoải mái, căn bản có chút bất mãn vì năng lực công tác của Phong Quảng Thắng. Hắn thầm nghĩ ngay cả tôi cũng mơ hồ thấy có vấn đề, thế nhưng anh lại không biết, không hiểu anh công tác như thế nào. Diêu Trung Tắc thấy những người bế tắc trong tin tức chỉ có hai tình huống. Thứ nhất là người kia căn bản không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thứ hai là quá kém cỏi, nhìn không thấy rõ tình thế. Chương 1277, một tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Dù Diêu Trung Tắc có bực bội cũng không biểu hiện ra bên ngoài mặt, Phong Quảng Thắng dù sao cũng là thủ hạ đi theo hắn nhiều năm, ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát, sau đó đưa văn kiện cho Phong Quảng Thắng. Phong Quảng Thắng cầm văn kiện nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy chấn động, thần kinh cũng căng thẳng hẳn lên. Với vị trí của hắn thì căn bản nhìn vào vấn đề sẽ xuất hiện xúc giác nhạy cảm, thế nên chỉ sau nháy mắt thì hắn phát hiện vấn đề của mình ở nơi nào. Hèn gì Bí thư Diêu hỏi mình xem có động tĩnh gì không, những ngày qua mình căn bản rất lo nghĩ xem xét, sao lại không nghĩ đến phương diện này. Phong Quảng Thắng cảm thấy đau lòng vì sự chủ quan của mình. Có lẽ biểu hiện lần này của hắn đã làm cho Diêu Trung Tắc cho ra cái nhìn không hay. Thế là đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, tìm kiếm những thông tin về công ty xe hơi Đông Hồng trong những ngày qua. Trong lúc tìm kiếm thông tin, Phong Quảng Thắng nghĩ đến sự kiện hai ngày trước phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng là Tần Dũng Khải đã thông qua quan hệ của lòng vòng để tìm được mình, hy vọng mình có thể nói tốt cho đối phương vài câu trước mặt Bí thư Diêu. Khi đó Phong Quảng Thắng đã biết Bí thư Diêu căn bản không nhúng tay vào việc này, thế nên uyển chuyển từ chối. Khi đó Tần Dũng Khải nói trưởng phòng Vương rất tán thưởng một người tên là Lưu Thành Lâm, mà Triệu Kỳ Tường hình như là bộ hạ của thủ hạ chủ tịch Trử Vận Phong. Những tin tức nào xuất hiện trong đầu làm cho ý nghĩ của Phong Quảng Thắng càng thêm rõ ràng, thế nên hắn vội vàng nói với Diêu Trung Tắc, Bí thư Diêu, tôi nhớ ra rồi, giám đốc Triệu Hòa Duyệt của công ty xe hơi Đông Hồng ngã xuống vì bệnh. Lúc này phương diện đề cử nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng đang được tiến hành theo đúng trình tự. Diêu Trung Tắc không nói gì, chỉ nhìn Phong Quảng Thắng, chờ đối phương tiếp tục lên tiếng. Nghe nói trưởng phòng Vương của phòng tổ chức coi trọng Lưu Thành Lâm, nhưng chủ tịch Trử lại coi trọng Triệu Kỳ Tường. Diêu Trung Tắc nghe được hai câu sau cùng của Phong Quảng Thắng thì không khỏi nở nụ cười, vì hai câu này căn bản đã mở ra tất cả nghi hoặc trong lòng hắn. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu với Phong Quảng Thắng, hắn cũng không nói đến chuyện này mà dùng giọng thấm thía nói, Quảng Thắng, anh làm thư ký trưởng những năm qua có tác phong công tác rất mạnh, nhưng một thư ký trưởng hợp cách thì không chỉ đưa mắt nhìn chung quanh, còn phải nghe tám hướng, ít nhất phải có cung cấp căn cứ cho quyết sách của lãnh đạo. Bí thư Diêu phê bình rất đúng, thời gian qua tôi có sơ sót, sau này sẽ cố gắng chú ý. Phong Quảng Thắng nghe thấy Diêu Trung Tắc phê bình thì vẻ mặt càng thêm cung kính. Diêu Trung Tắc không nói gì thêm, Phong Quảng Thắng là người hiểu rõ về Diêu Trung Tắc, hắn cũng không nói mà nâng bình trà châm vào ly cho lãnh đạo, sau đó khẽ rời đi. Khi còn lại một mình trong phòng làm việc, Diêu Trung Tắc nở nụ cười rạng rỡ, hắn cầm cây bút trong tay lên, chăm chú viết hai chữ đồng ý lên văn kiện của phòng tổ chức. Sau khi viết xong hai chữ này thì Diêu Trung Tắc cảm thấy bút pháp quá bình thường, thế nên vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn vào vài lượt. Cuối cùng hắn mới buông văn kiện trong tay, nụ cười trên mặt càng tươi sáng. Hội nghị thường ủy tỉnh ủy được tổ chức căn bản đều phải có thời gian dự bị, cũng phải đưa đề tài thảo luận đến trong tay các vị thường ủy. Khi Vương Tử Quân nhận được đề tài thảo luận từ trong tay Du Giang Vĩ, hắn nhanh chóng đặt nội dung thảo luận của hội nghị thường ủy sang một bên. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm điện thoại lên bấm số của Bí thư Đậu Minh Đường thành phố Đông Hồng. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn cười nói, Bí thư Đậu, có việc gì bận rộn không? Tôi là Vương Tử Quân. Đậu Minh Đường cười hào sảng nói, trưởng phòng Tử Quân, cho dù tôi bận rộn như con quay cũng phải tính tâm nghe lời chỉ thị của lãnh đạo chứ. Mối quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường căn bản tăng tiến khá mạnh sau khi dùng cơm ở đập Nam Nha. Sau khi nói vài câu vui đùa thì Vương Tử Quân cũng không che giấu nói, Bí thư Đậu. Lần này công ty xe hơi Đông Hồng thay đổi chế độ, Bí thư Diệp và Chủ tịch Trử căn bản là rất xem trọng,
yêu cầu phải đưa đồng chí có năng lực, có tư tưởng đổi mới lên làm lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng, do đó mới thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ. Vương Tử Quân nói rất có trình độ, hắn dù không nói rõ đến Mã Vi Hồng, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng chỗ. Sự kiện Mã Vi Hồng không phải là Vương Tử Quân không muốn hỗ trợ, thế nhưng Mã Vi Hồng căn bản còn chưa đủ năng lực và độ nặng. Thật ra chuyện này cho dù Vương Tử Quân không gọi điện thoại giải thích thì Đậu Minh Đường cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vương Tử Quân tự mình gọi điện thoại đến, làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy mình có mặt mũi. Đậu Minh Đường căn bản đã có tâm tư chết vùi với bạn học cũ của mình, dù hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, thế nhưng sự kiện này phải xem Mã Vi Hồng là tài liệu thế nào. Nếu lấy chồn kéo xe trâu, không những mất mặt Mã Vi Hồng, còn làm mất mặt người giới thiệu như mình. Nếu như Mã Vi Hồng có năng lực bản thân không phù hợp làm người đứng đầu công ty, cho dù Vương Tử Quân có dùng mọi cách cất nhắc thì Đậu Minh Đường biết đâu còn phải vung tay cản trở. Dù sao đó cũng là người được Đậu Minh Đường tiến cử, hắn phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Bây giờ không biết có bao nhiêu người nhìn vào công ty xe hơi Đông Hồng, Đậu Minh Đường tuyệt đối không vì đưa một người bạn cũ của mình tiến lên mà chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm. Nếu gây ra trò cười, chỉ sợ hắn là người giật dây sẽ làm căng cứng mối quan hệ với Vương Tử Quân, đây cũng không phải là thứ mà hắn thích được nhìn thấy. Vì vậy sau khi nghe được lời giải thích của Vương Tử Quân thì Đậu Minh Đường cười nói, công ty xe hơi Đông Hồng không những là xí nghiệp trọng yếu của tỉnh Nam Giang, còn liên quan đến phương diện phát triển kinh tế của cả tỉnh, nếu tuyển được lãnh đạo tốt, căn bản quá quan trọng, không thể qua loa được. Vương Tử Quân cười cười, lúc này cũng không che giấu, phòng tổ chức căn bản đề cử hai người cho vị trí này, một người là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng. Một người khác là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, là Triệu Kỳ Tường. Đậu Minh Đường không nói thêm điều gì ở sự kiện này, hắn chỉ cười cười. Sau đó hắn mở miệng nói về phương diện tuyển chọn cán bộ cho thành phố Đông Hồng, hy vọng khi hoạt động này bắt đầu thì thường ủy tỉnh ủy kiêm trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân có thể tự mình đứng ra chỉ đạo. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, Đậu Minh Đường đặt điện thoại xuống, hắn ngồi xuống ghế, sau đó cẩn thận suy tư về lời nói của Vương Tử Quân. Cảm thấy trong đầu chợt sinh ra ý nghĩ khác thường. Chương 1277, hai tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Rốt cuộc là cán bộ trẻ, căn bản là có khí phách, quyết tâm muốn đụng tường hay là. Khi Đậu Minh Đường thầm lẩm bẩm thì Lý Thừa Uyên đang làm công tác kiểm tra ở một công trường đột nhiên nhận được tin tức từ thư ký, biểu hiện khá phức tạp. Triệu Kỳ Tường không ngờ lại bị xếp xuống hạng 2. Điều này căn bản là không biết trời cao đất rộng, nhưng như vậy cũng tốt, đối phương đã đắc ý quên hình, đã không biết rõ nặng nhẹ, như vậy cũng nên cho đối phương một bài học. Chủ tịch Lý, đây là xưởng sản xuất mới nhất của chúng tôi, đợi khi nào xưởng lắp đặt hoàn công, chúng tôi sẽ đề cao hiệu suất lên 30%, giảm 20% nhân công, tăng tiềm năng đẩy mạnh hiệu quả, cực kỳ khả quan cho hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp. Tốt, các anh nên đẩy mạnh sản xuất. Trước mắt đây chính là con đường duy nhất để giảm giá thành phẩm. Lý Thừa Uyên nhìn đám người đứng chung quanh bốn phía như sao sáng quanh trăng, hắn dùng giọng dõng dạc nói. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, hắn lặng lặng lắng nghe Lý Thừa Uyên nói về việc thúc đẩy vài hạng mục trọng điểm. Mặc dù hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe, thế nhưng thực tế tâm tư của hắn cũng không đặt trên vấn đề này. Cũng may phương diện đẩy mạnh các hạng mục trọng điểm cũng không cần Vương Tử Quân phải lên tiếng. Hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn căn bản không nên động chạm quá nhiều vào phương diện phát triển kinh tế. Lúc này trong lòng hắn vẫn nghĩ về vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Gương mặt Diệp Thừa Dân căn bản không có chút biểu cảm nào, cũng không nhìn rõ vui hay buồn, thế nhưng dựa theo suy đoán của Vương Tử Quân, lần này Diệp Thừa Dân sẽ không chủ động đứng ra đối chiến với Trử Vận Phong ở sự kiện giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Còn lại chỉ còn mình, tuy cũng có người giúp đỡ mình. Thế nhưng Vương Tử Quân không khờ dại cho rằng người giúp đỡ mình sẽ vượt qua được Trử Vận Phong. Hội nghị thường ủy trước kia không phải là Vương Tử Quân chưa từng giao thủ với Trử Vận Phong, thế nhưng khi đó hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, căn bản nắm giữ thế đại nghĩ vào trong tay, mặc cho Trử Vận Phong bên kia có số người ủng hộ mạnh mẽ thì cũng không thể nào phá hư được. Nhưng bây giờ tình hình lại khác, bổ nhiệm nhân sự luôn có quá nhiều điều cần lo lắng, cần lo ngại, nên giúp đỡ ai. Tán thành ai thì trên cơ bản là vấn đề phức tạp với mọi người.
Cũng chính vào những thời điểm như thế này mới biểu hiện rõ uy tín và lực ảnh hưởng của một vị lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu như Vương Tử Quân không làm tốt, như vậy lực ảnh hưởng của hắn sẽ bị hội nghị thường ủy lần này làm cho rối tinh rối mù. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần anh dám phân cao thấp với chủ tịch tỉnh, như vậy cũng đủ nói rõ anh không lượng sức, căn bản là không ra thể thống gì. Bản thân ở trong quan trường, nếu muốn phát triển tốt thì lúc này cũng phải nhắc nhở chính mình, dù anh có thực lực xuất chúng thì có chuyện gì xảy ra quan trọng là bảo trì sự ẩn nhẫn, trước không đắc ý, sau không lên mặt. Nếu anh ưỡn ngực quá cao thì một ngày nào đó sẽ bị cấp dưới hại cho thảm thiết, nếu anh vểnh đằng đuôi lên, chỉ sợ sẽ bị người nào đó cảm thấy không vừa mắt, sẽ nắm chặt cái đuôi của anh vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa anh cần phải tỏ thái độ cực kỳ trong SNGS với lãnh đạo và tổ chức, lãnh đạo sẽ căn bản tìm đúng cơ hội để cắt đứt con đường tiên lên của một thủ hạ căn bản không nghe lời, thế là con đường làm quan sau này sẽ chấm dứt. Dù là như thế thì Vương Tử Quân căn bản không cam chịu lùi bước, không phải hắn thích thú làm như vậy, căn bản là hắn cảm thấy không thẹn với lương tâm, ngại gì không thử một lần. Khi Vương Tử Quân đang suy tư thì chợt nghe người chủ trì hội nghị là Bí thư Diệp Thừa Dân lên tiếng, các hạng mục xây dựng trọng điểm trong tỉnh có nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế, lúc này đã đến quá bốn, chúng ta không nên nói không không, cần phải lợi dụng thời cơ, nhanh chóng đẩy hạng mục hoàn công. Hai ngày trước đồng chí Triệu Hòa Duyệt của công ty xe hơi Đông Hồng bị xuất huyết não vào đưa vào bệnh viện cứu chữa, đây là tổn thất rất lớn cho tỉnh Nam Giang chúng ta. Đồng chí Triệu Hòa Duyệt căn bản đã dốc hết tâm huyết cho công ty xe hơi Đông Hồng, đã đưa theo hàng chục ngàn công nhân xí nghiệp sáng tạo kỳ tích huy hoàng. Nhưng những năm qua khi mà kinh tế biến đổi, công ty xe hơi Đông Hồng cũng dần xuống dốc. Vào thời điểm quan trọng này đồng chí Triệu Hòa Duyệt bị bệnh căn bản là tuyết lạnh thêm xương với công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ngoài giúp đỡ mạnh mẽ cho công ty xe hơi Đông Hồng, càng cần phải nhanh chóng tìm ra người dẫn đầu. Người sau nối bước người trước, mở đường đưa lối, đẩy mạnh phát triển. Diệp Thừa Dân nói, đưa ra đánh giá cao độ cho đồng chí Triệu Hòa Duyệt. Cũng không có ai có ý kiến với đánh giá này của Bí thư Diệp, vì Triệu Hòa Duyệt đã nằm trên giường bệnh, cho dù có vinh dự lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể liệt trên giường, sau này căn bản không có xung đột tranh cãi với mình. Cần gì phải quan tâm đến một người gần đất xa trời như vậy? Người phát triển đến bước này căn bản đều yêu quý lông cánh của mình. Bọn họ tất nhiên không làm tổn hại thanh danh của mình khi cho ra những lời không hay với một kẻ đã chào từ biệt trốn quan trường. Lúc này lực chú ý của mọi người dồn lên nhân sự cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Chức phụ giám đốc này là lãnh đạo công ty, nhưng một vị giám đốc doanh nghiệp trọng yếu của tỉnh căn bản cũng là cấp cục. Hơn nữa công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là có tài chính rất mạnh, thế nên người nào muốn tiến lên cũng không dễ dàng. Một vài tin tức tranh chấp cũng được đưa đến tai các vị thường ủy tỉnh ủy thông qua nhiều con đường khác nhau. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân, muốn xem có thật sự Vương Tử Quân có ý kiến giống như tin đồn về nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng giống bên ngoài hay không. Nếu thật sự là như vậy thì Diệp Thừa Dân sẽ có ý kiến gì? Vương Tử Quân tuy biểu hiện cực kỳ trung lập nhưng căn bản là giúp đỡ Diệp Thừa Dân. Hắn có tranh chấp với Trử Vận Phong ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng, sự kiện này có phải đại biểu cho ý chí của Diệp Thừa Dân hay không? Nếu như thật sự là như vậy, hành động lần này căn bản sẽ là biến hóa đầu tiên cho cách cục ở tỉnh Nam Giang sao? Như vậy mình nên tỏ thái độ gì trong sự kiện này? Trưởng phòng Tử Quân, phòng tổ chức tỉnh ủy đã cho ra nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, anh hãy giới thiệu tình huống cho mọi người. Diệp Thừa Dân nói làm tất cả ánh mắt lại đổ dồn lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vào ánh mắt mọi người, gương mặt càng thêm bình tĩnh, hắn mở văn kiện ra, sau đó lẳng lặng nói, trải qua khảo sát của phòng tổ chức, có người thích hợp đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, đó là đồng chí trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng và đồng chí phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Chương 1278, một trước có thủ sau có công. Hai đồng chí này đều vĩ đại, đều có năng lực công tác rất mạnh, tính kỷ luật cao, trẻ khỏe, thật sự là những cán bộ có khả năng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Lời giới thiệu của Vương Tử Quân căn bản là công chính bình thản, sau khi Vương Tử Quân giới thiệu xong thì Diêu Trung Tắc cũng không chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng, hắn nói tiếp, trưởng phòng Tử Quân,
nếu phòng tổ chức đã tiến hành thâm nhập khảo sát hai đồng chí này, như vậy theo ý kiến của anh, trong hai đồng chí này rốt cuộc ai là người thích hợp làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng? Siêu Trung Tắc là người công tác lâu năm, tất nhiên sẽ không thể không hiểu nguyên tắc của tổ chức. Lúc này hắn hỏi như vậy có ý gì thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ, vì đối phương chỉ sợ mình không chịu tỏ thái độ. Nếu như Trử Vận Phong đứng đầu tỏ thái độ, như vậy người giúp đỡ chủ tịch Trử sẽ lên tiếng đứng sang một bên, như vậy dù là Vương Tử Quân có một bụng ý kiến cũng không thể nói nên lời. Một cơ hội tốt như vậy nếu như Diêu Trung Tắc để vượt khỏi tay mình thì căn bản là quá đáng tiếc, thế nên người đầu tiên phải mở miệng phải là Vương Tử Quân, đây chính là bước đi đầu tiên của hắn trong ngày hôm nay. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi tròn của Diêu Trung Tắc, hắn hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Thật ra kế sách của Diêu Trung Tắc căn bản là rất dễ phá, chỉ cần Vương Tử Quân nói hai người này căn bản còn chưa đủ xâm nhập tìm hiểu, còn cần mọi người thảo luận rõ ràng, như vậy có thể tránh khỏi câu hỏi sắc bén vừa rồi. Nhưng với tính cách xưa nay của Vương Tử Quân, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Tuy khả năng để cho Lưu Thành Lâm tiến lên là rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần có một khả năng thì Vương Tử Quân vẫn không thể bỏ qua. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, hắn chợt thấy ánh mắt của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào hắn, nhưng bên trong ánh mắt lại rất bình tĩnh, căn bản có chút ý nghĩ thông báo. Báo cái gì? Vương Tử Quân tất nhiên là hiểu, nhưng sự việc đã đến hiện trạng này, hắn không còn đường để rút lui. Hắn khẽ gật đầu với Diệp Thừa Dân, sau đó trầm giọng nói, hai đồng chí Lưu Thành Lâm và Triệu Kỳ Tường căn bản đều là cán bộ trẻ vĩ đại. Nếu so sánh ở phương diện năng lực hay là bất kỳ thứ gì khác, căn bản làm cho người ta cảm thấy khó thể lựa chọn. Nhưng tôi cảm thấy lần này chúng ta cần phải tìm ra người dẫn đầu hợp cách cho công ty xe hơi Đông Hồng, tục ngữ nói rất hay, học lý thuyết rồi đến thực hành. Đồng chí Triệu Kỳ Tường dù có năng lực tốt, có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng căn bản không phải là người cũ trong ngành sản xuất xe hơi, căn bản là người mới. Nếu như thế cục của công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong giai đoạn tốt, để cho đồng chí Triệu Kỳ Tường đến làm giám đốc công ty thì căn bản là rất tuyệt. Nhưng bây giờ với thế cục hiện tại, tôi cảm thấy nên để cho đồng chí Lưu Thành Lâm tiến lên thì căn bản là thích hợp hơn. Vương Tử Quân nói cực kỳ đúng trọng điểm, nhưng lời nói này rơi vào trong tai lại làm cho Diệp Thừa Dân khẽ nhíu mày. Lão đã thấy rõ tính toán của Diêu Trung Tắc, nhưng chỉ cần Vương Tử Quân không nói ra ý kiến kia, như vậy tất cả tính toán của Diêu Trung Tắc sẽ thất bại. Trước đó Diệp Thừa Dân căn bản lo lắng Vương Tử Quân sẽ cho ra ý kiến bất đồng ở hội nghị thường ủy lần này, lão muốn trò chuyện với Vương Tử Quân một chút, thế nhưng vì một số sự việc khó khăn chưa giải quyết mà căn bản chưa kịp xử lý chuyện này. Diệp Thừa Dân căn bản là sợ gặp chuyện không may, kết quả sẽ làm rối loạn tình hình, biến hóa cách cục. Thế nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng, có thể thấy đã nhanh chóng bày ra xung đột với Trử Vận Phong. Tình huống này mình nên lựa chọn như thế nào? Điều này làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy rất khó chịu. Nếu như Diệp Thừa Dân giúp đỡ Vương Tử Quân, kết quả cuối cùng sẽ là chính mình phát sinh xung đột vì không đồng nhất ý kiến với Trử Vận Phong. Mà nếu lão chối bỏ ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy uy tín của một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng mặt trái. Điều này là thứ mà lão căn bản không muốn được thấy. Khi Vương Tử Quân càng ngày càng cuột khởi ở Nam Giang, Diệp Thừa Dân cảm thấy thế cục khống chế của mình càng thêm mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu của sự kiện này chính là sự giúp đỡ lớn lao đến từ Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân mất đi danh vọng, như vậy là đả kích không nhỏ với Diệp Thừa Dân, nếu muốn dựng lên uy tín của mình thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt bất mãn nhìn Diêu Trung Tắc. Lão cũng không nói gì. Lúc này Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên cũng đã mở miệng nói, tôi không dám gật đầu bừa với ý kiến của trưởng phòng Vương. Dù đồng chí Lưu Thành Lâm có năng lực công tác mạnh mẽ ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trợ lý cho giám đốc Triệu Hòa Duyệt. Nếu như tùy tiện đặt trọng trách lên người này, tôi cảm thấy điều này không tốt với phương diện bảo vệ đồng chí, rõ ràng là tàn phá đồng chí của mình. Hơn nữa cục diện của công ty xe hơi Đông Hồng bây giờ khá rối, khá khó khăn, càng cần một người có thể chủ trì đại cục đến nắm công tác. Đồng chí Triệu Kỳ Tường là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, thường cho ra cống hiến cho tỉnh ở phương diện phát triển kinh tế. Trước khi anh ấy đến nhận chức ở ủy ban cải cách tỉnh ủy thì đã từng là chủ tịch quận, bí thư quận ủy, có cái nhìn đại cục rất tốt đẹp.
Tôi cho rằng với thế cục của công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc này nên cho đồng chí Triệu Kỳ Tường tiến lên thì sẽ ổn thỏa hơn. Lý Thừa Uyên nói căn bản rất có lý lẽ, khi Diệp Thừa Dân đang trầm ngâm thì chợt nghe Kim Hành Thuấn lên tiếng, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lý. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng không những cần một vị lãnh đạo có lực lượng mạnh mẽ, càng cần một người hiểu về kinh tế, đây là hai tiêu chuẩn lớn, đồng chí Triệu Kỳ Tường lại hoàn toàn phù hợp. Tôi cảm thấy đồng chí Triệu Kỳ Tường là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phụ trách công ty xe hơi Đông Hồng. Còn đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi cảm thấy nên tiến thêm một bước bồi dưỡng, cho anh ấy đảm nhiệm vị trí phó giám đốc công ty, như vậy có thể phát huy tác dụng lớn. Kim Hành Thuấn nói xong thì cười cười nhưng gương mặt này cũng không làm cho người ta đáp lại. Lúc này bầu không khí trong phòng có vài phần bị đè nén, giống như chỉ còn vang lên những âm thanh viết lách sột soạt mà thôi. Tuy phía Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không có nhiều vị là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy căn bản đã cùng một lời, thủ hạ đã đồng nhất ý kiến thì căn bản người đứng đầu cũng phải biểu hiện thái độ. Dù là sự kiện này đặt lên người bất kỳ kẻ nào cũng không thể không coi trọng cho được. Chương 1278, hai trước có thủ sau có công. Vương Tử Quân tuy cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy quan trọng, nhưng nếu đánh giá hắn với một trong hai người Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn, hắn căn bản sẽ không rơi vào thế hạ phong. Khốn nổi lúc này Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn đã liên thủ với nhau, nếu như không có lực lượng mạnh hơn để chèo chống, Vương Tử Quân căn bản chỉ còn lại thất bại. Nhưng lúc này ai có đủ năng lực chèo chống cho Vương Tử Quân? Không ít người đã nhìn về phía Diệp Thừa Dân. Lúc này chỉ có Diệp Thừa Dân lên tiếng giúp đỡ thì Vương Tử Quân mới còn cơ hội thắng. Nhưng biểu hiện của Bí Thư Diệp ở bên kia lại căn bản như mặt nước giếng sâu, lẳng lặng ngồi đó, không một tiếng động. Ngoài Diệp Thừa Dân là người có thể chèo chống cho Vương Tử Quân, căn bản còn lại một người là Phó Bí Thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Nhưng dựa vào thời gian Vương Tử Quân quật khởi, rất nhiều người cảm ứng được mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc là như thế nào. Vào thời điểm quan trọng này Vương Tử Quân sẽ nhận được sự giúp đỡ vô tư khách quan từ Diêu Trung Tắc sao? Diêu Trung Tắc không chơi trò ném đá xuống giếng thì căn bản là quá hay rồi. Ngoài Diêu Trung Tắc thì còn một người miễn cưỡng có chút tư cách là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Cũng không phải là lực ảnh hưởng của Đào Nhất Hành là quá lớn. Chủ yếu người này là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lời nói của hắn đôi khi đại biểu cho ý chỉ của Bí Thư Diệp Thừa Dân. Nhưng Đào Nhất Hành há miệng mà cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Hắn là người thông minh, tuy hắn biết rõ hoàn cảnh khó khăn của Vương Tử Quân, nhưng chưa có sự gật đầu của Bí Thư Diệp, hắn không dám mở miệng bừa. Lỗ Kính Tu ngồi ở vị trí gần rìa, hắn lẳng lặng nhìn tất cả đang diễn ra. Khi hắn đã hiểu rõ về Nam Giang, hắn biết rõ mình sở dĩ đứng vững bàn chân cũng là vì leo lên thuyền của Vương Tử Quân. Mặc dù không có người nào nói điều gì, thế nhưng Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn đã tỏ thái độ, trên thực tế sự việc đang dần trong sáng. Chính mình nên làm gì bây giờ? Không nói lời nào sao? Làm như vậy nhất định là không dễ chịu chút nào. Mọi người đều biết Lỗ Kính Tu hắn nhanh chóng đứng vững bàn chân ở Nam Giang là nhờ vào sự giúp đỡ to lớn của Vương Tử Quân. Nếu như vào thời điểm này mình căn bản là khoanh tay đứng nhìn, như vậy người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Nhưng lúc này nếu Lỗ Kính Tu giúp đỡ Vương Tử Quân, rất có thể sẽ không đắc tội với Vương Tử Quân mà chống đối với người của Trử Vận Phong, như vậy bọn họ sẽ lấy hắn là bia ngắm bắn, tập trung hỏa lực vào, nói như vậy thì cũng rất oan uổng. Lỗ Kính Tu hít vào một hơi thật sâu rồi cho ra quyết định, mở miệng cũng là một đao, ngậm vào cũng là một đao. Nếu ngậm miệng làm cho người ta xem thường, không bằng chính mình đứng lên bày tỏ thái độ rõ ràng. Lỗ Kính Tu hạ quyết tâm rồi trầm giọng nói, tôi giúp đỡ ý kiến của trưởng phòng Tử Quân, vì chuyện gì cũng phải có người chuyên nghiệp xử lý, cần phải cho chuyên gia đi thực hiện. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng muốn phát triển thì cần một vị giám đốc hiểu rõ về đơn vị của mình, tôi cho rằng đồng chí Lưu Thành Lâm nếu là giám đốc công ty sẽ đẩy mạnh đơn vị của mình phát triển. Lỗ Kính Tu nói xong thì Đậu Minh Đường và Hoắc Quang Lĩnh đều tỏ thái độ, tôi cũng giúp đỡ ý kiến của trưởng phòng Vương. Có lời nói giúp đỡ của Đậu Minh Đường, Lỗ Kính Tu và Hoắc Quang Lĩnh, lúc này số người ủng hộ Vương Tử Quân đã vượt qua Lý Thừa Uyên. Nhưng ưu thế này cũng không phải mọi người nhìn thấy là quá tốt, vì đại đa số người bên phía Trử Vận Phong còn chưa mở miệng, nhưng bên phía Vương Tử Quân thì hầu như đã đứng hết ra rồi. Trưởng phòng Vương,
tôi căn bản không hiểu rõ về Lưu Thành Lâm cho lắm, anh từng gặp qua người này sao? Mọi người trong phòng đang suy đoán là ai sẽ mở miệng tiếp theo, Diêu Trung Tắc đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi đã gặp Lưu Thành Lâm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diêu Trung Tắc, hắn hiểu đối phương đang nghĩ gì, sau khi trầm ngâm giây lát thì dùng giọng kiên định nói. Nụ cười trên mặt Diêu Trung Tắc càng thêm sáng lạn, hắn cười cười nói, như vậy theo ý của trưởng phòng Tử Quân, nếu như để cho đồng chí Lưu Thành Lâm đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, anh ấy có năng lực đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại hay không? Vấn đề này của Diêu Trung Tắc căn bản không chỉ là thâm độc bình thường, thậm chí nó còn đào lên nhiều hố sâu cho chính Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân trả lời là phủ định, như vậy căn bản là lời nói trước đó biến thành vô nghĩa, nhưng nếu như đó là lời khẳng định, như vậy sau này khi Lưu Thành Lâm là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, không thể đưa công ty thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, tất nhiên người bị truy cứu trách nhiệm chủ yếu nhất khi đó sẽ là Vương Tử Quân. Lúc này Diêu Trung Tắc có thể nói là tiến cũng hay mà lùi cũng ổn. Tôi cho rằng đồng chí Lưu Thành Lâm có năng lực như thế. Vương Tử Quân cũng không nhìn vào mặt Diêu Trung Tắc, hắn dùng giọng bình tĩnh nói. Câu này vừa ra khỏi miệng, người khác căn bản không có phản ứng gì, thế nhưng Diêu Trung Tắc đã dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, tôi gần đây rất tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của trưởng phòng Tử Quân, nếu trưởng phòng Tử Quân đã có lòng tin như vậy. Tôi tin tưởng đồng chí Lưu Thành Lâm có thể dẫn đầu đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Tôi đồng ý để đồng chí Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Diêu Trung Tắc là người đứng hàng thứ ba trong tỉnh ủy Nam Giang, lời nói cực kỳ có lực ảnh hưởng. Nhưng lúc này người ta không chú ý đến lực ảnh hưởng của Diêu Trung Tắc, chủ yếu quan tâm đến lời nói vừa rồi, căn bản lắp ghép lại và cảm thấy có nhiều ý nghĩa. Nếu Lưu Thành Lâm không thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, như vậy là Vương Tử Quân không biết nhìn người, căn bản là quá chủ quan duy ý chí. Như vậy là một chiếc mũ không hay cho vị trí trưởng phòng tổ chức của Vương Tử Quân, như vậy làm gì có tư cách tiếp tục công tác làm cho người ta tin phục. Ngay cả nhóm người đang đối chiến với Vương Tử Quân là Lý Thừa Uyên cũng khó thể không bội phục sự độc ác của một người xảo quyệt như Diêu Trung Tắc. Lý Thừa Uyên là phó chủ tịch thường vụ nắm công tác kinh tế, hắn căn bản hiểu rõ hơn người bình thường về phương diện mình đang quản lý. Hắn biết rõ với một xí nghiệp lớn như công ty xe hơi Đông Hồng, nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó thì không phải chỉ đơn giản là đứng ra tỏ thái độ và hô khẩu hiệu suông. Diêu Trung Tắc chính thức đưa một sự kiện với xác suất thành công không cao ném lên đầu Vương Tử Quân. Nếu Lưu Thành Lâm căn bản không làm tốt công tác của mình ở công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy Vương Tử Quân căn bản sẽ không dễ xoay người. Diêu Trung Tắc căn bản là quá ác. Chương 1279, ném đá qua sông. Cũng không phải chỉ có một người có phản ứng với lời nói giúp đỡ Vương Tử Quân của Diêu Trung Tắc, lúc này người bình tĩnh nhất chính là Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn thầm cười lạnh. Kinh nghiệm kiếp trước đã nhận định hướng đi của loại xe gia đình giá rẻ căn bản là cực kỳ tốt đẹp. Thành công lớn trên thị trường, chỉ cần Lưu Thành Lâm tiếp tục đi theo con đường này, căn bản sẽ không bao giờ thất bại. Một cánh bướm nhỏ đưa đến khung cảnh đẹp cho đóa hoa tươi, đó thường là xu thế phát triển của lịch sử. Nhưng vào thời gian sắp tới, khi mà kinh tế phát triển ngày càng mạnh mẽ, hoa cũng không vì một cánh bướm mà kích động, vì có quá nhiều thành kiến đang diễn ra. Bây giờ tình thế kinh tế đã căn bản sắp đặt thành khung, cũng không còn là mảnh đất hứa cho thị trường xe gia đình. Diêu Trung Tắc ném cho Vương Tử Quân một lời nói tràn đầy bẫy dập, căn bản cũng không biết là ai thành toàn cho ai. Vương Tử Quân có lòng tin, vì vậy hắn có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Diệp Thừa Dân lại không nghĩ như vậy, lúc này lão cảm thấy tiếc cho Vương Tử Quân, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ và khiếp sợ vì lời nói độc ác xảo quyệt của Diêu Trung Tắc. Tương lai phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng liên quan đến đại cục của tỉnh Nam Giang. Lúc này Diêu Trung Tắc còn không quên đào hầm hãm hại Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân vốn không có hảo cảm gì với Diêu Trung Tắc, lúc này càng có thêm vài phần chán ghét. Nhưng Diêu Trung Tắc tỏ thái độ căn bản làm cho người ta không nhìn thấy có chút vấn đề, hơn nữa người này còn là thường ủy tỉnh ủy, căn bản có quyền lợi bày tỏ ý kiến của mình ở hội nghị thường ủy. Diệp Thừa Dân dù có ý nghĩ không hay với Diêu Trung Tắc, thế nhưng cũng chỉ tạm thời gác những bất mãn này vào trong lòng. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị bác bỏ lời đề nghị của Vương Tử Quân.
Chỉ khi lão bác bỏ ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy mới có thể giải trừ gông xiềng trên người Vương Tử Quân được. Hơn nữa lúc này Diệp Thừa Dân cũng không muốn chờ lâu, khi lão chuẩn bị lên tiếng thì trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Trương Thu Mi nãy giờ không lên tiếng đã mở miệng, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vương, tuy tôi căn bản không hiểu rõ về đồng chí Lưu Thành Lâm, thế nhưng tôi cảm thấy lời nói của trưởng phòng Vương là rất đúng, tôi tin tưởng vào năng lực khảo sát và ánh mắt của phòng tổ chức. Trương Thu Mi là người làm việc có thiên hướng về phía Trử Vận Phong, nhưng nàng là một người phụ nữ thông minh, lúc này sao không nhìn thấy Diêu Trung Tắc đang đào hầm cho Vương Tử Quân. Nàng lại căn bản rất thích thú với điều này. Nàng căn bản không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, cũng không có ân oán tư nhân, thế nhưng sau khi thấy Vương Tử Quân tiến lên mạnh mẽ thì tâm tính phụ nữ làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ghen ghét. Lúc này là cơ hội tốt ngàn năm có một, Trương Thu Mi khó thể bỏ qua được. Khi Trương Thu Mi tỏ thái độ thì số người giúp đỡ Lưu Thành Lâm căn bản đã chiếm đa số, nhưng lại có người mở miệng, tôi cũng cho rằng lời nói của trưởng phòng Vương là rất đúng, tuy đồng chí Triệu Kỳ Tường có năng lực mạnh, thế nhưng căn bản chỉ là người bình thường trong ngành sản xuất xe hơi. Nếu như tùy tiện giao trách nhiệm cho người này, để cho anh ấy tìm kinh nghiệm vào giai đoạn hiện tại, chỉ sợ là ném đá qua sông, là không chịu trách nhiệm với công ty xe hơi Đông Hồng. Người nói là bí thư thị ủy Ngân Bằng, gần đây hắn luôn theo sát Trử Vận Phong, hắn căn bản có ý nghĩ giúp đỡ Triệu Kỳ Tường theo đúng như mong muốn của Chủ tịch Trử Vận Phong. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại thì hắn cảm thấy mình nên giúp đỡ cho Diêu Trung Tắc. Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa được bao lâu nhưng danh tiếng quá lớn, bây giờ là thời điểm chèn ép cho đối phương khó thở nổi, cơ hội rất tốt. Vương Tử Quân nghe thấy những lời giúp đỡ mình như vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn mỉm cười với gương mặt bất động của bí thư thị ủy Ngân Bằng, sau đó đưa ánh mắt về phía khác. Trử Vận Phong là người công tác ở tỉnh Nam Giang nhiều năm, căn bản nhìn rõ tình cảnh vào lúc này. Đây là hội nghị quyết định người lãnh đạo theo sau Triệu Hòa Duyệt ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng vì Diêu Trung Tắc nói vài câu mà đẩy lên độ cao chính trị khác hẳn, đó là chĩa vào Vương Tử Quân. Trử Vận Phong căn bản rất hâm mộ với một người trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Lúc này thấy Vương Tử Quân có chút phiền toái thì căn bản trở nên trầm ngâm. Hơn nữa lão căn bản có khuynh hướng nhân tuyển về phía Triệu Kỳ Tường. Trử Vận Phong khẽ ho một tiếng rồi trầm giọng nói, tôi cho rằng đồng chí Triệu Kỳ Tường phù hợp với vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Đồng chí này là người có năng lực mạnh, căn bản có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế, nếu để cho anh ấy lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng. Căn bản là lựa chọn thích hợp nhất với đại cục của kinh tế Nam Giang vào lúc này. Trử Vận Phong vừa nói xong thì làm cho bầu không khí trong phòng yên tĩnh trở lại, dù sao thì những người vừa giúp đỡ Vương Tử Quân cũng là người thân cận của Trử Vận Phong. Lúc này Trử Vận Phong tuân thủ ý kiến của mình, làm cho bầu không khí của hội nghị thường ủy có chút khác thường. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy chưa lên tiếng, có 2-3 người bên phía Đào Nhất Hành, nếu như bọn họ hoàn toàn ủng hộ Trử Vận Phong. Như vậy cũng không thay đổi được đại cục. Hiện tại có người đã nhìn về phía bên này làm vẻ mặt của Đào Nhất Hành có thêm vài phần căng thẳng. Nhưng Đào Nhất Hành là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, hắn ngồi yên trên vị trí của mình, khốn nổi bầu không khí nặng nề làm cho người ta cảm thấy khó thở. Đào Nhất Hành đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, hắn muốn tìm chỉ thị từ trong mắt bí thư Diệp. Nhưng đáng tiếc là lúc này Diệp Thừa Dân biểu hiện quá bình thường. Làm cho người ta căn bản không thể nào đoán được bí thư đang nghĩ gì. Đào Nhất Hành không mở miệng, thế nên ánh mắt của mọi người tập trung lên Diệp Thừa Dân. Lúc này đại cục đã định, Diệp Thừa Dân là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng nên mở miệng kết thúc đề tài thảo luận. Lúc này Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy nổi giận, lão dù thế nào cũng không ngờ sự kiện lại biến thành thế này. Dù cho Triệu Kỳ Tường đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, cũng không rơi vào tình huống bết bát thế này. Tuy Diệp Thừa Dân cố gắng khắc chế cơn giận của mình, thế nhưng lúc này trong lòng càng thêm tức giận về Diêu Trung Tắc. Diệp Thừa Dân muốn phản đối ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ đại đa số các thường ủy đã đứng về phía Vương Tử Quân, rõ ràng là chiếm hết phần thắng. Dù lão có phản đối thì Lưu Thành Lâm trên cơ bản cũng được hội nghị thường ủy thông qua làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão có nhiều chuyện cần phải suy xét. Lúc này Trử Vận Phong đã phản đối, nếu bí thư tỉnh ủy lại phản đối ngay sau đó, nhưng kết quả cuối cùng là ý kiến của 2 vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy bị chối bỏ,
chuyện này sẽ làm chấn động ban ngành Nam Giang, thậm chí lãnh đạo thượng cấp sẽ hoài nghi năng lực khống chế hội nghị thường ủy của lão. Nếu như Diệp Thừa Dân vận dụng một đầu phiếu của mình để phủ quyết thì sao? Tuy nghe qua thì cảm thấy rất hay nhưng thực tế là thanh kiếm hai lưỡi, từ sau khi Diệp Thừa Dân đến Nam Giang thì chưa từng vận dụng qua quyền lợi này của mình. Dù sao thanh kiếm kia chĩa vào người khác, đồng thời còn làm bị thương chính mình. Diệp Thừa Dân thầm cắn răng, lão nhanh chóng quyết đoán, sau đó nhìn thoáng qua Trử Vận Phong và Diêu Trung Tắc, cuối cùng trầm giọng nói, sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng là quá trọng đại, nếu các vị thường ủy tỉnh ủy đã tán thành cho đồng chí Lưu Thành Lâm tiếp nhận vị trí giám đốc, như vậy hãy để cho đồng chí Lưu Thành Lâm phụ trách công tác của công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy chỉ là vài câu ngắn gọn nhưng Diệp Thừa Dân cảm thấy nói ra rất khó khăn. Lão là một vị lãnh đạo trưởng thành đầy kinh nghiệm, lão biết rõ dù Vương Tử Quân là người chịu uất ức trong sự kiện lần này, chính mình cũng không nên vì nhỏ mất lớn, làm cho cả ban ngành Nam Giang rung chuyển. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Thừa Dân là một vị lãnh đạo không chịu trách nhiệm với đại cục ở Nam Giang. Chương 1280, một minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng. Diệp Thừa Dân cho ra kết luận như vậy thì Trử Vận Phong căn bản có chút ảm đạm, lão quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trong mắt có chút áy náy khó nói nên lời. Lão biết rõ nếu như đám người Trương Thu Mi không mở miệng giúp đỡ Vương Tử Quân, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Sự kiện chọn người phụ trách cho công ty xe hơi Đông Hồng giống như lấy đi hết tất cả tinh lực của các thường ủy tỉnh ủy, sau đó còn hai đề tài thảo luận, thế nhưng trình tự lại biến mất. Diệp Thừa Dân là người rời khỏi phòng họp đầu tiên, rõ ràng hội nghị thường ủy lần này làm cho lão cảm thấy rất mất hứng. Nhóm người Lý Thừa Huyên rõ ràng là thất bại trong hội nghị thường ủy lần này, nhưng bọn họ lại cười rất tươi. Mặc dù bọn họ yên lặng đi ra, thế nhưng ánh mắt chớp động lại có vài phần đắc ý. Trử Vận Phong nhìn thoáng qua Lý Thừa Huyên và Kim Hành Thuấn ở bên cạnh mình, lão không nói lời nào mà theo Diệp Thừa Dân rời khỏi phòng họp. Khi hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy rời đi, vẻ mặt Diêu Trung Tắc càng thêm thả lỏng. Hắn nhìn ánh mắt không được tự nhiên của Lý Thừa Huyên khi đối mặt với Trử Vận Phong, thế là cười nhạt nói, Chủ tịch Lý, nghe nói tiểu tử nhà anh hôm qua đưa người yêu về nhà, xem ra không bao lâu nữa chúng tôi có thể được ăn bánh kẹo cưới rồi. Lý Thừa Huyên thấy Diêu Trung Tắc chủ động chào hỏi thì cười ha hả nói, còn quá sớm, chuyện của tụi nhỏ căn bản không thể làm chủ được. Tốt hơn là cứ để mặc chúng nó tự quyết định lấy. Kim Hành Thuấn ở bên cạnh chen lời, Chủ tịch Lý, còn sớm sao? Anh cũng không có tư cách nói như vậy. Lý Thừa Huyên dù phần lớn thời gian là đối thủ của Kim Hành Thuấn, thế nhưng hai người dù thế nào cũng có quan hệ minh hữu, hơn nữa vừa rồi hai người còn là chiến hữu chung một chiến hào. Lúc này Kim Triển Hữu nói chen vào thì Lý Thừa Huyên cũng cười nói, Chủ tịch Kim, anh nói vậy là có ý gì? Không phải anh là thần toán, căn bản có thể tính ra được hôn lễ của con trai tôi sao? Ha ha ha, tôi không có năng lực đó, nhưng tôi biết rõ hai chữ còn sớm là không thích hợp. Kim Hành Thuấn nở nụ cười thần bí nói với Lý Thừa Huyên. Gì mà không thích hợp, anh nói xem khi nào mới thích hợp. Lý Thừa Huyên chợt cảm thấy hiếu kỳ, hắn nhìn Kim Hành Thuấn, muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Kim Hành Thuấn chợt cười nói. Lời nói của trưởng phòng Vương mới là thích hợp nhất, chúng ta đều chỉ là những lão già mà thôi, bọn nhỏ bây giờ không phải đã lấy nhau, mà chỉ sắp lấy nhau mà thôi, có những thứ mở miệng xem ra còn quá sớm, chẳng phải đây chỉ là lời nói độc quyền của mình Bí Thư Vương sao? Mọi người nói xem có đúng không? Kim Hành Thuấn nói những lời này không khỏi làm cho nhiều người cười lên ha hả. Tuy mọi người đã trải qua tranh chấp vừa rồi, thế nhưng lúc này ai cũng là cao thủ diều tiết tâm tình. Hơn nữa Kim Hành Thuấn đã nói những lời như vậy, căn bản rất dễ chọc cười. Chủ tịch Kim, anh nói không sai, chờ đến khi mà con trai trưởng phòng Tử Quân dẫn người yêu về nhà, chỉ sợ chúng ta đã già khóm rồi. Đậu Minh Đường nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ cười nói. Chủ tịch Kim, chúng ta đang nói đến con trai của Chủ tịch Lý, sao anh lại nói đến con trai của trưởng phòng Vương? Chẳng lẽ anh chờ không được, chuẩn bị làm bà mối cho cậu ấy sao? Lúc này Trương Thu Mi cũng không còn cảm giác lạnh lùng như vừa rồi, nàng mỉm cười nói với Kim Hành Thuấn. Bầu không khí trong phòng họp khá nhẹ nhàng, tiếng cười nói liên tục vang vọng, lãnh đạo đi lại vui vẻ, điều này không khỏi làm cho đám nhân viên công tác bên ngoài cảm thấy thoải mái. Đám người này thầm nghĩ,
có lẽ hội nghị thường ủy đã thành công tốt đẹp, nếu không thì những vị lãnh đạo bình thường cực kỳ nghiêm túc sao lại vui đùa như thế được. Từ sau khi tan họp thì nụ cười trên mặt Vương Tử Quân vẫn luôn sáng lạn, giống như sự kiện người ta đào hầm chờ hắn nhảy vào căn bản chưa từng diễn ra. Sau khi Trương Thu Mi nói xong thì Vương Tử Quân cười nói, Chủ tịch Kim, nếu sau này con của tôi không tìm được đối tượng thì ngài nên phụ trách một chút, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp cho nó đến bắt ngài tìm vợ. Mọi người nói đùa vài câu rồi mỉm cười giải tán, vài người có quan hệ thân cận thì đi với nhau. Lúc này bên cạnh Diêu Trung Tắc có Trương Thu Mi và nhóm người Lý Thử Uyên, cách xa bọn họ 10 mét chính là nhóm Vương Tử Quân, Đậu Minh Đường và Lỗ Kính Tu, bọn họ đang cùng nhau đi xuống lầu. Tử Quân, nếu Lưu Thành Lâm không thể nào công tác tốt, như vậy không bằng nhanh chóng điều đi. Đậu Minh Đường đi xuống bậc thang rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đậu Minh Đường, hắn thầm nghĩ Đậu Minh Đường không hổ danh là người đứng đầu thành phố tỉnh thành Nam Giang, căn bản nói chuyện lưu loát mạnh mẽ hơn Lỗ Kính Tu. Hắn nhìn về phía Đậu Minh Đường và Lỗ Kính Tu rồi cười cười nói, không có vấn đề, Lưu Thành Lâm căn bản là rất tốt. Đậu Minh Đường nhìn bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân, hắn gật đầu nói, tôi là người căn bản giúp đỡ anh ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng. Nếu như sau này có chuyện gì, tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cảm tạ Đậu Minh Đường, Đào Nhất Hành đột nhiên từ bên cạnh đi đến. Hắn cười với Đậu Minh Đường và Lỗ Kính Tu, sau đó nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, bí thư cho mời anh đi sang một chút. Bí thư trong miệng Đào Nhất Hành chính là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân bắt chuyện với hai người Đậu Minh Đường và Lỗ Kính Tu. Sau đó cùng Đào Nhất Hành đi về phía phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Đào Nhất Hành không nói gì, mãi đến khi Vương Tử Quân đi đến bậc cầu thang không có ai, hắn mới khẽ nói, trưởng phòng Tử Quân, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, anh nên cẩn thận nhiều hơn. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ lời nói của Đào Nhất Hành có ý nghĩ là gì, hắn khẽ cười cười nói, cảm ơn thư ký trưởng đã quan tâm nhắc nhở, đám người kia chỉ biết lén mở miệng cắn trộm, căn bản sẽ chẳng làm được gì. Khi thấy bộ dạng không chút suy sụp tinh thần của Vương Tử Quân, Đào Nhất Hành mới thở dài một hơi. Hắn thấy chuyện này vào thời điểm hiện tại không tạo nên đả kích cho Vương Tử Quân, nhưng nếu muốn làm sống động một xí nghiệp hầu như đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng không dễ, nếu không làm tốt sẽ nguy hại lớn đến Vương Tử Quân. Mặc dù không ai dám vỗ ngực đảm bảo mình biết dùng đúng cán bộ đúng vị trí, thế nhưng cũng không ai dám mở miệng ép người ta phải nói lời khẳng định. Bây giờ Vương Tử Quân lại khác, hắn rõ ràng bị câu nó của Diêu Trung Tắc đưa lên làm bia ngắm bắn. Trưởng phòng Vương, nên quan tâm nhiều hơn đến công ty xe hơi Đông Hồng, chỉ cần công ty xe hơi Đông Hồng có thể thành công quật khởi, như vậy mọi thứ sẽ đều là chuyện tốt. Hai người khẽ nói chuyện vài câu thì đi đến bên ngoài phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành cũng không chờ Khuất Trấn Hưng đi đến gõ cửa, hắn trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Bí thư Diệp. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không phải ngồi trên bàn làm việc như ngày bình thường, lão đang cúi đầu ngồi trên ghế salon, trên bàn là một chiếc khay nhỏ, trên khay có vài ly trà tinh xảo. Trưởng phòng Tử Quân, Nhất Hành, hai người các anh mau ngồi xuống, tôi đã pha trà ngon, nếu uống muộn thì mất hương vị. Diệp Thừa Dân đứng lên ghế salon rồi nói với hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành. Vương Tử Quân từ phòng họp đi ra cảm nhận được sự nổi giận của Bí thư Diệp Thừa Dân. Nhưng chỉ sau vài phút thì Bí thư Diệp đã khống chế tốt tâm tình của mình, điều này làm cho Vương Tử Quân thêm vài phần khâm phục. Chương 1282, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Trưởng phòng Tử Quân, cậu có cảm nhận gì với sự việc hôm nay? Sau khi đưa một ly trà sang cho Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân chợt hỏi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Bí thư, ngài nói xem. Tôi đây không phải là chính nghĩa được mọi người ủng hộ sao? Chính nghĩa được mọi người ủng hộ. Đào Nhất Hành đang nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thiếu chút nữa thì phun nước ra khỏi miệng. Nếu như không phải hắn là người hiểu rõ về Vương Tử Quân, hắn sẽ thật sự hoài nghi đây có phải lời nói của một người điên hay không? Diệp Thừa Dân có chút giật mình, lão cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ cho ra một đáp án như vậy. Lão chố mắt giây lát rồi chỉ vào Vương Tử Quân cười nói, Tử Quân ơi là Tử Quân, tôi vốn cho là cậu có ý nghĩ quẩn trong lòng, cố ý mời cậu trà ngon, xem ra tôi đã đánh thấp cậu rồi.
Vương Tử Quân cười cười nói, Bí Thư Diệp, sự việc tóm lại phải có hai mặt, bọn họ đào hố cho tôi, nhưng cũng là giúp tôi, đối với tôi thì đây là chuyện tốt. Triệu Kỳ Tường là nhân tài khó có được, nhưng người này căn bản không hiểu nhiều về công ty xe hơi Đông Hồng, nếu phái một người như vậy đến đảm nhận công tác, mặc dù xí nghiệp căn bản không sụp đổ phá sản, nhưng nếu muốn đưa xí nghiệp thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thì cực kỳ không dễ dàng. Nhưng Lưu Thành Lâm thì lại khác, tôi có thể đề cử anh ấy, nhất định đã điều tra rõ ràng, suy tính sâu xa, vì vậy mà tôi có lòng tin với anh ấy. Mặc kệ đám người kia xuất phát từ mục đích nào, tóm lại thì chuyện này cũng là rất tốt cho câu giảng dạy chú ý đại cục của Bí Thư Ngài với chúng tôi. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho hai mắt Diệp Thừa Dân chợt sáng rực, không ngờ Vương Tử Quân lại tỉnh táo như thế. Vừa rồi hội nghị thường ủy vừa kết thúc thì tâm tình của lão căn bản là khó khống chế được, nhưng Vương Tử Quân thì hoàn toàn khác, điều này không khỏi làm cho lão phải cảm thán, đây mới là phong thái của một vị lãnh đạo. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân rồi chỉnh trọng nói, cậu cảm thấy Lưu Thành Lâm có thể gánh vác trọng trách của công ty xe hơi Đông Hồng sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy người này căn bản là khó thể tìm được. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Diệp Thừa Dân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Nếu đã như vậy thì cứ để anh ấy triển khai mở rộng công tác, tôi hy vọng công ty xe hơi Đông Hồng vào trong tay anh ấy sẽ lại phát triển mạnh mẽ ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm, chuyện này không thành cũng không có gì cần lo lắng, vì còn có tôi. Diệp Thừa Dân nói một câu còn có tôi căn bản là chứa nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, cũng không nói thêm điều gì. Khi Vương Tử Quân đang uống trà với Diệp Thừa Dân, Diêu Trung Tắc đang ung dung uống trà trong phòng làm việc của mình. Bên cạnh Diêu Trung Tắc chính là phòng Quảng Thắng đang cầm văn kiện báo cáo, gương mặt hắn cũng tràn đầy nụ cười. Bí thư Diêu, chỉ sợ sắp tới sẽ có người không chịu nổi, muốn nói chấn hưng công ty xe hơi Đông Hồng ở Nam Giang căn bản đơn giản như vậy sao? Nếu như Lưu Thành Lâm căn bản không làm tốt công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy cũng chỉ còn là một bình hoa bài trí mà thôi. Phòng Quảng Thắng cầm bình trà châm nước cho Diệp Thừa Dân rồi cười nói. Diêu Trung Tắc cười cười mà không nói thêm điều gì. Hắn từng là người chủ quản công tác kinh tế, tất nhiên biết rõ đưa một xí nghiệp thoát khỏi trạng thái khốn khổ là như thế nào, hơn nữa đây còn là ngành sản xuất xe hơi. Khi Phòng Quảng Thắng đang định nói tiếp thì gương mặt của Diêu Trung Tắc có vài phần không nhịn được. Phòng Quảng Thắng này căn bản là không quá tốt. Trước mặt lãnh đạo nói lời vuốt mông ngựa có thể bày ra tâm trạng vui sướng, nhưng thủ đoạn không cao không sâu, anh không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào được. Lãnh đạo có thể tiến lên vị trí cao đều không phải hạng ngu dốt, ngược lại mưu kế của anh bị thủ hạ nhìn thấu, như vậy anh căn bản không còn gì là bí hiểm, đây chính là điều làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy khó thể tiếp nhận được. Quả nhiên Diêu Trung Tắc khoát tay áo với Phòng Quảng Thắng, Quảng Thắng, sau này anh cũng đừng nên nói điều này trước mặt tôi. Anh phải nhớ kỹ một điều, là tôi hoàn toàn tín nhiệm với trưởng phòng Vương. Phòng Quảng Thắng nhìn gương mặt trịnh trọng của Diêu Trung Tắc, hắn nào không ý thức được ý nghĩ của lãnh đạo. Thế nên hắn nhanh chóng gật đầu nói, Bí thư Diêu cứ yên tâm, tôi đây chỉ là tùy tiện nói như vậy mà thôi, trước mặt người ngoài thì tôi biết mình nên làm thế nào. Diêu Trung Tắc gật gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì. Hắn tin chỉ cần mình không nói lời nào, căn bản người bên dưới không phải là không có ai tiếp tục lên tiếng. Đến cấp bậc của hắn thì chỉ có thể nắm xu thế lớn mà thôi, căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác. Trước cổng bệnh viện tỉnh Nam Giang, Hùng Nghiêu Đống đang đi tới đi lui ở hàng lang, lúc này hắn còn tỏ ra bối rối hơn cả khi Triệu Hòa Duyệt bị xuất huyết não. Bộ dạng của lão ở bệnh viện tỉnh Nam Giang căn bản rất dễ dàng được người khác đồng tình, có lẽ người này đang lo lắng vì một người thân nào đó đang chữa trị bên trong. Hùng Nghiêu Đống căn bản không quan tâm đến người chung quanh. Sáng hôm nay tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy quyết định nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, tuy bản thân lão không có dã tâm với vị trí này, thế nhưng lão là cán bộ lão thành của đơn vị, hắn căn bản có thể nói là người cực kỳ trung thành tận tâm. Hùng Nghiêu Đống biết rõ mình căn bản thua kém Triệu Hòa Duyệt rất nhiều ở phương diện kinh doanh quản lý, thế nhưng lão căn bản không thiếu phần trung thành với công ty so với Triệu Hòa Duyệt. Lão căn bản cảm thấy rất lo lắng vì trạng thái hiện tại của đơn vị mình. Dựa theo những gì hắn hiểu về công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ người có năng lực tiếp nhận vị trí giám đốc công ty chỉ có thể là Lưu Thành Lâm được Triệu Hòa Duyệt bồi dưỡng tỉ mỉ nhiều năm qua.
Mặc dù Lưu Thành Lâm đã được xem là một nhân tuyển được báo cáo lên hội nghị thường ủy, thế nhưng theo tin đồn từ bên ngoài thì Hùng Nghiêu Đống biết rõ Lưu Thành Lâm lần này căn bản có ít kỳ vọng thắng. Chưa nói đến một Triệu Kỳ Tường là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách có điều kiện bản thân cao vời so với Lưu Thành Lâm, nhìn vào khuynh hướng của hội nghị thường ủy, Lưu Thành Lâm căn bản khó có cơ hội thắng được Triệu Kỳ Tường. Trưởng phòng Vương tuy cố gắng giúp đỡ Lưu Thành Lâm tiến lên, thế nhưng trưởng phòng Vương sẽ ảnh hưởng đến cả hội nghị thường ủy tỉnh ủy sao? Hơn nữa Triệu Kỳ Tường căn bản là nhân tuyển của chủ tịch tỉnh, chỉ sợ Lưu Thành Lâm sẽ khó được như ước nguyện. Hôm nay trong đầu Hùng Nghiêu Đống chỉ còn lại ý nghĩ này, dù là ở nhà hay ở công ty đều cảm thấy như ở trên đống lửa như ngồi đống than. Sau đó lão dứt khoát đến thăm Triệu Hòa Duyệt, dù bây giờ Triệu Hòa Duyệt không nói gì, thế nhưng hai người dù sao cũng có cùng một ý nghĩ, hai bên ở bên cạnh nhau cũng có chút an ủi về tâm lý. Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt thì Hùng Nghiêu Đống căn bản không muốn đi vào. Người bạn già của lão đã ngã xuống, lão cần gì phải chạy đến đây làm cho đối phương mất hứng. Triệu Hòa Duyệt không nói nhưng Hùng Nghiêu Đống căn bản là biết rõ, nhưng ngoài Triệu Hòa Duyệt ra thì Hùng Nghiêu Đống cảm thấy khó ai biết được ý nghĩ trong lòng mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.